Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 16. Khổng Lệnh Hải bị hắn cho mắng mộng thúc, ta đều bị đả thương, bọn hắn làm giả bệnh lịch, liền Lý Thành Ba đều cùng bọn hắn thông đồng một mạch. Ngươi câm miệng cho ta, nếu như ngươi còn nhận ta cái này thúc thúc, lập tức trở lại cho ta, không cho phép ngươi đối với chuyện này làm văn chương, không phải tương lai ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thúc, trở về, lập tức, lập tức. Khổng Tường Sinh tức giận đã cúp điện thoại, hắn đã lĩnh giáo qua Mai Như Tuyết lợi hại, nếu như Khổng Lệnh Hải náo xuống dưới, kế tiếp xui xẻo rất có thể chính là mình. Chuyện tiến triển có thể nói là phong hồi lộ chuyển, ai cũng không nghĩ đến cuối cùng lại là bí thư Khổng Tường Sinh ra mặt lắng lại chuyện này. Khổng Lệnh Hải cưỡi cuối cùng ban một đò ngang về tới Nguy Sơn Đảo, vừa mới xuống thuyền, liền thấy Trương Hải Đào ở cửa ra đứng đấy, không cần hỏi chính là chờ hắn. Khổng Lệnh Hải hiện tại đã biết Hứa Thuần Lương thân phận. Trương Hải Đào cũng Hồ Sơn Trấn nổi danh nhân vật hung ác, hắn quay người liền muốn đi vào bên trong, bị Trương Hải Đào xông đi lên một thanh bóp lấy cổ. Ngươi mẹ nó chạy cái gì chạy? Ngươi chớ làm loạn, ta gọi người a. Trương Hải Đào nói, hiện tại biết sợ hãi, ngươi gọi một cái ta thử một chút, ta nếu không đem ngươi làm trong hồ cho ăn dã con rùa, ta theo họ ngươi. Khổng Lệnh Hải vẻ mặt đưa đám nói, Trương ca, ngài đừng làm khó ta sai rồi còn không được nha. Ta không cáo còn không được sao? Trương Hải Đào nói, ngươi đừng sợ, ta không đánh ngươi, chúng ta viện trưởng nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Khổng Lệnh Hải chỉ có thể đi theo hắn đi vào đậu ở chỗ đó Santana 2000 phía trước, Hứa Thuần Lương ở bên trong bốn bể yên tĩnh mà ngồi xuống đâu. Trương Hải Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đi trong xe nói chuyện. Khổng Lệnh Hải nuốt nước miếng một cái, có chút do dự, Trương Hải Đào kéo ra phía sau cửa xe đem hắn đẩy vào. Khổng Lệnh Hải đánh đáy lòng sợ hãi Hứa Thuần Lương, tối hôm qua Hứa Thuần Lương lấy đánh 10 chàng diện còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hôm nay hắn lại bị thúc thúc mắng một trận, đánh đánh không lại người ta, bối cảnh cũng làm không qua người ta, không thể trêu vào ta tránh tổng được rồi, có thể trốn đều trốn không thoát. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười còn đau không? Khổng Lệnh Hải lắc đầu. Không thương ngươi cáo cái gì? Khổng Lệnh Hải nói, ta không cáo, ta không cáo. Hứa Thuần Lương giơ tay lên. Khổng Lệnh Hải vô ý thức hai tay ôm đầu, con hàng này đã trở thành chim sợ cành cong, đừng đánh, đừng đánh, ta tổn thương còn chưa xong mà. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngươi bộ này hạnh kiểm, ta đều thay ngươi mất mặt, ta không đánh ngươi, yên tâm đi. Khổng Lệnh Hải đem hai tay buông xuống, Hứa viện trưởng, ta nhận thua, ta không cáo, ta công việc bây giờ cũng bị mất, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài cũng đừng chấp nhặt với ta được không? Hứa Thuần Lương nói. Ngươi công việc cũng không phải ta làm cho không có, lúc đầu chúng ta đêm qua đã thanh toán xong, ngươi vì sao lại lật lọng đâu? Khổng Lệnh Hải nói, ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta giận cho nên. Hứa Thuần Lương cắn cắn nói đi, là ai bảo ngươi cáo ta sao? Không có, không có người nào. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thu người ta tiền à? Không có. Hứa Thuần Lương nở nụ cười tin tức xã hội nơi nào có bí mật gì. Nghĩ cha ngươi còn không dễ dàng. Khổng Lệnh Hải không chịu được hắn lừa dối, ta trả lại, kia 3 vạn khối tiền ta không muốn. Hứa Thuần Lương nói một chút đi, ai cho ngươi tiền? Phùng Trung Á. Hứa Thuần Lương nhíu mày, cái tên này tốt như quá khứ nghe nói qua, hắn nhớ lại một chút, nhớ kỹ lần trước Mặc Hàm nói cho hắn biết, Đồng Trường Hạo một nhóm tại Nguy Sơn đảo bị thủy sản thương nhân vây đánh, cái này Phùng Trung Á liền có hiểm nghi. Hứa Thuần Lương lúc ấy căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, không có vạch trần, nhưng là hắn không nghĩ đến người này sẽ chọc cho đến trên đầu của mình. Người nói là Đại Hằng tập đoàn Trương Hằng Dương trợ lý Phùng Trung Á. Khổng Lệnh Hải liên tục gật đầu, là hắn tìm được ta, nói cho ta một khoản tiền, để cho ta đánh với ngươi kiện cáo, còn nói chắc thắng. Hứa Thuần Lương nói, hắn ở nơi nào? Ta không biết, bởi vì việc này, ta thúc đem ta cho mắng một trận. Hắn để ta lập tức quay lại, ta đem tiền trả lại cho hắn. Khổng Lệnh Hải lo lắng Hứa Thuần Lương không tin mình, ta thề, ta nói đến toàn đều là thật, ta không cáo, ngươi cùng Mai Trấn trưởng sự tình ta liền làm như không nhìn thấy. Hứa Thuần Lương giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn, Khổng Lệnh Hải dọa đến đem đầu ôm lấy ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, là Phùng Trung Á nói đến, hắn nói ngươi không bằng lái, nói kia nữ chính là... Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái, Khổng Lệnh Hải ngạnh sinh sinh đem Mai Trấn trưởng 3 chữ lại nuốt trở vào.
Hứa Thuần Lương biết hắn không dám nói dối, chỉ bên ngoài, Khổng Lệnh Hải như chút được gánh nặng, mở cửa xe, lộn nhào chạy trốn. Trương Hải Tân lên xe trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, có muốn đuổi theo hay không đi lên giáo huấn Khổng Lệnh Hải dừng lại, Hứa Thuần Lương lắc đầu, Khổng Lệnh Hải chỉ là một cái bị người lợi dụng tiểu nhân thôi. Hắn để Trương Hải Tân lái xe đi Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ, hắn sẽ phải sẽ Trương Hằng Dương, chuyện này nhất định phải cái giải thích. Kỳ thật Hứa Thuần Lương không tìm đến mình, Trương Hằng Dương cũng dự định đi bái phỏng Hứa Thuần Lương, hắn hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là huyền quan bất như hiện quản, tổng hợp chấp pháp làm đình công chỉnh đốn và cải cách thông chi liền kỳ hạn đều không có viết, nói cách khác Mai Như Tuyết không hài lòng, bọn hắn liền phải tiếp tục đình công xuống dưới. Mai Như Tuyết rõ ràng chính là muốn công khí tư dụng, nhưng hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Trương Hằng Dương tại liên lạc không được Mai Như Tuyết tình huống dưới, tìm được huyện lãnh đạo, chuẩn bị đến cái đường cong cứu quốc, từ cấp trên hướng Mai Như Tuyết tạo áp lực. Nhưng đối phương nghe nói về sau, ngựa bên trên biểu thị đã nơi đó chính phủ để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách liền chứng minh bọn hắn công trình tồn đang vấn đề. Trương Hằng Dương phiền muộn phía dưới nói cho đối phương biết, nếu như trong huyện mặc kệ, hắn dự định đi vào thành phố khiếu nại, nhưng câu nói này lại đem huyện lãnh đạo chọc giận, trực tiếp nói cho Trương Hằng Dương, chính ngươi có vấn đề, đi trong tỉnh khiếu nại đều vô dụng. Trương Hằng Dương mặc dù đã sớm nhìn ra Mai Như Tuyết có bối cảnh, nhưng là cũng không nghĩ tới bối cảnh sau lưng của nàng cường đại đến loại tình trạng này, không thể trêu vào người ta lại không trốn thoát, vậy chỉ có thể cúi đầu nhận sợ. Nghe nói Hứa Thuần Lương đến đây, Trương Hằng Dương tự mình đi ra ngoài đón lấy, cười rạng rỡ nói. Hứa viện trưởng, ta chính đi nói bái phỏng ngài, nghĩ không ra ngài liền đến. Hứa Thuần Lương nhàn nhạt cười cười nói, ta cũng là kiên trì đến, các ngươi Đại Hằng bảo an quá lợi hại, ta còn thực sự có chút sợ bị đánh. Trương Hằng Dương thầm mắng người này được tiện nghi khoe mẽ, 10 tên bảo an đều bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, hai cái xương mũi gãy xương, trong đó còn có một cái xương gò má gãy xương, nếu như truy cứu tới con hàng này đều đủ phán, nhưng tại Hồ Sơn Trấn, người ta liền có thể xóa đến sạch sẽ. Không có cách nào người ta có chỗ dựa. Trương Hằng Dương đương nhiên biết rõ phía sau nguyên nhân, nghĩ phải giải quyết Đại Hằng trước mắt gặp phải nguy cơ, nhất định phải đem sự tình giải thích rõ ràng, cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn đi Hồ Sơn Trấn giải thích một vạn câu, khả năng còn không bằng Hứa Thuần Lương đối Mai Như Tuyết nói một câu. Trương Hằng Dương nói, sự tình ta đều biết, ta đem bọn hắn tất cả đều khai trừ, Hứa viện trưởng, chuyện này toàn đều tại ta. Ngài xe gắn máy chúng ta Đại Hằng sẽ phụ trách sửa chữa. Hứa Thuần Lương nói, quá khách khí, ta hôm nay đến cũng không phải tìm nợ bí mật. Trương Hằng Dương mời hắn đi vào văn phòng ngồi xuống, để sân khấu ngược lại hai chén trà đưa vào. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, nói ngay vào điểm chính Phùng Trung Á đâu. Trương Hằng Dương nói, ngươi tìm hắn có việc. Hứa Thuần Lương đem Phùng Trung Á tự mình cho Khổng Lệnh Hải tiền, giật dây hắn cáo trạng chính mình sự tình nói. Trương Hằng Dương cười khổ nói ta liền nói chuyện này khẳng định có người ở sau lưng sai sử, Phùng Trung Á là phụ tá của ta không giả, đều là chuyện quá khứ, một tuần trước hắn đã từ chức. Hứa Thuần Lương nói, trùng hợp như vậy, hắn vừa từ chức liền xuất thủ hại ta. Ta cùng hắn cũng không có oán không có thù Trương Hằng Dương nói, Hứa viện trưởng, chúng ta là bạn cũ, chúng ta Đại Hằng tại Hồ Sơn Trấn làm công trình lớn như vậy, ta không cần thiết đắc tội ngươi đi. Giữa chúng ta lại không có bất kỳ cái gì lợi hại xung đột, chuyện tối ngày hôm qua là chúng ta quản lý bất thiện, chúng ta Đại Hằng sẽ gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Thái độ của hắn phi thường thành khẩn, Đại Hằng về sau muốn tại Nguy Sơn đảo trường kỳ phát triển, muốn là bởi vì việc này đắc tội Mai Như Tuyết, chỉ sợ tiền cảnh đáng lo. Hứa Thuần Lương nói, cái kia Phùng Trung Á vì cái gì từ chức? Trương Hằng Dương nói, ta cũng không rõ ràng, hắn công việc một mực rất xuất sắc, ta đối với hắn cũng tiến hành giữ lại. Nhưng hắn vẫn kiên trì từ chức, hẳn là tìm được tốt hơn công việc. Hắn lần này giật dây Khổng Lệnh Hải nháo sự, nhưng thật ra là đem chúng ta cũng đẩy lên một cái tương đương lúng túng vị trí, chúng ta cũng là người bị hại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không biết hướng đi của hắn. Trương Hằng Dương nói, không biết, nếu như ta nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ không tha hắn. Hắn ngay trước Hứa Thuần Lương bột dùng miễn để gọi một cú điện thoại, Phùng Trung Á điện thoại thế mà quay xong. Đã Trương Hằng Dương cũng tìm không thấy Phùng Trung Á, Hứa Thuần Lương tự nhiên không hề lưu lại tất yếu, hắn đứng dậy cáo từ. Trương Hằng Dương đem hắn đưa đến ngoài cửa, phân biệt thời điểm mời Hứa Thuần Lương hỗ trợ cùng Mai Như Tuyết phản ứng một chút hắn bên này đình công chỉnh đốn và cải cách sự tình, đình công một ngày tổn thất nặng nề.
Hứa Thuần Lương cười cười, thông qua chuyện này hắn phát hiện thật đúng là không thể xem thường nữ nhân trả thù tâm, chọc giận Mai Như Tuyết hậu quả rất nghiêm trọng, Trương Hằng Dương đây cũng là gieo gió gặt bão. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút người tại Nam Giang Mặc Hàm, dù sao sớm nhất nói cho hắn biết Phùng Trung Á kỳ nhân là Mặc Hàm. Mặc Hàm nghe nói Phùng Trung Á tìm người hãm hại Hứa Thuần Lương, lập tức liền nở nụ cười, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, Phùng Trung Á từ chức sau đi Hoa Niên tập đoàn, trước mắt đảm nhiệm chủ tịch Đường Kinh Vĩ trợ lý. Hứa Thuần Lương nghe nói tin tức này lập tức liền hiểu, Phùng Trung Á là đại biểu Hoa Niên tập đoàn lợi ích, hắn hẳn là muốn lợi dụng cơ hội lần này đem mình từ Trường Hưng Thanh trừ ra ngoài. Mình cùng cái này Phùng Trung Á không cừu không oán, hắn như thế nhắm vào mình 89/10 chính là vì lấy lòng Đường Thiên Nhất. Xem ra chính mình đánh Hoa Niên tập đoàn thái tử ra Đường Thiên Nhất kia món nợ từ đầu đến cuối bị người nhớ kỹ, đối phương chưa hề buông tha đối với hắn trả thù. Hứa Thuần Lương một lần cân nhắc qua Trường Hưng sát nhập sau hướng đi vấn đề, tỉ như Đông Châu thị bệnh truyền nhiễm viện, đương nhiệm bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng Nghiêm Hồi Ý gần nhất còn chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu hỏi hắn muốn hay không cân nhắc qua bên kia đương viện trưởng trợ lý. Nghiêm Hồi Ý đối Hứa Thuần Lương là thực sự rất thưởng thức. Hắn mới tới bệnh truyền nhiễm viện cũng gặp phải không ít vấn đề, cho nên nhu cầu cấp bách một dám đánh dám liều mãnh tướng, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn thí sinh tốt nhất. Ở phương diện này Hứa Thuần Lương cũng trưng cầu qua Cao Tân Hoa ý kiến, Cao Tân Hoa cho rằng mặc dù Triệu Phi Dương hiện tại trọng dụng Hứa Thuần Lương, nhưng là cải chế về sau, Trường Hưng kinh doanh tính chất phát sinh cải biến, đi bệnh truyền nhiễm viện cũng vẫn có thể xem là một cái ổn thỏa lựa chọn, chỉ ít bên kia không cần tiếp nhận cải chế phong hiểm. Mà lại lấy Hứa Thuần Lương năng lực, đến đâu mà đều có thể kiếm ra thuận theo thiên địa. Đương nhiên nếu như Hứa Thuần Lương không muốn đi bệnh truyền nhiễm viện, hắn cũng có thể vận dụng tư nhân quan hệ liên lạc một chút thị tật khống trung tâm, Cao Tân Hoa đối Hứa Thuần Lương là thật không thể nói. Hứa Thuần Lương nguyên vốn cũng có chút động tâm, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay lại làm cho hắn cải biến chủ ý, hắn là cái không tin tà người, hiện tại Hoa Niên tập đoàn chủ động chọc phải trên đầu của hắn. Nếu như hắn cứ đi như thế cùng nhận thua lại có gì khác biệt. Hứa Thuần Lương càng là gian nguy càng hướng về phía trước, hắn ngược lại muốn xem cải chế về sau Hoa Niên tập đoàn có thủ đoạn gì đối phó mình. Chỉ cần Hoa Niên dám làm lần đầu tiên, hắn liền dám làm 15, đừng nhìn Hoa Niên tập đoàn có tài có thế, nhưng là hắn có là dũng khí cùng trí tuệ, ai có thể cười đến cuối cùng còn không biết đâu. Hứa Thuần Lương dưới đáy lòng trước cho Phùng Trung Á nhớ một khoản. Hắn cùng Hoa Niên tập đoàn đấu tranh bắt đầu tại Đường Thiên Nhất, làm sâu sắc tại Phùng Trung Á, nhớ tới tức sẽ nghênh đón kịch liệt đấu tranh, người này không có chút nào lo lắng, ngược lại hưng phấn lên, người sống trên đời liền phải không ngừng đấu tranh, nếu như không có đấu tranh như vậy sống nhìn hẳn là a tịch mịch, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Nguy Sơn đảo lần này sóng gió chưa nhấc lên liền bị bóp chết, bởi vì ứng đối biện pháp kịp thời, tin tức cơ hồ không có truyền đi, cho dù là có người nghe nói. Cũng chỉ là biết Hứa Thuần Lương cùng Đại Hằng tập đoàn bảo an ở giữa phát sinh một chút xung đột, sau đó song phương bắt tay giảng hòa, cuối cùng vẫn Đại Hằng tập đoàn gánh chịu tất cả, liền Hứa Thuần Lương chiếc kia hư hao xe gắn máy đều bị Trương Hằng Dương lấy giá gốc mua xuống. Nhưng là Trường Hưng cũng có người tại mật thiết chú ý chuyện này, Phó Viện trưởng Viên Bội Cường nghe nói sau cùng kết quả xử lý về sau có chút thất vọng. Viện trưởng trợ lý Trương Hải Tân đem hiểu rõ đến tình huống hướng hắn hồi báo xong tất, thận trọng nói, viên viện. Hứa Thuần Lương có thể hay không đoán được là chúng ta làm. Viên Bội Cường nhíu mày, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trương Hải Tân biết mình nói sai, đầu đạp kéo lại đi, thấp giọng nói viên Việt, Hứa Thuần Lương tại Hồ Sơn Trấn có chỗ dựa, có Mai Như Tuyết bảo đảm hắn, người bình thường không động được hắn. Viên Bội Cường nói, nàng thật đúng là không đơn giản đâu, thế mà một tay che trời, còn trẻ như vậy, thế mà chơi đến một tay tốt quyền mưu. Trương Hải Tân nói, đều nói nàng có bối cảnh, mà lại là loại kia đặc biệt cường đại bối cảnh. Viên Bội Cường nói, bối cảnh cường đại tới đâu cũng không quản được chúng ta Trường Hưng sự tình, Hứa Thuần Lương loại này con sâu làm dầu nồi canh nhất định phải thanh trừ ra ngoài. Trương Hải Tân đều không làm rõ ràng được Viên Bội Cường vì sao đối Hứa Thuần Lương ôm lấy cửu hận sâu như vậy, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Hứa Thuần Lương đánh bọn hắn con trai của Chủ tịch Đường Thiên Nhất. Trương Hải Tân nói, Triệu Viện trưởng đối Hứa Thuần Lương rất coi trọng. Viên Bội Cường trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn có chuyện khác sao? Trương Hải Tân nghe được hắn hạ lệnh trục khách, ngượng ngùng đứng dậy lui ra ngoài. Triệu Phi Dương từ đi công chức để rất nhiều người cảm thấy trở tay không kịp, Viên Bội Cường cũng là trong đó một cái cố, hắn vốn cho là mình bị tập đoàn phái tới Trường Hưng, về sau đại biểu Hoa Niên tập đoàn lợi ích.
Triệu Phi Dương đại biểu Đông Châu chính phủ thành phố, song phương ký kết về sau, mình có thể cùng Triệu Phi Dương bình khởi bình tọa, thậm chí quyền lực trong tay hắn lớn hơn. Nhưng là Triệu Phi Dương từ đi công chức về sau, chuyện đương nhiên trở thành Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn pháp nhân, cái này chứng minh Triệu Phi Dương đã sớm cùng tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ đạt thành hiệp nghị, về sau Trường Hưng vẫn là Triệu Phi Dương đương gia. Viên Bội Cường tình cảnh hiện tại trở nên phi thường xấu hổ, cho dù là Hoa Niên tập đoàn nội bộ cũng là tồn tại đấu tranh, Đường Kinh Vĩ là công ty tổng giám đốc, Đường Kinh Luân là công ty phó tổng cũng là CFO, hai anh em họ ở giữa cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy hòa thuận. Đường Kinh Luân đối Đường Kinh Vĩ chiến lược bố cục trong lòng còn có chất vấn, nhưng là bởi vì ở công ty chiếm đoạt cổ phần vấn đề lại không thể không phục từ. Viên Bội Cường nhưng thật ra là Đường Kinh Luân người, Đường Kinh Luân ý đồ thông qua hắn đến trưởng khống Hoa Niên tương lai lớn khỏe mạnh sản nghiệp, nhưng là bọn hắn mưu đồ cùng bố cục tựa hồ bị Đường Kinh Vĩ cảm giác được. Triệu Phi Dương tuyên bố từ đi công chức trước đó, nội bộ công ty cũng không toát ra nửa điểm phong thanh, thậm chí liền phó tổng Đường Kinh Luân cũng không biết đại ca quyết định này. Nam Giang Chín Gian Đường. Một tòa kiểu Trung Quốc phong cách trong biệt thự, Hoa Niên tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Vĩ cùng Đường Kinh Luân hai huynh đệ người chính đang đánh cờ. Đường Kinh Vĩ kỳ nghệ không tốt, đã liên tiếp bại hai ván, Đường Kinh Luân từ nhỏ đã là cờ vây cao thủ, hắn có chút không rõ đại ca khi thắng khi bại còn muốn kiên trì cùng mình đánh cờ ý nghĩa ở đâu. Đổi thành mình tuyệt sẽ không làm loại này không có phần thắng chút nào sự tình. Đường Kinh Vĩ lắc đầu nói, không được, ngươi 10 tuổi về sau, ta đánh cờ liền không có thắng nổi ngươi. Đường Kinh Luân cười nói đại ca tâm không ở chỗ này. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi cờ vây vẫn là ta giáo đến. Cho giỏi hơn thầy, ta chỉ có thể hưởng thụ thất bại quá trình. Bưng lên đã lạnh hồng trà uống một ngụm, nhíu mày một cái nói lạnh. Đường Kinh Luân thu thập xong thế cuộc, một lần nữa pha một bình Trương Bình Thủy Tiên. Đường Kinh Vĩ uống một ngụm trà nóng, thưởng thức Thủy Tiên tại cổ họng tan ra hương khí. Đại ca, ta vừa mới biết được Triệu Phi Dương đã từ đi công chức rồi. Đường Kinh Luân nhấn mạnh vừa mới hai chữ, trên nét mặt không có có bất kỳ bất mãn gì. Nhưng là trong lòng đối đại ca cách làm cũng không tán đồng. Đường Kinh Vĩ mỉm cười nói, kỳ thật tại hắn lần trước tới thời điểm liền định xuống dưới, ta lo lắng chuyện này quá sớm để lộ bí mật ảnh hưởng không tốt, cho nên đối với người nào đều không nói. Đường Kinh Luân nói, ngài ngay cả ta cũng tin không nổi sao. Đương nhiên tin qua được, nhưng là ta đáp ứng Triệu Phi Dương không nói cho bất luận kẻ nào, đã chuyện đã đáp ứng liền phải làm được, Kinh Luân a, ngươi cảm thấy Triệu Phi Dương người này thế nào? Đường Kinh Vĩ không tin được bất luận kẻ nào, bao quát Đường Kinh Luân cái này thân đệ đệ ở bên trong, những năm này, Đường Kinh Luân tiểu động tác không ngừng, Đường Kinh Vĩ tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không có điểm phá. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ hỏi ta ý kiến còn trọng yếu hơn sao? Coi như ta nói hắn không được, ngươi sẽ tôn trọng ý kiến của ta sao? Đường Kinh Luân nhấp một ngụm trà, yên lặng vuốt vuốt trong tay chén trà, qua một hồi lâu mới nói thông minh, tự phụ, có dã tâm. Đường Kinh Vĩ cười ha ha, người cùng cái nhìn của ta không mưu mà hợp a. Đường Kinh Luân cũng không rõ đại ca tại sao muốn dùng một cái dã tâm bừng bừng người. Đường Kinh Vĩ nói, một người liền dã tâm đều không có còn làm sự nghiệp gì. Chúng ta cùng Trường Hưng hợp tác, muốn được là cùng có lợi, Trường Hưng trọng yếu nhất tài sản là cái gì? Đường Kinh Luân không có trả lời, kỳ thật vấn đề này căn bản không cần trả lời, bất kỳ cái gì một tòa bệnh viện trọng yếu nhất tài sản đều là nhân viên y tế. Đường Kinh Vĩ nói, tìm một cái Đông Châu lãnh đạo thành phố tán đồng, lại có thể đạt được Trường Hưng nhân viên ủng hộ người cũng không dễ dàng. Đường Kinh Luân nói, chúng ta dù sao chiếm hữu 80% cổ quyền. Đường Kinh Vĩ lắc đầu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng ta tạo chiếc thuyền này, nghĩ thuận lợi vạch đến bờ bên kia, nhất định phải dựa vào nước, những nhân viên y tế kia chính là nước, ngoại trừ chúng ta còn muốn một vị kinh nghiệm phong phú người cầm lái, người chọn lựa thích hợp nhất chính là Triệu Phi Dương. Đường Kinh Luân nói, ngài có thể cam đoan Triệu Phi Dương sẽ đại biểu chúng ta Hoa Niên tập đoàn lợi ích sao? Đường Kinh Vĩ mỉm cười nói, ta dự định đề danh Triệu Phi Dương trở thành gia năm bách hóa thứ 8 giới ban giám đốc đồng sự. Đường Kinh Luân minh bạch đại ca ý tứ, hắn là muốn đem Triệu Phi Dương triệt để buộc chặt tại Hoa Niên tập đoàn trên chiến xa, cũng chỉ có như thế, Triệu Phi Dương mới có thể vì bọn họ tận tâm tận lực làm việc. Đường Kinh Luân nhắc nhở. Gần nhất Triệu Phi Dương tại Trường Hưng đưa tới không ít chỉ trích, Trường Hưng cũng là phong ba không ngừng. Vấn đề hiện tại bạo phát đi ra, dù sao cũng so ký kết về sau lại bộc phát muốn tốt.
Hiện tại bộc phát sẽ đối với Trường Hưng danh dự tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng nếu như hợp đồng sau khi ký kết lại bộc phát, như vậy ảnh hưởng đến sẽ là Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu, tạo thành tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Đường Kinh Vĩ tại nhiệm dùng Triệu Phi Dương vấn đề bên trên là cực kỳ kiên định, lần này phong ba là Triệu Phi Dương tao ngộ đến lớn nhất một lần, có lẽ là một lần cuối cùng. Đông Châu thị phái ra công tác tổ đã còn đưa hắn trong sạch, sự kiện lần này cũng thúc đẩy Triệu Phi Dương làm ra từ đi công chức quyết định. Ngày mai Đường Kinh Vĩ tướng tự mình tiến về Đông Châu ký tên hợp đồng, cũng sẽ chính thức xính nhiệm Triệu Phi Dương đảm nhiệm Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn giám đốc. Đường Kinh Vĩ phi thường thanh sở đệ đệ nghĩ như thế nào, bố cục lớn khỏe mạnh lý niệm sớm nhất là Đường Kinh Luân nói ra, hắn muốn tự mình phụ trách chuyện này, nhưng là Đường Kinh Vĩ đem việc này giao cho tập đoàn phó tổng Đoàn Viễn Hồng, Đoàn Viễn Hồng cũng chưa quen thuộc lĩnh vực này, cho nên lựa chọn Đồng Trường Hạo tới làm trợ thủ. Song phương hợp tác đàm phán cũng không có trong dự đoán thuận lợi như vậy, Đường Kinh Luân bởi vậy đối Đồng Trường Hạo năng lực đưa ra chất vấn, cũng thành công đưa tới bộ phận đồng sự cộng minh, bức bách tại áp lực nội bộ. Đường Kinh Vĩ không thể không triệt bỏ Đồng Trường Hạo, đổi lại thành viên hội đồng quản trị thôi tuyển viên Bội Cường. Đường Kinh Vĩ đối đệ đệ mục đích thấy phi thường rõ ràng, tại Hoa Niên tập đoàn chủ doanh lâm vào khốn cảnh hợp lý dưới, lớn khỏe mạnh sản nghiệp không thể nghi ngờ thành vì bọn họ tương lai bố cục quan trọng nhất, Đường Kinh Vĩ mới sẽ không dễ dàng ủy quyền, hắn mặt ngoài đối đệ đệ nói gì nghe nấy, nhưng là tại ký kết thời khắc mấu chốt mới sử xuất tuyệt chiêu, tướng tương lai lớn khỏe mạnh sản nghiệp một mực trưởng khống trong tay của mình. Đường Kinh Vĩ một chiêu này đánh Đường Kinh Luân một trở tay không kịp, hắn không thể không bội phục đại ca đa mưu túc trí, việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời cam bái hạ phong. Đường Kinh Luân rời đi thời điểm, tại ga ra tầng ngầm gặp vừa mới về nhà chất tử Đường Thiên Nhất. Nhìn qua nghênh ngang đi tới Đường Thiên Nhất, Đường Kinh Luân khóe môi lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, mẹ chiều con hư, Đường Thiên Nhất chính là như thế, đại ca khôn khéo một chút cũng không có gì truyền tới trên người hắn, người này tuyệt đối không có năng lực tiếp ban. Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất lúc này mới hướng bên này xem ra, cười nói thúc, ngài đã tới, làm sao không ăn cơm liền đi. Đường Kinh Luân nói, ban đêm có công vụ, hắn cố ý hướng Đường Thiên Nhất chân bên trên nhìn một chút thế nào. Chân tổn thương xong chưa? Nhắc lên chuyện này Đường Thiên Nhất hận đến liền hàm răng ngứa, tốt hơn nhiều, trời đầy mây trời mưa vẫn là đau, Hứa Thuần Lương, ta không tha cho hắn. Đường Kinh Luân nói, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa. Ngày mai cha ngươi liền đi Đông Châu ký hợp đồng, ngày mai bắt đầu Trường Hưng cùng chúng ta chính là người một nhà. Đường Thiên Nhất kinh hỉ nói, thúc, đó chính là nói bắt đầu từ ngày mai Trường Hưng bệnh viện chính là chúng ta nhà đúng không? Đường Kinh Luân thầm than người này quá ngu, liền hình thức đầu tư cổ phần tình huống như thế nào đều không có hiểu rõ, cái gì gọi là nhà các ngươi, coi như Hoa Niên thu mua thành công, cũng là thuộc về toàn thể đồng sự, hắn gật đầu nói có thể nói như vậy. Đường Thiên Nhất nói, ta phải cùng ta cha nói một tiếng, đem Hứa Thuần Lương bị khai trừ, ta đã sớm nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đường Kinh Luân nói, người ta thế nhưng là chính thức biên chế, giống như cha ngươi cũng không có quyền lực này. Đường Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, bệnh viện là nhà chúng ta, còn không phải ta quyết định, mẹ nó, khai trừ ngược lại tiện nghi hắn, ta muốn chỉnh chết hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đường Kinh Luân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hận một người không nhất định phải treo ở ngoài miệng. Trường Hưng bệnh viện lần này trước đại hội tiến hành đến không chút huyền niệm, bệnh viện công cải chế quyết nghị đạt được thuận lợi thông qua, cổ quyền tỷ lệ đạt được thuận lợi thông qua, Trường Hưng bệnh viện hai kỳ kiến thiết đạt được thuận lợi thông qua. Bí thư Trần Hưng An bởi vì bệnh không có tham dự, kỳ thật tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn có thể đi tham gia, thậm chí liền chủ trì hội nghị đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn không muốn đi, không muốn lần nữa chứng kiến mình thất bại. Triệu Phi Dương quả nhiên từ đi công chức, trong thành phố phê chuẩn cũng ủng hộ hắn quyết định, cuộc sống tương lai Triệu Phi Dương tiếp tục đảm nhiệm Trường Hưng Bệnh viện viện trưởng chức, theo đã biết hắn còn cùng lúc đảm nhiệm Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc kiêm pháp nhân. Triệu Phi Dương thành công càng ấn chứng hắn thất bại, Trần Hưng An thậm chí cho rằng là mình thúc đẩy Triệu Phi Dương thành công, là giúp mình Triệu Phi Dương giải khai cuối cùng một đạo trói buộc, trợ giúp hắn nhất phi trùng thiên. Tham dự kháng nghị những chủ nhiệm kia cùng phó chủ nhiệm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại cùng công tác tổ nói chuyện sau nhận thức được tự thân sai lầm, tỏ thái độ bọn hắn không nên nghe tin sàm ngôn bị người mê hoặc, bọn hắn sẽ ủng hộ Trường Hưng cải chế, về sau cũng tướng tiếp tục là Trường Hưng phát triển mà cố gắng công việc. Công tác tổ lãnh đạo cũng đặc biệt tới thăm Trần Hưng An,
Tại Vững Tin thân thể của hắn đã khôi phục điều kiện tiên quyết, cùng hắn tiến hành một phen xâm nhập trò chuyện, Trần Hưng An quyết định từ đi bí thư chức vụ, thân thể của hắn đã không cách nào tiếp tục tiếp nhận như thế nặng nề công việc. Công tác tổ trưng cầu hắn đối kế nhiệm nhân tuyển ý kiến thời điểm, Trần Hưng An đề cử Cao Tân Hoa, lý do như sau. Cao Tân Hoa đồng chí trường kỳ đảm nhiệm Trường Hưng lãnh đạo làm việc, cẩn trọng tận chức tận trách, tin tưởng hắn có thể trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian cân đối cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ, cũng cam đoan Trường Hưng nhân viên lợi ích. Trần Hưng An vốn cho là mình ý kiến không có nổi chút tác dụng nào, Triệu Phi Dương cần đến cũng không phải Cao Tân Hoa dạng này bí thư, nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, trước đại hội kết thúc không lâu sau, thượng cấp liền tuyên bố Trần Hưng An bởi vì bệnh từ chức cùng bổ nhiệm Cao Tân Hoa là thư ký quyết định. Cao Tân Hoa làm sao cũng không nghĩ tới lãnh đạo cấp trên sẽ để cho mình tiếp nhận bí thư, tổ chức bên trên tìm hắn nói chuyện thời điểm, Cao Tân Hoa vốn cho rằng vẫn là liên quan tới kháng nghị hoạt động sự tình, lại nghĩ không ra là chuyện này. Cao Tân Hoa năm nay 53 tuổi, hắn vẫn cho là sĩ đồ của mình kiếp sống sẽ ở phó phòng cái này cấp bậc dừng bước không tiến, lần này lãnh đạo cấp trên tại nhiệm mệnh hắn đảm nhiệm Trường Hưng bí thư đồng thời còn cho hắn để nửa cấp, từ phó phòng biến thành chính sử. Tổ chức bên trên minh xác nói cho Cao Tân Hoa, Trường Hưng cải chế là Đông Châu thí điểm, các cấp lãnh đạo đối lần này cải chế cực kỳ coi trọng. Triệu Phi Dương dũng chọn cải cách gánh nặng, nhưng là cũng đưa tới không ít tranh luận, tổ chức bên trên cho rằng Triệu Phi Dương dù sao tuổi trẻ, mà lại lần này hắn lựa chọn từ đi công chức, tổ chức bên trên mặc dù ủng hộ, nhưng là cũng sinh ra cảnh giác, Trường Hưng cải chế vấn đề phi thường phức tạp, tuyệt không phải quay quanh tư đơn giản như vậy. Trong đó dính đến quá nhiều chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên. Quyết định từ Cao Tân Hoa đảm nhiệm bí thư, không chỉ bởi vì Trần Hưng An đề cử, tổ chức bên trên sớm lặng lẽ khảo sát người liên quan tuyển, cho rằng Cao Tân Hoa là thích hợp nhất một cái, hắn hiểu rõ Trường Hưng tình huống, làm việc an tâm ổn trọng, cùng kiên quyết tiến thủ Triệu Phi Dương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà lại bọn hắn trước đó quan hệ không tệ, tin tưởng bọn họ tại phối hợp phương diện không tồn tại vấn đề gì, nếu như an bài những nhân tuyển khác còn cần rèn luyện kỳ. Đương nhiên cái này cũng có cái khác người ứng cử cũng không nguyện ý đến Trường Hưng nguyên nhân, Trường Hưng đang đứng ở cải chế mấu chốt giai đoạn, tại trong mắt rất nhiều người, Trường Hưng tình trạng trước mắt phi thường phức tạp, lo lắng khó mà khai triển công việc. Cao Tân Hoa kỳ thật cũng có rời đi Trường Hưng suy nghĩ, hiện tại xem ra hắn là không thể đi, chỉ là hắn đảm nhiệm bí thư, về sau cùng Triệu Phi Dương ở giữa tất nhiên sẽ đứng trước mâu thuẫn không nhỏ, Cao Tân Hoa vẫn còn có chút do dự. Tổ chức bên trên phi thường lý giải tình cảnh của hắn, cổ vũ hắn phải dùng tại bốc lên cái này gánh, Trường Hưng cần một cái có thể đại biểu nhân viên lợi ích người, cần một cái có can đảm là nhân viên y tế phát ra tiếng người, người này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cao Tân Hoa được bổ nhiệm làm Trường Hưng bí thư sự tình so Trần Hưng An từ trước tới càng đột nhiên, Triệu Phi Dương biết được tin tức này về sau, ngồi ở trong phòng làm việc trọn vẹn trầm mặc hơn nửa giờ. Hắn vừa mới từ đi công chức, cũng thuận lợi giải quyết Trần Hưng An cái phiền toái này, nghĩ không ra lãnh đạo cấp trên liền tăng lên Cao Tân Hoa, coi như Triệu Phi Dương vắt hết óc cũng không nghĩ ra Cao Tân Hoa sẽ bị đặt ở trên vị trí này. Cao Tân Hoa tuổi tác không có bất kỳ cái gì ưu thế, trước đó chỉ là một cái phó sư cấp, bình thường tới nói hắn tuổi tác như vậy đã rất khó thu hoạch được tăng lên. Lãnh đạo thành phố làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đối với mình không yên lòng, bọn hắn cần một cái đáng tin cán bộ của đảng đến tọa trấn. Triệu Phi Dương nội tâm có chút cảm giác khó chịu, mặc dù hắn cùng Cao Tân Hoa chưa hề đều không phải là địch nhân, nhưng nhìn đến một cái đi qua hạ cấp trở thành cùng mình bình khởi bình tọa cộng tác, cảm giác này vô cùng không thoải mái, mà lại mình đã không có công chức, hắn đại biểu Hoa Niên tập đoàn, Cao Tân Hoa mới đại biểu Trường Hưng. Trầm mặc nửa giờ, Triệu Phi Dương từ đầu đến cuối nghĩ đến về sau mình cùng Cao Tân Hoa ở giữa định vị. Lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau. Triệu Phi Dương ý thức được mình vẫn là phải trước chúc mừng một chút Cao Tân Hoa, cầm điện thoại lên, lật đến Cao Tân Hoa mục lục, vốn định thông qua đi, nhưng lại bỏ đi chủ ý. Cao Tân Hoa đảm nhiệm bí thư mang ý nghĩa hắn cùng mình đã cùng cấp, dạng này gọi điện thoại chúc mừng có phải hay không đủ long trọng, có thể hay không để hắn giải đọc vì chính mình không cao hứng. Triệu Phi Dương quyết định tự mình đi một chuyến. Gõ vang phòng làm việc của Phó Viện trưởng cửa phòng một khắc này, Triệu Phi Dương mới ý thức tới. Mình đi vào Trường Hưng bệnh viện tiền nhiệm lâu như vậy, còn chưa hề chủ động tới qua Cao Tân Hoa văn phòng, đi qua mỗi lần có việc, đều là Cao Tân Hoa đi gặp hắn. Cao Tân Hoa nhìn thấy Triệu Phi Dương tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy Triệu Việt, ngài sao lại tới đây? Có việc nói một tiếng chính là.
Triệu Phi Dương cười nói, Tân Hoa ca, ta đặc địa qua tới chúc mừng ngươi a. Cao Tân Hoa ý thức được hắn đã biết mình được bổ nhiệm làm bí thư sự tình, hiện tại tổ chức bên trên còn không có chính thức tuyên bố, Triệu Phi Dương tin tức thật đúng là linh thông, Cao Tân Hoa cũng không cần thiết phủ nhận, thở dài nói, tổ chức bên trên tìm ta từng đàm thoại. Triệu Phi Dương nói, chuyện tốt a, hai anh em chúng ta cộng tác ăn ý, ngươi làm bí thư ta đơn giản thật cao hứng. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ chưa hẳn, phản chính tự mình tương đối xoắn xuýt, về sau cùng Triệu Phi Dương như thế nào ở chung. Quá khứ là mình là thuộc hạ của hắn, có một số việc nhìn xem không vừa mắt cũng không tốt nói, nhưng bây giờ mình cũng là chính sự cấp, lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm mình đương bí thư cũng không phải để hắn kiếm sống, là muốn để hắn giữ gìn Trường Hưng nhân viên lợi ích. Cao Tân Hoa nói, Triệu viện trưởng, công việc sau này bên trên còn phải dựa vào ngươi nhiều hơn trợ giúp. Triệu Phi Dương cười nói, hẳn là ngươi trợ giúp ta mới đúng, ta. Hắn vốn muốn nói ta đã từ đi công chức, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, dừng lại một chút nói. Ta ban đêm cho ngươi chúc mừng một chút, không có những an bài khác à. Cao Tân Hoa nói, đêm nay không được, ta phải về nhà, tẩu tử ngươi hai ngày này thân thể không tốt lắm. Không có sao chứ, có cần phải tới bệnh viện kiểm tra một chút. Cao Tân Hoa cười nói, không có việc gì, đau dạ dày, bệnh cũ. Hắn nói hoang, kỳ thật thê tử không có bất cứ vấn đề gì, hắn chỉ là không muốn cùng Triệu Phi Dương đi được quá gần, tại thích ứng mới chức vị cùng nhân vật trước đó, hắn nhất định phải tỉnh táo suy tính một chút, về sau công việc phải làm thế nào khai triển, hắn cùng Triệu Phi Dương quan hệ trong đó ứng làm như thế nào ở chung. Cao Tân Hoa mời Triệu Phi Dương tạm thời không muốn tuyên bố chuyện này, dù sao tổ chức bên trên còn không có chính thức hạ nghị định bổ nhiệm, dựa theo chương trình hẳn là cuối tuần sự tình. Cao Tân Hoa trước khi tan việc đặc địa đi Đông Nghiễm Sinh nơi đó dạo qua một vòng, Đông Nghiễm Sinh chính nháo xuất viện, hắn gần nhất bệnh tình đã phi thường ổn định, không cần thiết tại bệnh viện hao tổn. Cao Tân Hoa thụ huyết dịch khoa chủ nhiệm Diêu Trạch Dân ủy thác, thuyết phục Đông Nghiễm Sinh vẫn là mau chóng đem phối hình thí nghiệm cho làm, tốt nhất liên lạc một chút con của hắn Thư Viễn Hàng. Đông Nghiễm Sinh nói, người đến rất đúng lúc, giúp ta cùng Diêu chủ nhiệm nói một chút, ta nhất định phải xuất viện, lại để cho ta tiếp tục ở lại. Ta không có chết bệnh trước buồn bực chết rồi. Cao Tân Hoa nói, biết bác sĩ phiền nhất bệnh gì người sao? Chính là như ngươi loại này không phối hợp trị liệu. Dẹp đi đi, các người bác sĩ phiền nhất phải là không có tiền, ta nếu là không có tiền, đã sớm đuổi ta đi. Cao Tân Hoa nói, lão Đông, lời này ta nhưng không thích nghe, ngươi là đối với chúng ta nhân viên y tế vũ nhục, là đối với chúng ta y đức chửi bới. Đông Nghiễm Sinh thở dài nói, đúng vậy. Là ta nói hưu nói vượt, ngươi cùng bọn hắn nói, ta xuất viện, ta nhất định phải xuất viện, thân thể của ta biết, ta hiện tại cùng người tốt đồng dạng. Cao Tân Hoa nói, được, ta giúp ngươi cùng Diêu chủ nhiệm nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, trước tiên đem phối hình thí nghiệm cho làm. Đông Nghiễm Sinh nói, làm kia làm gì, phối hợp để người khác đem cốt tủy cấy ghép cho ta ta cũng không có như thế tự tư. Cao Tân Hoa nói, ngươi chính là nhất y mù, cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại y học như thế phát đạt, không cần cấy ghép cốt tủy, làm tế bào cấy ghép liền có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Ta không có bệnh. Cao Tân Hoa nhìn qua Đông Nghiễm Sinh lão Đông, ngươi nói thật với ta, là không phải là bởi vì con của ngươi, ngươi không muốn thiếu hắn. Đông Nghiễm Sinh lấy ra một điếu thuốc, Cao Tân Hoa giúp hắn đốt, mình cũng cầm một chi. Đông Nghiễm Sinh rút hai cái khói, cảm thán nói, ta thiếu hắn. Phụ tử nào có cách đêm thù a? Ngươi hẳn là nói với hắn rõ ràng, năm đó không phải ngươi không muốn bọn hắn hai mẹ con, là. Lão Cao, Đông Nghiễm Sinh ngăn cản Cao Tân Hoa nói tiếp. Cao Tân Hoa gõ gõ khói bụi nói, đi qua ta nghĩ đến đám các ngươi kẻ có tiền không có phiền não, hiện tại xem ra cũng cùng chúng ta dân chúng bình thường đồng dạng. Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi tính là cái gì chứ dân chúng bình thường? Ngươi là phó sự cấp cán bộ, ngươi đã sớm thoát ly quần chúng rất nhiều năm. Cao Tân Hoa nói. Ngươi đây thật đúng là nói sai. Chỗ nào nói sai rồi? Ta hiện tại là chính sự cấp. Đông Nghiễm Sinh sửng sốt một chút chính sự. Lúc nào sách? Cao Tân Hoa đem thượng cấp quyết định bổ nhiệm mình là Trường Hưng bệnh viện bí thư sự tình nói. Đông Nghiễm Sinh nói, chuyện tốt a, làm sao cảm giác ngươi thật giống như không quá cao hứng đâu. Cao hứng không nổi a, ta hiện tại cũng coi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Trần Thư Ký là bởi vì bệnh từ chức, Triệu Phi Dương lại từ đi công chức. Ngươi nói ta gặp phải áp lực nên lớn bao nhiêu? Đông Nghiễm Sinh nói, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, cái này không liền nói rõ, trước mắt Trường Hưng bệnh viện,
ngươi cấp bậc tối cao sao? Về sau ngươi chính là Trường Hưng duy nhất chính sự cấp cán bộ. Cao Tân Hoa được hắn nhắc nhở mới ý thức tới điểm này, mình làm sao đều không nhớ ra được. Đông Nghiễm Sinh nói, ta là người ngoài cuộc, bất quá ta tại bệnh viện các ngươi ở nhiều ngày như vậy, nhiều ít cũng nhìn ra điểm môn đạo. Cao Tân Hoa để hắn tranh thủ thời gian nói đi xuống, hắn liền muốn nghe xem người đứng xem ý kiến. Đông Nghiễm Sinh nói, mặt ngoài nhìn bệnh viện các ngươi nhân viên y tế kháng nghị không có đưa đến muốn hiệu quả, Trần Hưng An bí thư còn bởi vậy từ chức, nhưng là ta cho rằng, vẫn là đưa tới tương quan lãnh đạo coi trọng, nhất là Triệu Phi Dương từ đi công chức chuyện này, mặc dù biểu hiện ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, nhưng là cũng đưa tới lãnh đạo cảnh giác, Triệu Phi Dương từ chức mặt ngoài là vì để tránh cho người khác ngờ vực vô căn cứ người làm ra hy sinh, cải cách làm ra cống hiến, nhưng trên thực tế hắn thoát ly thể chế. Cao Tân Hoa nói, lãnh đạo cấp trên là ủng hộ quyết định này của hắn. Đông Nghiễm Sinh nở nụ cười, năm đó ta tại bộ dân chính cửa làm đến thời gian mặc dù không dài, nhưng là ta đối thể chế vẫn còn có chút nhận biết, làm lãnh đạo am hiểu nhất đến chính là đùa bỡn cân bằng thuật, nói trắng ra là tốt nhất quản lý kỹ xảo chính là để thuộc hạ chế ước lẫn nhau tương hỗ giám sát, Trường Hưng lại cải chế, còn phải là tại đảng lãnh đạo dưới làm việc, Triệu Phi Dương từ đi công chức cũng không có nghĩa là hắn từ nay về sau liền có thể tín mã do cương, còn phải có người tại thời khắc mấu chốt siết ghìm lại dây cương. Ngươi chính là người này. Cao Tân Hoa phát hiện Đông Nghiễm Sinh thấy thật đúng là thấu triệt, lãnh đạo chọn chúng hắn làm cái này siết dây cương người, chú định hắn về sau cùng Triệu Phi Dương ở giữa mâu thuẫn sẽ không thiếu. Cao Tân Hoa nói, Trường Hưng bí thư không dễ làm a. Đông Nghiễm Sinh nói, có cái gì không dễ làm, cũng không phải để ngươi mọi thứ đều tự thân đi làm, chỉ cần ngươi sẽ dùng người là đủ rồi. Cao Tân Hoa nói, lão Đông, người năm đó không có ở dân chính hệ thống làm tiếp đơn giản chính là ta đảng tổn thất. Đông Nghiễm Sinh cười nói, người đừng nhìn ta nói đến một bộ, thật là để ta thì không được, trong mắt ta vò không được hạt cát, nhìn thấy người khác a rua nịnh hót nịnh nọt, ta liền kìm nén không được hỏa khí, hận không thể xông đi lên tát tai phiến hắn, nghĩ tại bên trong thể chế lẫn vào, đầu tiên phải học được dối trá. Cao Tân Hoa nói, người công kích bột quá rộng. Đông Nghiễm Sinh nói, ta nói đúng lời nói thật, những năm này ta mặc dù không tại bên trong thể chế, nhưng là cùng bên trong thể chế cán bộ liên hệ cũng không ít, hạng người gì ta chưa thấy qua. Cao Tân Hoa nói, không thể cua đũa cả nắm, đa số cán bộ vẫn là tốt, vẫn là thật lòng thực lòng là dân chúng làm việc. Lời nói này đến ít nhiều có chút lực lượng không đủ. Đông Nghiễm Sinh nói, ta không có khó mà nói, ta chỉ nói là ngươi trên người chúng tập tục xấu, được, ta không nói, thuốc đắng dã tật. Lời thật thì khó nghe. Cao Tân Hoa cười nói, ta tất cả đều nghe lọt được. Theo Trường Hưng Bệnh viện cùng Hoa Niên Tập đoàn chính thức ký kết, trước đó đủ loại suy đoán cũng rốt cục rơi xuống đất. Hoa Niên Tập đoàn Chủ tịch Đường Kinh Vĩ lần này tới Đông Châu Nhật Trình an bài rất đầy, ký kết nghi thức qua đi, lại cùng lãnh đạo thành phố, khu công nghệ cao lãnh đạo cộng đồng chủ trì Trường Hưng mới môn Trần Đại Lâu Điện cơ lễ. Mặc dù Trường Hưng Bệnh viện tương lai phát triển còn khó nói, nhưng là hai ngày này hoàn toàn chính xác trở thành toàn bộ Đông Châu hệ thống vệ sinh bên trong sáng nhất phiên kia minh tinh. Hứa Thuần Lương chuyên về tới tham gia hội nghị, biết được Cao Tân Hoa được bổ nhiệm làm Trường Hưng bí thư, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại chúc mừng. Cao Tân Hoa để Hứa Thuần Lương đến phòng làm việc của mình một chuyến, hiện tại hắn đã đem đến Trần Hưng An văn phòng, Trần Hưng An đi lúc đó, đem hắn những cái kia nhiều thịt thực vật đều để lại cho Cao Tân Hoa. Hứa Thuần Lương gõ cửa đi vào thời điểm, Cao Tân Hoa vừa mới tiếp đãi qua một đợt chúc mừng hắn tổng chi bí thư. Hứa Thuần Lương mang đến cho hắn hai điếu thuốc, thuốc lá này là Đại Hằng đưa cho hắn, Trương Hằng Dương vì hướng hắn lấy lòng, đặc địa đem hắn xe gắn máy lấy hóa đơn giá cả mua xuống, còn đưa cho hắn một chút lễ vật, trong đó liền bao gồm thuốc lá. Hứa Thuần Lương cũng rõ ràng Trương Hằng Dương là xem ở Mai Như Tuyết trên mặt mũi mới làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Cao Tân Hoa nhìn thấy kia hai đầu cửu ngũ chí tôn, nhịn không được nói, tiểu tử ngươi làm sao cũng học được làm những thứ này. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài lên chức, ta làm sao đều phải bày tỏ một chút. Cao Tân Hoa nói, đưa cho ra ra ngươi rút đi chứ sao. Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu đưa đến, ta không muốn ra ra hút thuốc, cho nên liền đưa tới tai họa ngài. Cao Tân Hoa cười nói, cái kia ngược lại là, lão nhân gia vẫn là bớt hút một chút khói tốt. Hắn đem hai điếu thuốc thu hồi, chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi. Hứa Thuần Lương đi qua còn chưa tới qua bí thư văn phòng, cảm giác căn phòng làm việc này so Cao Tân Hoa đi qua rộng rãi nhiều, cùng Triệu Phi Dương văn phòng thuộc về cùng một quy cách,
cái này mang ý nghĩa Cao Tân Hoa từ giờ trở đi liền cùng Triệu Phi Dương bình khởi bình tọa. Chúc mừng Cao Bí Thư Cao Thăng. Ít đến bộ kia, Cao Tân Hoa đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống, cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, hắn tìm Hứa Thuần Lương tới là có chuyện an bài. Nam Giang trường đảng tháng sau có cái thanh niên cán bộ lớp huấn luyện, trong vòng một tháng, Cao Tân Hoa cầm tới văn kiện về sau cái thứ nhất liền nghĩ đến Hứa Thuần Lương. Đối với chuyện này Cao Tân Hoa cũng là dụng tâm lương khổ, một là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương không có văn bằng, không có chính trị thân phận, thông qua lần này huấn luyện chí ít có thể trợ giúp hắn trước tiên đem đảng vào, về sau nghĩ tại thể chế bên trong có tư cách, chính trị diện mạo phương diện nhất định phải có chỗ cải thiện. Quan trọng hơn là cân nhắc đến bây giờ Trường Hưng đang đứng ở cải chế biện pháp nhao nhao chứng thực thời điểm, rất nhiều cương vị đều đứng trước điều chỉnh cùng biến động, Hứa Thuần Lương trước đó đánh qua Hoa Niên tập đoàn con trai của Chủ tịch Đường Thiên Nhất. Hoa Niên tập đoàn hiện tại đã trở thành Trường Hưng đại cổ đông, rất có thể sẽ cùng Hứa Thuần Lương tính khoản này nợ cũ, để hắn tạm thời đi Nam Giang học tập, cũng là vì tránh đầu gió. Từ lâu dài tới nói, Hứa Thuần Lương chỉ cần đem vào đảng sự tình giải quyết, mình đều có thể tại Trường Hưng an bài cho hắn cái chi bộ bí thư công việc, coi như Hoa Niên tập đoàn cũng không làm gì hắn được. Một tháng, đã cơ bản có thể thấy rõ tương lai động tĩnh, có thể căn cứ tình huống quyết định Hứa Thuần Lương đi ở, Trường Hưng tuyệt không phải nơi ở lâu, theo cải chế hoàn thành, Hứa Thuần Lương tại Hoa Niên tập đoàn làm chủ đạo Trường Hưng sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Cao Tân Hoa hoàn toàn là đem Hứa Thuần Lương xem như mình hài tử đối đãi giống nhau, vì hắn nghĩ đến tương đương chu đáo. Hứa Thuần Lương nhoáng cái đã hiểu rõ Cao Tân Hoa dụng tâm lương khổ, cười nói, Cao Thúc, ngài là sợ ta bị người trả thù. Cho nên mới để cho ta trước rời xa không phải là. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi rời xa không được không phải là, bởi vì ngươi bản thân liền là không phải là. Hứa Thuần Lương vui vẻ ngài thật là hiểu ta. Cao Tân Hoa nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nói, hiện tại hợp đồng đã ký kết, tương lai tình huống còn không công khai. Trường Hưng trung tầng cán bộ khẳng định phải đứng trước một lần lớn biến động, ngươi mặc dù có năng lực, nhưng là tiểu tử ngươi không có trình độ không có thân phận, nếu như về sau nghĩ tại thể chế bên trong đi được lâu dài, liền phải nhanh một chút giải quyết hai vấn đề, một là trình độ, có thể thông qua tại chức học tập giải quyết, phương diện này ta không giúp được ngươi, nhưng là chính trị diện mạo phương diện vẫn là có thể trước giải quyết một cái. Hắn chỉ kia phần văn kiện, Nam Giang trường đảng lần này huấn luyện phi thường trọng yếu. Lần này có thể tham gia huấn luyện trên cơ bản đều là thanh niên phó khoa cấp trở lên cán bộ, trên nguyên tắc tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, đối đảng viên thân phận cũng không làm yêu cầu nghiêm khắc, người tham gia xong lần này huấn luyện, vào đảng sự tình liền không tồn tại vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, có một số việc là không tránh khỏi. Cao Tân Hoa cười nói, ta cũng không có để ngươi tránh, ngươi thích đi hay không, cho ta cái tin chính xác, nếu là không muốn đi. Ta đem cơ hội nhường cho người khác. Hứa Thuần Lương nói, đi. Ta nếu là không đi chẳng phải là cô phụ Cao Bí Thư đối quan tâm của ta. Hắn đem văn kiện cất kỹ, hỏi Triệu Phi Dương từ đi công chức sự tình. Hiện tại ngoại giới truyền ngôn rất nhiều, chủ yếu là liên quan tới Triệu Phi Dương thân phận bây giờ vấn đề. Cao Tân Hoa nói cho Hứa Thuần Lương, trong thành phố cùng Hoa Niên tập đoàn đều minh xác Triệu Phi Dương lãnh đạo địa vị, nói cách khác cải chế về sau. Triệu Phi Dương vẫn là Trường Hưng lão đại, quyền lực của hắn sẽ chỉ so với quá khứ lớn hơn. Cao Tân Hoa cho Hứa Thuần Lương một cái lời khuyên, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn rời xa không phải là vòng, theo cải chế tiến hành, quay chung quanh Triệu Phi Dương tranh luận khẳng định còn sẽ có rất nhiều. Công tác tổ đã kết thúc điều tra, cho nhân viên y tế kháng nghị sự kiện định tính là mọi người nhận lấy hữu tâm người mê hoặc, Triệu Phi Dương đồng chí vô luận tại sinh hoạt tác phong bên trên vẫn là kinh tế bên trên đều không tồn tại vấn đề gì. Mặc dù Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương có một số việc xử lý phương pháp cũng không tán đồng, nhưng là hắn đối Triệu Phi Dương quyết đoán cùng can đảm vẫn là bội phục, lần này bệnh viện công cải cách quá trình bên trong, nếu như Triệu Phi Dương không có kiên trì tới cùng, liền sẽ không có hợp đồng cuối cùng rơi xuống đất, nếu như Triệu Phi Dương bản thân tồn đang vấn đề, hắn cũng không chịu nổi công tác tổ điều tra. Cao Tân Hoa chỉ hy vọng Triệu Phi Dương có thể thủ vững đi qua hứa hẹn, nhưng là hắn lại có một loại dự cảm. Từ hôm nay trở đi một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trường Hưng đều sẽ ở vào dung chuyển bên trong. Đây là Cao Tân Hoa đảm nhiệm Trường Hưng bí thư về sau lần thứ nhất viện tuần hội, cũng là Triệu Phi Dương từ đi công chức về sau lần thứ nhất. Lần này trong hội nghị, Triệu Phi Dương một lần nữa giới thiệu một chút mới ban lãnh đạo cấu thành. Tại trong mắt mọi người, biến hóa lớn nhất thuộc về Cao Tân Hoa, bởi vì công việc tính chất thay đổi,
Cao Tân Hoa từ hôm nay trở đi cũng không còn đảm nhiệm công việc cụ thể, hắn đi qua phụ trách công việc tất cả đều giao cho Viên Bội Cường. Triệu Phi Dương thuyết minh sơ qua một chút về sau lãnh đạo phân công, Cao Tân Hoa nguyên bản phụ trách xây dựng cơ bản hậu cần về sau từ Viên Bội Cường phụ trách, Cao Tân Hoa tiếp nhận Trần Hưng An chủ trào đảng quần công việc, còn lại mấy vị phó viện trưởng công việc cơ bản không có quá lớn biến động. Triệu Phi Dương nói xong mỉm cười nhìn qua Cao Tân Hoa nói, Cao Bí Thư, người có cái gì muốn bổ sung? Cao Tân Hoa lắc đầu, biểu thị mình không có lời nào dễ nói. Triệu Phi Dương lại nhìn phía Viên Bội Cường, Viên Bội Cường gật đầu nói kia, ta nói hai câu đi. Viên Bội Cường mở ra mình bản ghi chép nói, rất vinh hạnh ta có thể cùng mọi người cùng nhau cộng đồng công việc, con người của ta sẽ không nói lời nói dối, cũng sẽ không nói dễ nghe, ta đi vào Trường Hưng thời gian không dài. Ta liền phát hiện mấy chút vấn đề nói ra cùng mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Triệu Phi Dương cười nói, chúng ta Trường Hưng công việc tác phong chính là muốn cần cù chăm chỉ thiết thực, Bội Cường đồng chí một mực nói thoải mái. Viên Bội Cường nói, có thể là ta đến từ tại dân xí, Trường Hưng bệnh viện cho ta cảm giác là công việc hiệu suất phi thường thấp, đặc biệt hậu cần là rất nhiều phòng đều là người nhiều hơn việc, được chăng hay chớ, lừa dối sống qua ngày. Hậu cần đi qua vẫn luôn là Cao Tân Hoa phân công quản lý, Viên Bội Cường lời nói này tương đương trực tiếp hướng Cao Tân Hoa nổi lên, Cao Tân Hoa nhíu mày, chính muốn nói chuyện. Triệu Phi Dương nói, loại hiện tượng này từ xưa đến nay, ta cũng sớm liền phát hiện, về sau viên viện phó phân công quản lý bộ phận này có thể yên tâm lớn mật cải cách, chúng ta tất cả đều sẽ ủng hộ ngươi. Cao Tân Hoa thầm nghĩ, đây chính là đi theo Viên Bội Cường cùng một chỗ phủ định ta đi qua công việc. Viên Bội Cường nói, Trường Hưng trung tầng quản lý kết cấu cũng rất không hợp lý, các bộ môn chức quyền tồn tại lặp lại cùng không rõ vấn đề, liền lấy y tế chỗ cùng hành phong ban tới nói, công việc phạm vi là như thế nào phân chia cái dạng gì tính chất tranh chấp thuộc về hành phong ban, cái dạng gì tính chất tranh chấp thuộc về y tế chỗ. Phân chia không cụ thể lớn nhất chỗ xấu chính là để mọi người sinh ra tương hỗ từ chối tâm lý. Phó Viện trưởng Tần Quốc Minh nói, điểm này ta đồng ý, ta nhắc lại ra một điểm. Trường Hưng hai năm này chữa bệnh tranh chấp không ngừng lên cao, cái này cùng y tế chỗ nhân viên không chuyên nghiệp có quan hệ, y tế chỗ có bộ phận nhân viên công tác, cũng không trải qua hệ thống huấn luyện, khiếm khuyết cơ bản nhất y hoạn câu thông kỹ xảo. Tần Quốc Minh lời nói này nhưng thật ra là hướng về phía y tế chỗ Dương Chấn Cương phát ra, gần nhất tâm nội khoa cùng một chỗ chữa bệnh tranh chấp bởi vì Dương Chấn Cương tham gia, không những không có thể kịp thời bình phục, ngược lại khiến cho càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Quốc Minh thân là tâm nội khoa chủ nhiệm phi thường nổi nóng, cho nên mới sẽ trước mặt mọi người nói ra. Viên Bội Cường nói, Tần Viện Phó nói đến sự tình ta cũng lưu ý đến, Trường Hưng tồn tại hết thảy hiện tượng kỳ quái, rất nhiều cương vị đều là một chút không phải người chuyên nghiệp đang quản lý, không chỉ y tế chỗ là cái dạng này, ta vài ngày trước đi Nguy Sơn Đảo Phân Viện khảo sát, đương nhiệm Nguy Sơn Đảo Phân Viện Viện trưởng Hứa Thuần Lương liền làm ra rất nhiều để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Triệu Phi Dương nhìn Cao Tân Hoa một chút, Cao Tân Hoa biểu lộ quản khống đến phi thường tốt, hỉ nộ không lộ. Cao Tân Hoa phát giác được Triệu Phi Dương đang nhìn mình, trong lòng của hắn đã rất không cao hứng, tất cả mọi người rõ ràng Hứa Thuần Lương là chính mình quan hệ, nhưng là Viên Bội Cường nói như vậy không chỉ là hướng chính mình cái này bí thư nổi lên, cũng là hướng Triệu Phi Dương nổi lên, dù sao bổ nhiệm Hứa Thuần Lương đương phân viện viện trưởng người là Triệu Phi Dương. Viên Bội Cường nói, tương lai Trường Hưng cần phải là thành tích cao cao tố chất cao cao cấp quản lý hình nhân mới, mà không phải. Triệu Phi Dương đánh gãy hắn nói, viên viện phó lần này đi phân viện khảo sát xem ra cũng không lý tưởng nha. Cao Tân Hoa ha ha cười một tiếng. Viên Bội Cường sửng sốt một chút, tiếp tục lời nói mới rồi nói. Ta biết lời ta nói rất có thể đắc tội một số người. Cao Tân Hoa nói, nếu biết cũng không cần biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nha. Trước mắt Trường Hưng cải chế vừa mới bắt đầu, muốn được là hài hòa, muốn được là đoàn kết, mà không phải vội vã làm nội bộ phân liệt. Triệu Phi Dương đi theo nhẹ gật đầu Cao Bí Thư nói tại điểm quan trọng bên trên. Viện trưởng cùng thư ký mới phối hợp ăn ý. Hai người đầu mâu đồng thời chỉ hướng Viên Bội Cường. Viên Bội Cường cũng không phải dễ dàng như vậy cúi đầu, hắn lớn tiếng nói Cao Bí Thư đối ta nói có thể là có chỗ hiểu lầm, ta không có làm nội bộ phân liệt. Ta chỉ là đưa ra mình nhìn thấy một chút không hợp lý hiện tượng. Cao Tân Hoa nói, Bội Cường đồng chí đến Trường Hưng vẫn chưa tới một tháng a. Viên Bội Cường nhẹ gật đầu, nhưng là không rõ cái này cùng hắn đến Trường Hưng thời gian dài ngắn lại có quan hệ gì. Cao Tân Hoa nói, chính như Bội Cường đồng chí nói, đi qua người tại dân xí, đối bệnh viện công quản lý hình thức không ăn ý,
cũng thiếu khuyết tương quan quản lý kinh nghiệm. Cao Tân Hoa ngữ khí lộ ra cư cao lâm hạ khinh miệt, nói trắng ra là chính là ngươi biết cái gì. Triệu Phi Dương vui với nhìn thấy Cao Tân Hoa xuất thủ đối phó Viên Bội Cường. Viên Bội Cường là Hoa Niên tập đoàn đặt ở Trường Hưng một đầu cá nheo, từ khi đi vào về sau, luôn cho là trong tay cầm thượng phương bảo kiếm, cho dù là đối chính mình cái này viện trưởng cũng có chút không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, coi như Cao Tân Hoa không xuất thủ, Triệu Phi Dương cũng định cho hắn lập điểm quy củ. Viên Bội Cường nói, Cao Bí Thư, vô luận bệnh viện công vẫn là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, quản lý phương diện là chung. Cao Tân Hoa nói, chung địa phương chỉ có một cái, đó chính là kiên trì đảng lãnh đạo. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Cao Tân Hoa một chiêu chế địch, Viên Bội Cường không cách nào cãi lại, cũng không dám cãi lại. Triệu Phi Dương đều ngây ngẩn cả người, Cao Tân Hoa câu nói này giống như không chỉ là nói cho Viên Bội Cường nghe được. Cái khác mấy cái phó viện trưởng nhìn ở trong mắt, trong lòng đều ý thức được, Cao Tân Hoa cái này bí thư tuyệt không phải là bài trí, bởi vì Cao Tân Hoa cùng Triệu Phi Dương đi qua quan hệ, mọi người lại không khỏi suy đoán, Cao Tân Hoa cường ngạnh có phải hay không Triệu Tân Hoa thụ ý. Triệu Phi Dương cười đánh lên giảng hòa Cao Bí Thư nói hay lắm, viên viện phó ý kiến cũng đáng được chúng ta tỉnh táo, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết quá trình, cũng là một cái mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng quá trình, chỉ có kình hướng một cái phương hướng làm, Trường Hưng mới có thể lấy được vượt qua thức phát triển. Cảnh Văn Tú dẫn đầu vỗ tay, nàng một vỗ tay những người khác cũng đi theo vỗ tay. Triệu Phi Dương thừa cơ tuyên bố tan họp, Viên Bội Cường tức đến xanh mét cả mặt mày, cái thứ nhất đứng dậy đi, những người khác cũng lần lượt rời đi. Triệu Phi Dương không có đi vội vã, Cao Tân Hoa cũng ngồi ở chỗ đó, từ trong túi móc ra một bao Hứa Thuần Lương hiếu kính mình thuốc lá, đốt lên một chi, không nhanh không chậm quất lấy. Triệu Phi Dương cười nói, Tân Hoa ca, một số thời khắc vẫn là phải giảng cứu chút kỹ xảo. Cao Tân Hoa nói, coi là nắm giữ hơn phân nửa cổ quyền liền bắt đầu đối Trường Hưng khoa tay múa chân, tha thứ ta nói thẳng, hắn không có đem người viện trưởng này để vào mắt a. Triệu Phi Dương làm sao có thể nghe không ra hắn đang chọn toa, cười ha ha nói, Hứa Thuần Lương tiểu tử này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, tại Nguy Sơn đảo không có ít gây chuyện. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, người khi đó dùng hắn nên nghĩ đến bởi vì khả năng này sinh ra tác dụng phụ, người là ta lấy tới Trường Hưng tới. Là ngươi đem hắn nâng lên trước mắt vị trí, Viên Bội Cường vừa rồi làm như vậy chính là trước mặt mọi người đánh chúng ta mặt a. Triệu Phi Dương nói, không đáng cùng loại người này so đo. Cao Tân Hoa cố ý nói chẳng lẽ ngươi cũng có động tiểu Hứa ý tứ. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, ta cũng không có ý nghĩ này, hắn là ngươi người, không có đồng ý của ngươi ta làm sao dám động. Lời này Cao Tân Hoa nhưng không thích nghe, dùng sức hít một hơi thuốc lá, cũng không nói chuyện. Để Triệu Phi Dương mình đi ngộ. Triệu Phi Dương phát giác được hắn không vui tiểu Hứa trên thân mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng là năng lực làm việc vẫn là rất đột xuất. Cao Tân Hoa nói, hắn đánh qua Hoa Niên tập đoàn thái tử ra Đường Thiên Nhất, người nói Viên Bội Cường hành vi hôm nay có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Triệu Phi Dương nói, không thể nào. Cao Tân Hoa nói, Nghiêm Hồi Ý bên kia ngược lại là đối Hứa Thuần Lương cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi không có ý định dùng hắn. Dứt khoát thả hắn đi bệnh truyền nhiễm viện. Triệu Phi Dương biết Cao Tân Hoa là cố ý nói cho mình nghe, hắn lúc đầu không muốn tỏ thái độ, nhưng Cao Tân Hoa đem nói được loại tình trạng này, cũng không thể không châm đối với chuyện này có cái minh xác thái độ. Tân Hoa ca, tiểu Hứa là ta một tay để bạt lên cán bộ trẻ tuổi, có cần hay không, dùng ra sao, là ta quyết định, đừng nói Viên Bội Cường, liền xem như Hoa Niên tập đoàn Đường Tổng đều không có quyền can thiệp. Cao Tân Hoa muốn được chính là hắn câu nói này. Cười tủm tỉm nói, ta liền biết ngươi không có khả năng mù quáng nghe theo ý kiến của bọn hắn. Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương hiểu rõ, Triệu Phi Dương người này tự cao tự đại, cùng dã tâm xứng đôi đến còn có siêu cường quyền lực muốn, Viên Bội Cường hôm nay công khai nổi lên, tới một mức độ nào đó ngược lại giúp Hứa Thuần Lương. Dân doanh vốn liếng tiến vào Trường Hưng đã thành sự thật, Trường Hưng nội bộ rất nhiều nhân viên cũng bắt đầu thay đổi quan niệm. Trịnh Bồi An chính là sớm nhất một nhóm. Hắn chủ động tham gia trung y chẩn đoán điều trị trung tâm đấu thầu, nhưng kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Hứa Thuần Lương biết được kết quả này, đặc địa mời hắn đi ăn cơm, dự định khuyên bảo hắn, trong chuyện này ban sơ Trịnh Bồi An là muốn tìm Hồi Xuân Đường hỗ trợ, nhưng là lão gia tử cự tuyệt, Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì cùng ngày hạ nhiệt độ, Hứa Thuần Lương đề nghị ra ngoài ăn đồng lô nồi lẩu, Hồi Xuân Đường phụ cận mới mở kinh thành thịt dê nướng, khẩu vị rất là địa đạo.
Hứa Trường Thiện khó được chịu đi ra ăn cơm, đi theo đám bọn hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy Chính Tông Đồng Lô, cười nói, ngược lại là có kinh thành xuyến thịt hương vị. Hứa Thuần Lương nói, dùng đều là Kỳ Liên Sơn nước suối, thịt dê cũng là từ bên kia vận tới. Hứa Trường Thiện cảm thán hiện tại hậu cần thật sự là quá phát đạt, trời Nam biển Bắc đồ vật trên cơ bản cũng có thể làm đến sáng đi chiều đến, vật tư thiếu thốn niên đại đã một đi không trở lại, dưới mắt Đông Châu cả nước các nơi mỹ thực đều có thể ăn vào. Trịnh Bồi An hỏi Hứa Thuần Lương còn gọi ai, Hứa Thuần Lương còn gọi Cao Tân Hoa, bất quá Cao Tân Hoa vừa mới lên làm bí thư, gần nhất không làm so sánh bận rộn, hắn cũng không nói định, mắt thấy ước định thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Hứa Thuần Lương đang định gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm, Cao Tân Hoa tới, còn mang đến một vị lão bằng hữu Đông Nghiễm Sinh. Người ở chỗ này bên trong, Đông Nghiễm Sinh ngoại trừ cùng Hứa lão gia tử chưa thấy qua, nhưng là nghe tiếng đã lâu. Hứa Thuần Lương hỗ trợ giới thiệu, Hứa Trường Thiện lập tức liền nhớ ra rồi, cười nói, Đông Tổng, ta mặc dù lần thứ nhất gặp ngươi, thế nhưng là ngươi phổ nhị trà ta có thể uống qua rất nhiều lần. Đông Nghiễm Sinh tranh thủ thời gian cho lão gia tử nắm tay lão tiên sinh gọi ta Nghiễm Sinh là được, ta cùng Tân Hoa là chiến hữu cũ, cùng Thuần Lương cũng là bạn vong niên. Hứa Trường Thiện để mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống, biểu thị hôm nay nhất định phải mình tới làm đông, lão gia tử niên kỳ mặc dù lớn, vẫn là không thay đổi khẳng khái bản sắc. Đông Nghiễm Sinh mang đến hai bình mao đài, Cao Tân Hoa cho hắn quy định chỉ có thể uống ba chén rượu, chờ một lúc còn phải đem hắn đưa về bệnh viện. Đông Nghiễm Sinh trong khoảng thời gian này tại bệnh viện nhưng nhịn gần chết. Hứa Trường Thiện đã sớm nghe nói Đông Nghiễm Sinh bệnh tình, quan sát một chút sắc mặt của hắn, lại chủ động đưa ra giúp hắn bắt mạch. Đông Nghiễm Sinh hiện tại bệnh tình hướng tới ổn định, nói đến cùng phục dụng hồi xuân đường sinh sinh đan cũng có quan hệ, bưng chén rượu lên, hướng Hứa lão gia tử biểu đạt cảm ơn. Hứa Trường Thiện có chút mê hoặc, mình trước đó giống như cũng không cho Đông Nghiễm Sinh nhìn qua bệnh, càng không có mở cho hắn qua thuốc. Chẳng lẽ lại là Hứa Thuần Lương tự tác chủ trương cho người ta xem bệnh? Nếu là thật, tiểu tử này cũng quá lớn mật, ngay trước mặt mọi người, Hứa Trường Thiện cũng không vạch trần. Cao Tân Hoa vừa mới vinh thiên, tự nhiên thành vì mọi người chúc mừng đối tượng, Cao Tân Hoa liên tiếp uống vài chén rượu, biểu thị chính mình cái này bí thư chính là ba phải, tại Trường Hưng bệnh viện bí thư chưa hề đều chỉ là một cái ký hiệu, không có cái gì thực tế quyền lực. Hứa Trường Thiện nói, Tân Hoa, ngươi không nên có ý nghĩ như vậy. Làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, hiện tại Trường Hưng làm cái gì cải chế, bình thường dễ dàng nhất phát sinh quốc hữu tài sản sói mòn hiện tượng, ngươi là Trường Hưng bí thư, ngươi đến vì quốc gia đem tốt quan, là Trường Hưng đem tốt quan. Đông Nghiễm Sinh phụ họa nói, Hứa lão tiên sinh nói đúng, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, ngươi cũng không thể cô phụ toàn thể nhân viên y tế kỳ vọng. Cao Tân Hoa nói, ta áp lực như núi A. Hắn biết rõ cái này bí thư không dễ làm, hướng về nhân viên y tế nói chuyện khẳng định phải đắc tội Hoa Niên tập đoàn, hướng về Hoa Niên tập đoàn nói chuyện, liền sẽ đắc tội toàn thể nhân viên, làm đến cuối cùng rất có thể tả hữu không phải người. Trịnh Bồi An nói lời công đạo, ta cảm thấy tình huống trước mắt, Trường Hưng bí thư không dễ làm, chủ yếu công việc chính là cân bằng các phương lợi ích, hơi không cẩn thận, liền phải bị mắng. Còn không phải sao, lúc trước tổ chức bên trên tìm ta nói chuyện. Ta cũng là liên tục do dự mới đón lấy cái này khoai lang bỏng tay, ta kỳ thật không phải đệ nhất nhân tuyển, nhưng là người khác nghe xong đến Trường Hưng đương bí thư, lập tức liền đánh lên chống lui quân, tổ chức bên trên cũng là thực sự tìm không thấy người, mới chọn chúng ta, ta một không có trình độ, hai không có tuổi tác ưu thế, ba không có năng lực. Hứa Trường Thiện nói, đó chính là ba không sản phẩm. Tất cả mọi người nở nụ cười, Cao Tân Hoa gật đầu nói chính là ba không sản phẩm. Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ, chính sử cấp làm xong chưa? Cao Tân Hoa nói, không nói gạt ngươi, đi qua không có đường chính sử thời điểm, tập trung tinh thần muốn đem chữ phó cho đi, hiện tại biến thành sự thật, ngược lại cảm thấy không quan trọng. Trịnh Bồi An nói, trong thành người nghĩ ra được, thành người bên ngoài muốn đi vào, cao bí thư thành tựu hiện tại, dù sao ta cả đời này là không đạt được. Hứa Trường Thiện nói, ta làm sao nghe được ngươi câu nói này có chút vuốt mông ngựa đâu. Hứa Thuần Lương cười nói đập cũng bình thường a, cao bí thư là lãnh đạo chúng ta. Trịnh Bồi An liên tục gật đầu. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi chớ cùng lấy thêm phiền, đi trường đảng bồi dưỡng sự tình cho ra ngươi báo cáo không. Hứa Trường Thiện còn không biết chuyện này, nghe nói Hứa Thuần Lương lại muốn đi Nam Giang trường đảng bồi dưỡng, biết là Cao Tân Hoa an bài chiếu cố, hắn đối học tập tiến bộ là tán thành. Bảo bối cháu trai trình độ là cái nhược điểm,
thừa dịp còn trẻ tranh thủ thời gian bổ đủ tốt nhất, phản đang không ngừng học tập luôn luôn chuyện tốt. Cao Tân Hoa nhớ tới Trịnh Bồi an ủi việc nhờ chính mình, hướng hắn giải thích, lần này trên nguyên tắc là không cho phép bản viện trong biên chế nhân viên tham gia đấu thầu, trong nội viện phi thường rõ ràng Trịnh Bồi an cùng Chu Minh Viễn đều tìm người tham gia lần này đấu thầu, cuối cùng thắng được người gọi Chu Nghĩa Sinh, sau lưng của người này là Nhân Hòa Đường. Hứa Trường Thiện nghe được Nhân Hòa Đường thời điểm không khỏi nhíu mày, người nói là Lỗ Nam Nhân Hòa Đường. Cao Tân Hoa nói, đúng vậy a, cái này Nhân Hòa Đường phi thường lợi hại, tại trị liệu xương tổn thương phương diện rất có một bộ, bọn hắn chế tác đến thuốc cao tại trên mạng lượng tiêu thụ siêu cao, ta nghe nói vẻn vẹn là mạng lưới tiêu thụ cái này một khối, hàng năm đều có thể lợi nhuận tốt mấy ngàn vạn. Hứa Trường Thiện nói, liền bệnh nhân tình huống đều không rõ ràng, liền bán thuốc cao cho người ta. Cùng đi qua khách giang hồ bán cao ra chó lại có gì khác biệt. Các ngươi Trường Hưng hiện tại cánh cửa thật là thấp. Cao Tân Hoa cười cười, hắn cho rằng là đồng hành tướng kỵ, lão gia tử nhìn Nhân Hòa Đường không vừa mắt cũng là bình thường, tranh thủ thời gian nói tránh đi, không trò chuyện cái này, cầu chúc Thuần Lương tiến về Nam Giang Trường Đảng học tập thành công. Hứa Trường Thiện uống vài chén rượu, có vẻ hơi không hăng hái lắm, lấy cớ mệt dã rời, đi về trước, Hứa Thuần Lương vốn định tiễn hắn. Lão gia tử để hắn lưu lại bồi mọi người uống rượu, đi cổng kiên trì đem chướng cho kết. Hứa Thuần Lương sau khi trở về, Cao Tân Hoa có chút hiếu kỳ nói, Thuần Lương, lão gia tử cùng Nhân Hòa Đường có phải hay không có cái gì không vui kinh lịch? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn chưa từng nghe Gia Gia nói qua. Trịnh Bồi An nói, ta cũng không có nghe hắn nói qua, có thể là hắn không quen nhìn đám này tại trên mạng bán thuốc cao gia hỏa. Đông Nghiễm Sinh nói, trung y đội ngũ bên trong vàng thau lẫn lộn. Chân của ta năm đó chính là bị lang băm không thể chậm trễ. Nói lên chuyện này, hắn có chút buồn bực, bưng chén rượu lên, lại bị Cao Tân Hoa cho ấn xuống, nói xong ba chén, Cao Tân Hoa một mực giám sát hắn đâu. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể cua đũa cả nắm, người khác ta không biết, gia gia của ta khẳng định là vị trách trời thương dân lương y, Đông Thúc, ngài hãy nói ăn sinh sinh đan về sau thế nào. Đông Nghiễm Sinh dựng thẳng lên ngón cái nói, thật là không tệ. Từ khi phục dụng ngươi mang tới sinh sinh đan, ta cảm giác mình đã khôi phục lại đi qua bình thường thời điểm trạng thái. Lão Cao, lại cho ta rót một ly, ta uống nhiều một chút không có việc gì. Cao Tân Hoa nói, ngươi nếu là lại uống, ta cũng mặc kệ ngươi xuất viện sự tình. Đông Nghiễm Sinh đành phải thôi. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, lại là Thư Viễn Hàng tìm hắn phát khởi giọng nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Thư Viễn Hàng biết mình cùng phụ thân hắn cùng một chỗ. Đứng dậy đến đi ra bên ngoài tiếp điện thoại. Thư Viễn Hàng tìm Hứa Thuần Lương là để hắn hỗ trợ. Thư Viễn Hàng liên hệ Bình Hải Bệnh viện Nhân dân tỉnh huyết dịch khoa chủ nhiệm Quách Minh Xuyên. Hắn hy vọng Hứa Thuần Lương có thể an bài Đông Nghiễm Sinh tiến về bên kia tiếp nhận trị liệu. Hứa Thuần Lương phát hiện Thư Viễn Hàng người này rất có ý tứ, rõ ràng phi thường quan tâm phụ thân, lại không chịu trực tiếp đối với hắn nói, Hứa Thuần Lương đáp ứng xuống. Sau khi trở về, hắn trực tiếp đem chuyện này nói cho Đông Nghiễm Sinh. Tướng Nghiễm Sinh người này mặc dù tính tình rất bướng bỉnh, nhưng là nghe xong là nhi tử an bài, lập tức không lên tiếng, hắn đồng ý tiến về, nhưng là hắn trước tiên cần phải về một chuyến Nguy Sơn Đảo. Cao Tân Hoa cho rằng đây là chuyện tốt, chỉ ít chứng minh Thư Viễn Hàng đáy lòng vẫn là quan tâm hắn phụ thân, có lẽ thông qua lần này chữa bệnh, hai người có thể tiêu trừ khúc mắc, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao Hứa Thuần Lương cũng muốn đi Nam Giang, lần này vừa dễ dàng cùng Đông Nghiễm Sinh đồng hành. Cao Tân Hoa biết Hứa Thuần Lương vẫn là được mấy tay chân truyền, hắn liền tận mắt chứng kiến qua Hứa Thuần Lương cho Cố Hậu Nghĩa châm cứu, Cố Hậu Nghĩa đột nhiên tai điếc tắt tiếng phát tác, Hứa Thuần Lương mấy châm xuống dưới đem hắn chữa lành, đến bây giờ cũng không có tái phát qua. Hắn còn nghe nói Đông Nghiễm Sinh ngã xuống sườn núi chảy máu, cũng là Hứa Thuần Lương hỗ trợ dùng châm cứu cầm máu sự tình. Hứa Thuần Lương về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy thư phòng đèn sáng, đi vào thư phòng. Nhìn thấy Gia Gia chính nằm sấp ở trên bàn sách liếc nhìn một bản tập ảnh. Nghe được cháu trai tiếng bước chân, Hứa Trường Thiện đem tập ảnh khép lại trở về rồi. Hứa Thuần Lương nói, Hoài Cựu đâu? Hứa Trường Thiện cười nói lớn tuổi liền thích xem nhìn sang ảnh chụp. Hứa Thuần Lương đi vào hắn ngồi xuống bên người, Hứa Trường Thiện chỉ giữ ấm chén, đã cho hắn pha tốt một ly lớn tỉnh rượu trà. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà Gia Gia, lần này ta có thể muốn đi đến lâu một chút. Hứa Trường Thiện nói, đi nha, người trẻ tuổi tìm vàng là công việc tốt, tuyệt đối không nên cô phụ người cao thúc có ý tốt. Ta căn cứ nhà chúng ta tổ truyền đơn thuốc tự tác chủ trương cho Đông Thúc mở mấy phục sinh sinh đan.
tại trên bàn rượu liền biết chuyện này đã làm lộ, cùng các loại gia gia hỏi không bằng mình chủ động thừa nhận thật tốt. Hứa Trường Thiện nói, hữu hiệu liền tốt. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc, gia gia luôn luôn ở phương diện này phi thường nghiêm ngặt, hôm nay làm sao trở nên như thế rộng rãi. Nhớ tới nay ông trời từ nửa đường rời tiệc sự tình, nhịn không được hỏi, gia gia, ngài cùng cái kia nhân hòa đường có phải hay không từng có lui tới? Hứa Trường Thiện lắc đầu không có. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi ngài giống như không quá cao hứng. Hứa Trường Thiện nói, đời ta, không nhìn được nhất người khác giả danh lừa bịp, mọi người lý niệm không hợp thôi, Thuần Lương a, có biết hay không ta vì cái gì không trách ngươi cho Đông Nghiễm Sinh kê đơn thuốc? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Hứa Trường Thiện đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm kia khuyết trăng sáng nói, bởi vì ngươi điểm xuất phát là cứu người, gia gia còn chưa lão hổ đồ, lúc trước người của công ty dọn nhà cánh tay chật khớp, là ngươi giúp hắn trở lại vị trí cũ, chủ mãnh mẫu thân xương hông khớp nối sai khớp, ngươi trở lại vị trí cũ thời điểm ta liền ở bên người, tay ngươi pháp chi xảo diệu, cường độ đem khống chi tinh chuẩn ta đều nhìn ở trong mắt. Hứa Thuần Lương nội tâm giật mình, chẳng lẽ mình bại lộ? Lão gia tử đối với mình đã sớm sinh ra hoài nghi. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, ta đi qua chỉ biết là ngươi tại trung y bên trên ngộ tính vượt qua người ta một bậc, hiện tại mới biết ngươi thật sự là thiên phú kinh người, quả thật trăm năm qua khó gặp một lần y đạo thiên tài. Hắn quay người nhìn qua Hứa Thuần Lương, hai mắt bên trong lóe ra tự ái cùng mừng rỡ xen lẫn ánh mắt, ta hứa gia có hậu, ta hồi xuân đường có người kế tục. Hứa Thuần Lương lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, gia gia, ta cũng không phải cái gì thiên tài, trong khoảng thời gian này, ngài để cho ta viết tay tổ truyền đơn thuốc, ta chép lấy chộp lấy, đột nhiên như là thể hồ quán đỉnh, đi qua tối nghĩa khó hiểu đạo lý đột nhiên liền dung hội quán thông. Hứa Trường Thiện nói, không phải thiên tài là cái gì, ta làm nghề y cả một đời đều không có ngươi ngộ tính như vậy. Hứa Thuần Lương nói, khả năng ta ở phương diện này phá lệ nhạy cảm đi, tỉ như ngài dạy ta hành châm chi thuật, ta trên cơ bản đều là nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới tương ứng huyệt đạo. Đây chính là huyết thống truyền thừa a. Chúng ta Hứa gia gia học y lý, lý thuyết y học sớm đã dung nhập huyết mạch. Hứa Trường Thiện có vẻ hơi kích động. Hứa Thuần Lương nói, ta đang nhìn tổ truyền bí phương thời điểm, có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, phảng phất ta đi qua đều ở trong mơ gặp qua, có mấy lần ta còn mơ tới một vị lão đầu râu bạc dạy ta thôi cung quá huyết. Tổ tông hiển linh, tổ tông hiển linh a. Ngoại trừ tổ tông hiển linh giống như cũng không có càng thích hợp giải thích, Hứa Thuần Lương không quan trọng. Chỉ cần lão gia tử tin tưởng liền tốt, tin tưởng chính là hợp lý, cũng không thể nói cho hắn biết mình quá khứ là ngũ độc giáo chủ, bị một cái tiếng sấm cho đập tới tới. Lão gia tử đã tin tưởng tổ tông hiển linh, như vậy về sau lại có cái gì hành động kinh người cũng dễ dàng giải thích. Trường Hưng trung tầng cán bộ cương vị cũng không tiến hành lớn điều chỉnh, mặc dù phó viện trưởng Viên Bội Cường đối Hứa Thuần Lương ý kiến rất lớn, nhưng là viện trưởng Triệu Phi Dương cho rằng Hứa Thuần Lương trước mắt công việc là xứng chức. Mà lại hắn đối Trường Hưng là có công. Cải chế sơ kỳ, không nên tiến hành quá lớn động tác, Triệu Phi Dương rất nhanh liền an bài Viên Bội Cường chủ trảo khu công nghệ cao bệnh viện kiến thiết. Trường Hưng trong biên chế nhân viên y tế phát hiện, cải chế cũng không có bọn hắn trong dự đoán biến hóa như thế lớn, thấp thỏm nội tâm cũng dần dần an định lại, căn cứ trong thành phố phát xuống văn kiện, lão nhân biện pháp cũ, người mới mới biện pháp. Khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện vừa mới bắt đầu kiến thiết. Bệnh viện thông báo tuyển dụng công việc cũng theo đó triển khai. Trường Hưng trước mắt chữa bệnh và chăm sóc lực lượng không đủ để chống đỡ lấy hai chỗ tổng hợp bệnh viện vận doanh, mặc dù kiến thiết vừa mới bắt đầu, nhân tài ưu tú mời chào đã đồng bộ tiến hành. Cải chế sau lớn nhất cải biến là tiền lương cải cách, thu nhập chi tiêu các phương diện tiến hành thay đổi nhỏ. Thu nhập cùng công nhân viên chức đoạt được làm căn cứ, trong biên chế công nhân viên chức, cơ bản tiền lương không bị ảnh hưởng, không biên chế trong nhân viên. Không hành nghề chứng nhận bác sĩ theo 60% chấp hành, có hành nghề trợ lý chứng theo 65% chấp hành. Hiệu quả và lợi ích tiền lương theo các khoa thu nhập giảm chi tiêu số dư còn lại, xác định các phòng rút ra tỷ lệ. Đối với thu nhập giảm chi tiêu sau hoàn toàn chán phòng, bệnh viện chỉ cấp cho cơ bản tiền lương. Các khoa căn cứ thu nhập, cụ thể rút ra tỷ lệ khác biệt, tất cả phòng rút ra tỷ lệ đều là làm thử, bệnh viện có thể tùy thời căn cứ phòng thu nhập dự để điều chỉnh. Tất cả khoa chủ nhiệm quan tâm phí mỗi tháng tăng lên đến 2.000 nguyên, chẩn đoán điều trị tổ trưởng cũng điều chỉnh đến 500 nguyên, đột hiển trung tầng nhân viên quản lý tầm quan trọng. Là đề cao khoa cấp cứu nhân viên tính năng động chủ quan, nhiều kéo chạy mau,
đề cao bệnh nhân cứu chữa suất, khoa cấp cứu nhân viên cơ bản tiền lương theo bệnh viện tiêu chuẩn chấp hành, hiệu quả và lợi ích tiền lương bộ phận từ hai bộ phận tạo thành, phòng thu nhập rút ra tỷ lệ là 3.6%, mỗi tiếp về một bệnh nhân tử vong ngoại trừ theo 200 nguyên phụ cấp cho phòng. Khoa cấp cứu không được tự mình giữ lại nằm viện bệnh nhân, phát hiện như nhau nên chuyển chưa chuyển bệnh nhân, chụp phòng hiệu quả và lợi ích tiền lương tổng ngạch 5% làm xử phạt. Phổ thông đi quản nhân viên hậu cần hưởng thụ toàn viện y kỹ phòng bình quân thưởng 85%. Các khoa chuyển giao ICU bệnh nhân, thu nhập 30% tính vào nên khoa thu nhập. Bên trong lui nhân viên tiền lương đãi ngộ theo bên trong lui lúc tỷ lệ cùng tỷ lệ đề cao cơ bản tiền lương. Phòng thu nhập cấu thành cũng tiến hành kỹ càng quy định cùng điều chỉnh. Lâm sàng phòng thu nhập tạo thành là, dược phẩm thu nhập 25%, phụ trợ kiểm tra thu nhập 30%. Trong đó 5% hạch toán đến người, tiền giải phẫu 60%, ở trong đó không bao gồm chuyên gia tiền giải phẫu, trị liệu thu nhập, hộ lý thu nhập, giường ngủ thu nhập, vật liệu thu nhập 100%. Phòng giải phẫu vật liệu phí 100% tăng thêm tiền giải phẫu 40%. Gây tê khoa, gây tê phí 100% thêm gây tê vật liệu phí 100% cùng dược phẩm phí 25%. Phụ kiểm phòng thu nhập là các phụ trợ kiểm tra thu nhập 70%. Tích hiệu cải thành cấp 2 hạch toán chế, một cấp hạch toán từ bệnh viện hạch toán đến phòng, cấp 2 hạch toán từ các phòng chủ nhiệm, y tá trưởng hạch toán đến người. Phần văn kiện này tuyên bố mang ý nghĩa về sau bệnh viện thu nhập sẽ lưỡng cực phân hóa, khoa chủ nhiệm chẩn đoán điều trị tổ trưởng, trung tầng cán bộ thu nhập đều sẽ có gia tăng, nhưng là cấp bậc hơi thấp nhân viên y tế thu nhập không tăng phản lui. Có biên chế nhân viên trên cơ bản không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có biên chế hợp đồng chế nhân viên công tác thu nhập ảnh hưởng khá lớn. Không thể không nói Triệu Phi Dương đang quản lý bên trên vẫn rất có một bộ, muốn Trường Hưng ổn định phát triển, nhất định phải trước ổn định Trường Hưng cốt cán lực lượng, trước hết cam đoan những người này hạch tâm lợi ích. Đương nhiên sẽ có thanh âm phản đối, nhưng là những cái kia thanh âm phản đối dù sao quá mức yếu ớt, Trường Hưng chủ lực cốt cán đều là có biên chế nhân viên, chỉ cần ổn định bọn hắn. Cái khác hợp đồng chế nhân viên không nổi lên được quá lớn sóng gió. Triệu Phi Dương đồng thời cũng đối cấp lãnh đạo đích lương hàng năm tiến hành công kỳ, cá nhân hắn lương một năm đạt đến 100 vạn, đây là hắn chủ động yêu cầu giảm lương kết quả, Hoa Niên tập đoàn lúc đầu nghĩ cho hắn lương một năm là 300 vạn. Đương nhiên Triệu Phi Dương cũng không phải người ngu, Hoa Niên tập đoàn chủ tịch Đường Kinh Vĩ để danh hắn là gia năm bách hóa thứ 8 giới ban giám đốc đồng sự. Cái này mang ý nghĩa Triệu Phi Dương chính thức tiến vào Hoa Niên tập đoàn cao tầng. Hắn đồng thời đảm nhiệm Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân, cao quản, dưới cờ bao quát, Đông Châu thị Trường Hưng bệnh viện nhân dân công ty trách nhiệm hữu hạn, Đông Châu thị hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công ty trách nhiệm hữu hạn đang xây, Đông Châu khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công ty trách nhiệm hữu hạn đang xây, Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh khí giới công ty trách nhiệm hữu hạn các loại nhiều nhà công ty. Phó viện trưởng bên trong lấy Viên Bội Cường đích lương hàng năm tối cao, thế mà vượt qua Triệu Phi Dương lấy được kinh người 200 vạn, còn lại mấy vị phó viện trưởng, lương một năm 50 vạn đến 70 vạn không giống nhau. Bí thư Cao Tân Hoa là duy nhất không có cầm lương một năm, mặc dù Hoa Niên tập đoàn đưa ra cho hắn cùng Triệu Phi Dương đồng dạng đãi ngộ, nhưng là Cao Tân Hoa minh xác cự tuyệt, hắn cùng Triệu Phi Dương khác biệt, Triệu Phi Dương đã từ đi công chức, mình thân vì quốc gia nhân viên chính phủ, tiền lương tiêu chuẩn là có minh xác quy định. Hắn sẽ không ở vấn đề kinh tế phạm sai lầm. Cao Tân Hoa không có bị Trường Hưng ngắn ngủi náo nhiệt làm cho mê hoặc, hắn thậm chí cái này liên tiếp ngăn nắp danh hào phía sau ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, có một số việc hắn không cách nào cải biến, nhưng là hắn sẽ thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Hứa Thuần Lương ra ngoài bồi dưỡng trong khoảng thời gian này, phân viện công tác hội từ bí thư Đàm Hải Yến thay chủ trì. Hứa Thuần Lương chuyên môn cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng mình bị phái đi Nam Giang trường đảng chuyện học tập, bởi vì lần trước hẹn hò náo ra phong ba, hai người gần nhất đều là điện thoại liên lạc, tận lực né tránh trực tiếp gặp mặt. Mai Như Tuyết cảm thấy Hứa Thuần Lương đi Nam Giang trường đảng học tập là chuyện tốt, nghĩ tại thể chế bên trong đi được lâu dài, vẫn là có cần phải tranh thủ một cái chính trị thân phận, nàng trêu ghẹo nói, nếu mà bắt buộc, mình có thể khi hắn vào đảng người tiến cử. Hứa Thuần Lương hỏi nàng cuối tuần có thời gian hay không? Nghĩ hẹn nàng tại Đông Châu gặp mặt, dù sao đi lần này chính là hơn một tháng. Mai Như Tuyết minh bạch hắn ý tứ, chỉ là gần nhất công việc sắp xếp rất vẹn toàn, coi như cuối tuần cũng phải tăng ca, không thể nào đi Đông Châu gặp hắn, nàng đáp ứng các loại Hứa Thuần Lương học thành trở về thời điểm, trước tiên vì hắn đón tiếp.
Vương Kim Vũ tự mình cùng đi Đông Nghiễm Sinh đi Nam Giang, cân nhắc đến Đông Nghiễm Sinh bệnh thể, đặc địa tuyển một chiếc Mercedes thương vụ, tận lực để Đông Nghiễm Sinh đang đi đường dễ chịu một chút. Nửa đường trạm nghỉ lúc nghỉ ngơi, Đông Nghiễm Sinh hỏi Hứa Thuần Lương gần nhất có hay không cùng Thư Viễn Hàng liên lạc qua, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết Thư Viễn Hàng đã đem nằm viện sự tình tất cả an bài xong. Đông Nghiễm Sinh nhẹ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn phi thường chờ mong nhi tử có thể đến, có một số việc hắn còn chưa kịp đối với nhi tử nói. Thừa dịp Đông Nghiễm Sinh xuống dưới hút thuốc thời điểm, Vương Kim Vũ thấp giọng hỏi Thư Viễn Hàng đến cùng tới hay không. Hứa Thuần Lương nói, hắn không nói, bất quá hắn đã tất cả an bài xong, chứng minh qua khả năng tới tính cũng rất lớn. Vương Kim Vũ nói, ta thật sự là náo không rõ, đây là hắn cha ruột, lúc trước lại không hề có lỗi với hắn địa phương, hắn có gì có thể ghi hận. Hứa Thuần Lương ngược lại không cảm thấy Thư Viễn Hàng ghi hận Đông Nghiễm Sinh, hắn cùng Thư Viễn Hàng mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là Thư Viễn Hàng lúc trước bỏ xuống hai đạo sườn núi nghĩ cách cứu viện Đông Nghiễm Sinh tình cảnh hắn nhớ tinh tường, hiện tại lại chủ động hỗ trợ liên hệ chuyên gia trị liệu, nếu như Thư Viễn Hàng đối Đông Nghiễm Sinh không có tình cảm, làm gì làm như thế. Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, Đông Nghiễm Sinh cũng định về hưu, hiện tại hiển hồng chuyện của nông trường trên cơ bản đều giao cho mình. Vương Kim Vũ lo lắng, hắn đối Đông Nghiễm Sinh là hiểu rõ vô cùng, đừng nhìn Đông Nghiễm Sinh mặt ngoài lạc quan, nhưng thật không biết đáy lòng của hắn nghĩ như thế nào, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể nhiều cùng hắn tâm sự, đã Thư Viễn Hàng cũng tín nhiệm hắn, có lẽ Hứa Thuần Lương có thể đảm đương bọn họ hai người ở giữa cầu nối. Bệnh bạch huyết dù sao không phải phổ thông tật bệnh, mặc dù Vương Kim Vũ hy vọng Đông Nghiễm Sinh có thể triệt để khôi phục, nhưng là hắn cũng rõ ràng khả năng này cũng không lớn. Chỉ hy vọng Đông Nghiễm Sinh sinh thời còn có thể đợi được cùng nhi tử hòa hảo ngày đó. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã, Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh ngay tại nạp điện chỗ đậu bên kia cùng mấy người phát sinh tranh chấp, hắn cùng Vương Kim Vũ lập tức liền chạy tới. Nguyên lai Đông Nghiễm Sinh một người tản bộ đến nạp điện cái cọc phụ cận hút thuốc, nhìn thấy mấy cái nạp điện chỗ đậu trên cơ bản đậu đầy, chỉ còn lại cái cuối cùng nạp điện vị, vừa vặn một cỗ Tesla Daily muốn đi vào nạp điện. Không nghĩ tới một cỗ Tesla đi lấy cao tốc vào tới, dành ở phía trước tiến vào chỗ đậu. Lần này đem vị kia đi ly nữ chủ xe chọc giận, xuống xe cùng đối phương lý luận. Từ Tesla trên xe đi xuống bốn tên nam nữ, ỉ vào nhiều người, thái độ phi thường phách lối, vây quanh vị kia nữ chủ xe quắc mắt nhìn chừng chừng, ba tên hung thần ác sát nam tử còn huy quyền đe dọa. Đông Nghiễm Sinh toàn bộ hành trình ở một bên nhìn xem, bản thân hắn tính tình liền đang thẳng. Từ trước đến nay trong mắt vò không được hạt cát, nhìn thấy trước mắt ỷ thế hiếp người một màn, nhịn không được đứng ra nói lời công đạo. Nhưng Đông Nghiễm Sinh nói chưa dứt lời, hắn vừa mới mở miệng, bốn người kia lập tức đem đầu mâu chuyển hướng hắn. Trong đó tên kia phụ nữ trung niên mắng nhất là ác độc, chỉ vào Đông Nghiễm Sinh cái mũi liền mắng ngươi cái chết người thọt sen vào việc của người khác, chúng ta nạp điện làm phiền ngươi cái gì rồi. Có bao xa cút cho ta bao xa. Đông Nghiễm Sinh tính tình nóng nảy. Sao có thể thụ loại này cơn giận không đâu, đang chuẩn bị phát tác. Vương Kim Vũ đã từ phía sau hắn sải bước vào tới, chiếu vào trong đó dáng người cao nhất tên nam tử kia chính là một bàn tay. Vương Kim Vũ cũng là tính tình nóng nảy, người khác mắng hắn có thể, nhưng là mắng Đông Nghiễm Sinh tuyệt đối không được. Lúc đầu cái này bàn tay là muốn rút đến kia trên mặt nữ nhân, nhưng là Vương Kim Vũ không đánh nữ nhân, cho nên liền tuyển nhất tráng một cái ra tay, Đông Châu một vùng dân phong biêu hãn. Có thể động thủ liền không nói nhau nhau, Vương Kim Vũ mặc dù không phải sinh ra ở Đông Châu người địa phương, nhưng là từ nhỏ đi theo tại Đông Nghiễm Sinh bên người, cũng dưỡng thành nhậm hiệp hào sảng tính tình. Vương Kim Vũ vừa động thủ, Hứa Thuần Lương sau đó liền xông tới, hắn một cước liền đem lái xe tên nam tử kia đạp đến trên mặt đất, hắn xuất thủ so Vương Kim Vũ còn hung ác, một cước liền giải trừ đối phương sức chiến đấu. Đông Nghiễm Sinh cũng nghiêm túc, ra trận giết địch đều chưa sợ qua. Còn sợ loại này nhỏ chàng diệt, chỉ sợ không có để lại cho hắn một cái. Còn lại không có bị đòn kia hàng vừa gầy vừa lùn, hắn quay người muốn chạy, bị Đông Nghiễm Sinh chạy tới một cước đá vào trên mông, kia hàng phù phù một tiếng liền nằm sấp trên xe, mặt dán tại trước kính chắn gió bên trên chen lấn cùng bánh nướng giống như. Vừa rồi mắng chửi người kia nữ dọa đến giết như heo kêu lên, hô to lấy cứu mạng, thanh âm đều run rẩy lên. Hứa Thuần Lương chỉ vào cái mũi của nàng đe dọa ngậm miệng. Lại để liền ngươi cùng một chỗ đánh. Nữ nhân kia dọa đến khẽ run rẩy, ngậm miệng lại không dám lên tiếng nữa. Đông Nghiễm Sinh nói, mọi thứ đều có tới trước tới sau, các ngươi không thể ỷ vào nhiều người liền khi dễ người ta.
Vương Kim Vũ nắm lấy một tên nam tử trong đó làm bộ còn muốn đánh hắn, mấy tên nam tử tất cả đều là có thể gây không thể chống đỡ sợ hàng, nhìn thấy đối phương làm thật, lập tức cúi đầu nhận sai. Đông Nghiễm Sinh cũng không có làm khó hắn nhóm, để bọn hắn đem xe dịch chuyển khỏi về phía sau xếp hàng, đi ra ngoài bên ngoài cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hứa Thuần Lương cái này mới nhận ra mở đi ly nữ lái xe lại là Hoa Gian Nhật Liêu lão bản nương Từ Dĩnh, trước đây không lâu Triệu Phi Dương từng tại nơi đó mời khách. Từ Dĩnh cũng nhận ra hắn, kinh hỉ nói Hứa viện trưởng, tại sao là ngươi a? Hứa Thuần Lương cười nói đây không phải Từ tỷ sao, ngài làm sao một người chạy đường dài a? Từ Dĩnh giải thích nói nữ nhi của mình tại Nam Giang đọc sách, bình thường nàng trên cơ bản mỗi đến cuối tuần đều sẽ đi Nam Giang thăm viếng, chiếc này Tesla vừa mua không lâu, đi qua tràn ngập điện từ Đông Châu đến Nam Giang không có vấn đề, nhưng gần nhất bởi vì trời lạnh, bay liên tục giảm bớt đi nhiều, nửa đường nhất định phải nạp điện một lần. Vừa rồi gặp phải phiền toái, may mắn bọn hắn ra mặt hỗ trợ, nếu không mình chỉ có thụ khi dễ phần. Hứa Thuần Lương để Từ Dĩnh trước tiên đem điện cho xông lên. Từ Dĩnh lúc xuống xe, cầm một điếu thuốc lá cho hắn, để hắn chuyển giao cho Đông Nghiễm Sinh mấy người biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, Đông Nghiễm Sinh cùng Vương Kim Vũ đã về xe chờ ở trong. Cân nhắc đến nếu như bọn hắn hiện tại đi, vừa rồi những người kia khả năng còn sẽ tới tìm Từ Dĩnh phiền phức, Hứa Thuần Lương liền lưu thêm trong chốc lát, bồi tiếp Từ Dĩnh hàn huyên vài câu. Từ Dĩnh nghe nói hắn lần này là đi Nam Giang trường đảng học tập, lập tức tìm hắn muốn phương thức liên lạc. Nàng nói cho Hứa Thuần Lương, mình gần nhất vừa mới đem Hoa Gian Nhật Liêu chuyển ra ngoài, trong khoảng thời gian này đều tại Nam Giang tìm kiếm mới mặt tiền cửa hàng, về sau dự định lưu tại Nam Giang phát triển. Hứa Thuần Lương đi qua mặc dù chỉ cùng Từ Dĩnh gặp mặt một lần, nhưng là đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng biết Từ Dĩnh cùng Triệu Phi Dương là bạn học thời đại học, hai người quan hệ rất tốt. Bất quá hôm nay Từ Dĩnh không nói tới một chữ Triệu Phi Dương, nàng mạo xưng nửa giờ điện. Đoán chừng lái đến Nam Giang không có vấn đề gì, biết Hứa Thuần Lương là đặc địa lưu thêm một chút thời gian bồi mình, trong lòng đối với hắn hảo cảm lại tăng lên không ít. Các loại Từ Dĩnh lái xe rời đi, Hứa Thuần Lương lúc này mới trở lại trong xe. Vương Kim Vũ nói, nhận biết a. Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, Vương Kim Vũ cảm khái đi qua luôn cảm thấy Đông Châu nhỏ, nhưng hiện tại xem ra Bình Hải cũng không lớn, tại cao tốc khu phục vụ đều có thể gặp được người quen. Hứa Thuần Lương đem Từ Dĩnh cho đầu kia khói đưa cho Đông Nghiễm Sinh, Đông Nghiễm Sinh cười nói nghĩ không ra giúp người đánh nhau còn có thù lao. Hứa Thuần Lương nói, Đông Thúc, ngài thanh này niên kỷ, sức chiến đấu còn như thế mạnh a? Đừng xem thường người, năm đó ta trên chiến trường có thể lấy một chọi 10, đổi thành ta lúc còn trẻ, hôm nay cái này 3 nam 1 nữ, ta một người liền giải quyết. Vương Kim Vũ nịnh nọt nói, hiện tại một mình ngài bãi bình 4 người bọn họ cũng không thành vấn đề. Hôm nay là ta cùng Thuần Lương nhiều chuyện. Đông Nghiễm Sinh đánh một trận này tâm tình thật tốt, cùng bọn hắn trò chuyện lên mình đi qua tại người âm sơn trên chiến trường kinh lịch, trò chuyện mặt mày hớn hở thời khắc, Chiêm Ái Hoa gọi điện thoại đến đây. Chiêm Ái Hoa cũng là hắn năm đó chiến hữu, bất quá bọn hắn cũng không phải là một cái liên đội, là Cao Tân Hoa sớm liên hệ Chiêm Ái Hoa nói cho hắn biết Đông Nghiễm Sinh đi Nam Giang nằm viện sự tình. Cao Tân Hoa cũng là có ý tốt. Chủ yếu là cảm thấy Chiêm Ái Hoa tại Nam Giang phát triển nhiều năm, nơi đó quan hệ không ít, có hắn hỗ trợ làm việc thuận tiện một chút. Đông Nghiễm Sinh bản ý là không muốn phiền phức quá nhiều người, tiếp vào Chiêm Ái Hoa điện thoại, không khỏi oán trách Cao Tân Hoa nhiều chuyện. Chiến hữu ở giữa tình nghĩa không phải bình thường, Chiêm Ái Hoa đã sắp xếp xong xuôi buổi trưa yến, liền đợi đến Đông Nghiễm Sinh quang lâm. Thịnh tình không thể chối từ, Đông Nghiễm Sinh cùng lái xe bàn giao một tiếng. Để hắn hạ cao tốc về sau trực tiếp tới Thanh Hoài khu Thanh Hoài Tiểu Trúc. Bởi vì nửa đường trì hoãn, đến Thanh Hoài Tiểu Trúc lúc sau đã là 1:30 chiều, cỗ xe đi tới cửa bãi đỗ xe, Chiêm Ái Hoa đã nghe hỏi ra nghênh tiếp. Bên người cùng đi hắn người trẻ tuổi là con của hắn Chiêm Thiên Hàng, vừa từ nước ngoài học thành trở về, trước mắt tạm thời tại Chiêm Ái Hoa khách sạn đảm nhiệm quản lý. Thanh Nhã Tiểu Trúc chỉ là Chiêm Ái Hoa vật nghiệp một trong, hắn hiện tại chủ doanh khách sạn nghiệp. Danh nghĩa đã có 5 gian khách sạn, trong đó 2 tòa tứ tinh cấp. Nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh, Chiêm Ái Hoa đưa cái trước ôm nhiệt tình, anh hùng tiếc anh hùng, Chiêm Ái Hoa lúc trước trên chiến trường bội phục nhất đến chính là Đông Nghiễm Sinh. Sinh ý trên trận, hắn đối Đông Nghiễm Sinh cũng giống như vậy kính trọng, đổi thành nếu như hắn kinh lịch Đông Nghiễm Sinh như thế chìm nổi, đoán chừng đã sớm không gượng dậy nổi. Đông Nghiễm Sinh đem đồng hành Vương Kim Vũ cùng Hứa Thuần Lương giới thiệu cho hắn nhận biết.
Chiêm Ái Hoa cùng Vương Kim Vũ là lần đầu gặp mặt, Hứa Thuần Lương bọn hắn trước đó liền quen biết. Chiêm Ái Hoa đem nhi tử gọi vào Đông Nghiễm Sinh trước mặt, đây là nhi tử ta Chiêm Thiên Hàng, tại châu Âu học khách sạn quản lý, tháng trước vừa trở về. Chiêm Thiên Hàng cung kính nói, Đông Thúc, ngài tốt, cha ta thường xuyên nói với ta ngài anh hùng sự tích. Đông Nghiễm Sinh cười nói, cha ngươi mới là anh hùng đâu. Nhìn xem chiến hữu nhi tử không khỏi nhớ tới con của mình Thư Viễn Hàng, xảo vô cùng, hai hài tử đều có một cái hàng chữ. Chiêm Ái Hoa đề nghị mọi người đi vào trước lại nói, Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy khách sạn trùng tu, không khỏi cảm thán, Chiêm Ái Hoa đến cùng có văn hóa, liền hắn cái này phẩm vị, mình là không đường như thế nào cũng không đuổi kịp. Chiêm Ái Hoa khiêm tốn biểu thị mình cũng không được, Thanh Nhã Tiểu Trúc kinh doanh lý niệm là nhi tử nói lên, hắn muốn làm kiểu Trung Quốc khách sạn, mình niên kỳ cũng không nhỏ, ánh mắt đã theo không kịp thời đại, chính đang từ từ phai nhạt ra khỏi, hai năm này sẽ đem tất cả sinh ý đều giao cho nhi tử. Đông Nghiễm Sinh tán thưởng Chiêm Thiên Hàng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Chiêm Thiên Hàng khiêm tốn nói, Đông Thúc, ta vừa ra cửa trường cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại toàn bộ nhờ cha ta là ta cầm lái, rời đi hắn ta khẳng định là không được, các ngươi ngồi trước, ta cái này an bài mang thức ăn lên. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua Chiêm Thiên Hàng bóng lưng, trong lòng tràn đầy hâm mộ, con trai mình nếu có thể giống người ta như thế hiếu thuận thì tốt biết bao. Từ khi lần này sinh bệnh về sau, Đông Nghiễm Sinh liền có về hưu dự định, đánh liều cả một đời, cũng sáng tạo ra một phen sự nghiệp, mặc dù Vương Kim Vũ hiếu thuận, nhưng là Vương Kim Vũ tính tình lỗ mãng, cũng không có đọc qua đại học, nếu như không có mình cầm lái, trông cậy vào hắn chống lên toàn bộ Hiển Hồng tập đoàn là không thể nào. Vương Kim Vũ cũng nhiều lần biểu thị qua hắn có lòng không đủ lực, Đông Nghiễm Sinh đương nhiên muốn tướng sự nghiệp của mình truyền cho nhi tử, nhưng là cha con bọn họ tình huống này, trong ngắn hạn là không thể nào. Chiêm Ái Hoa đã từ Cao Tân Hoa nơi đó nghe nói Đông Nghiễm Sinh tình trạng, cho nên món ăn hôm nay tận lực đều an bài đến thanh đạm dinh dưỡng, liền rượu đều không có an bài. Đông Nghiễm Sinh biết hắn là có ý tốt, tăng thêm đường dài bôn ba, cũng hơi mệt chút, liền không có sách chuyện uống rượu. Chiêm Ái Hoa biểu thị đây là bọn hắn khách sạn mới nhất đẩy ra một tịch trà yến, để mọi người nhấm nháp một chút. Chiêm Thiên Hàng phụ trách vì mọi người giới thiệu, trà yến bắt đầu tại Nam Bắc Triều, hưng khởi tại Đường Tống. Khi đó thưởng thức trà làm chủ, lấy trà thay rượu làm yến. Thanh Hoài Tiểu Trúc trà yến, lấy trà chi canh, trà chi sắc, trà chi dầu, trà chi vị, trà chi văn hóa, thông qua đầu bếp nấu nướng, hiện ra ở trước mặt mọi người. Vương Kim Vũ nói, đó chính là thức ăn chay rồi. Chiêm Thiên Hàng cười nói, trà yến đồng dạng là hoàn chỉnh yến hội, giảng cứu chính là thanh chính nhã hòa, có tư có vị. Lúc này lạnh món ăn lên, theo thứ tự là thanh nhã tư tâm. Áo bào đỏ quý phi gà, công phu thịt bò, điền viên đậu hũ trúc, hương trà tay xé thỏ, tiên trà tiên khuẩn. Chiêm Thiên Hàng nhất nhất giới thiệu, trọng điểm giới thiệu công phu thịt bò, món ăn này là tại xào nấu quá trình bên trong gia nhập kỳ cửa hồng trà, thông qua lửa nhỏ chậm hầm, để thịt bò trở nên càng thêm mềm nhu. Hứa Thuần Lương ăn một khối, cái này thịt bò hương vị thật có chút đặc biệt, ngoại trừ thịt bò bản thân kình đạo cảm nhận bên ngoài còn có hồng trà vị ngọt cùng tiêu đường vị. Đông Nghiễm Sinh là cái trọng khẩu vị, mấy đạo rau trộn đều là phi thường thanh đạm, mặc dù cảm giác cũng không tệ, nhưng là hắn luôn cảm thấy chênh lệch chút ý tứ, ngay trước chủ nhân bột cũng không tốt nói. Nhìn ra được bàn này cơm chủ nhân cực dụng tâm nghĩ, liền sới cơm khí cụ đều lịch sự tao nhã tinh mỹ, món ăn nóng lần lượt lên bàn, theo thứ tự là ngọc mầm cam lộ, dầu chè phong vị tôm, quan âm hương trà thịt, hạ sen hương hà, già trà nướng cá hoa vàng, hoa nhài phỉ thúy, áo bào đỏ nham đậu. Nham trà trí tôn bảo, long tỉnh tôm bóc vỏ. Vương Kim Vũ là người thô hào, mặc dù quá khứ cũng từng tham gia không ít rượu yến, nhưng giống như vậy trà yến lại là lần đầu tiên, sinh ra một loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác, mặc dù mỗi đạo đồ ăn làm được đều phi thường tinh xảo, nhưng là bữa cơm này cảm giác càng ăn càng đói. Giống như ăn xong nhiều loại đồ ăn, giống như lại cái gì cũng chưa ăn đến, hắn cũng không dám nói, dù sao văn hóa nội tình không đủ. Vạn nhất nói đến không đối chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Đông Nghiễm Sinh cùng hắn cũng là bình thường ý nghĩ, trên sự đề nghị món chính. Chiêm Ái Hoa nhìn ra bữa cơm này không hợp khẩu vị của bọn họ, cười nói, ăn như vậy mới dinh dưỡng khỏe mạnh. Chiêm Thiên Hàng nói, chúng ta trong nước phổ biến ẩm thực đều là nặng dầu nặng muối nặng cay, kỳ thật như thế ẩm thực quen thuộc là rất không khỏe mạnh, ta dự định lấy Nam Giang làm trung tâm, tướng trà yến văn hóa hướng trong nước những thành thị khác tiến hành mở rộng. Hứa Thuần Lương nói, ý nghĩ này không tệ,
Hắn tán thưởng đến cũng chỉ là Chiêm Thiên Hàng ý nghĩ, muốn cải biến một cái dân tộc ẩm thực quen thuộc quá khó khăn, trại yến chú định nhỏ chúng. Tại Đông Nghiễm Sinh yêu cầu dưới, món chính đi lên, món chính là cơm rau dưa trà chăn canh, nghe xong danh tự này liền không có muốn ăn. Đông Nghiễm Sinh miễn cưỡng lay mấy ngụm, Chiêm Ái Hoa hỏi hắn cảm giác như thế nào, Đông Nghiễm Sinh suy nghĩ một chút nói, ta vẫn cảm thấy mỡ heo trộn lẫn cơm ăn ngon. Đầy bàn người đều nở nụ cười, Chiêm Ái Hoa biểu thị hai ngày nữa an bài cho hắn mỡ heo trộn lẫn cơm. Kỳ thật Chiêm Ái Hoa là dụng tâm lương khổ, cân nhắc đến Đông Nghiễm Sinh thân thể, ăn quá nhiều dầu mỡ đối thân thể có hại vô ích, hắn an bài Đông Nghiễm Sinh một nhóm tại quán rượu của mình ở lại. Hứa Thuần Lương sau bữa cơm trưa đi trường đảng báo đến, Đông Nghiễm Sinh để lái xe đưa hắn tới. Hứa Thuần Lương tại Nam Giang cửa trường đảng xuống xe, không có để lái xe hướng bên trong đưa. Hắn đi qua ở chỗ này từng có trong vòng một tuần học tập, mặc dù ngốc đến thời gian không dài, nhưng là đối hoàn cảnh nơi này đã hết sức quen thuộc. Kéo lấy dương hành lý đi vào bên trong thời điểm, dọc đường bãi đỗ xe, khóe mắt quét nhìn liếc về bên cạnh một cô úy đến, vừa mới đi qua Hứa Thuần Lương lại lui trở về, nhìn qua xe kia bài bất khả tư nghị lắc đầu, chiếc xe này rõ ràng chính là Mai Như Tuyết. Hứa Thuần Lương hơi chút suy nghĩ liền muốn thấu nguyên nhân trong đó, Mai Như Tuyết hẳn là cũng tham gia lần này huấn luyện, cô nàng này thật là có thể bảo trì bình thản, trước đó thế mà liền một điểm ý đều không lộ, xem ra là muốn kìm nén kình cho mình một kinh hỉ. Trải qua thời điểm, ô tô tránh mở khóa đèn, Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, quay người nhìn lại, đã thấy Mai Như Tuyết liền đứng ở phía sau cách đó không xa cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Mai trấn trưởng A, người cái này nhưng có điểm không có suy nghĩ, đã lái xe tới, tốt xấu cũng hẳn là mang hộ ta đoạn đường đi. Mai Như Tuyết nói, ngươi liền sẽ không giả dạng làm ngẫu nhiên gặp dáng vẻ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, sau đó xoay người lại, một mặt kinh hỉ chạng ai u, đây không phải Mai trấn trưởng sao trùng hợp như vậy a? Mai Như Tuyết nín cười đúng vậy a, thật là khéo a. Ngươi chừng nào thì tới Nam Giang? Sáng hôm nay. Ta cũng vậy. Ngươi đến Nam Giang trường đảng làm gì? Mai Như Tuyết nói, tham gia thanh niên cán bộ lớp huấn luyện. Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười ngươi tốt giả. Hứa Thuần Lương, ngươi còn có thể lại giả một chút sao? Hứa Thuần Lương nói, kia đến điểm chân thành, ngươi lần này là ta tới sao? Mai Như Tuyết thở dài, đã gặp được, giúp ta đem hành lý cho cầm lên đi. Là Mai trấn trưởng phục vụ là vinh hạnh của ta. Mai Như Tuyết lần này vẫn thật là hướng về phía Hứa Thuần Lương tới, nguyên bản nàng không có ý định tham gia người thanh niên này cán bộ lớp huấn luyện, định đem cơ hội nhường cho người khác, nhưng về sau nghe nói Hứa Thuần Lương muốn tới, lập tức liền làm ra quyết định mình tới. Bí thư Khổng Tường Sinh hay là vô cùng ủng hộ nàng đi tham gia huấn luyện, dù sao Mai Như Tuyết hiện tại danh tiếng quá thịnh, tại Hồ Sơn Trấn đã đem hắn cái này bí thư danh tiếng cho đoạt. Tại Khổng Tường Sinh xem ra, địa cầu rời đi ai cũng chiếu chuyển. Mai Như Tuyết ra ngoài đoạn thời gian, hắn vừa dễ dàng hít thở không khí, hoãn một chút, ngẫm lại chính mình cái này người đứng đầu nên được cũng có chút uất ức, Hứa lâu dài thế mà muốn nhìn trưởng trấn sắc mặt làm việc. Khổng Tường Sinh đã phi thường rõ ràng mình cùng Mai Như Tuyết là không có tư cách đánh đồng, theo cấp quốc gia du lịch nghỉ phép trung tâm khởi công kiến thiết, có cái thuyết pháp chính đang lặng lẽ lưu truyền, nghe nói thượng cấp muốn tại hiện hữu trên cơ sở, lấy Hồ Sơn trấn làm trung tâm thành lập Nguy Sơn Hồ Quốc tế hưu nhàn thương vụ khu. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đầu tiên là hai trấn sát nhập thành lập Hồ Sơn trấn chính phủ, sau đó kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép trung tâm, hiện tại lại muốn thành lập quốc tế hưu nhàn thương vụ khu. Mặc dù không biết truyền ngôn là thật là giả, nhưng là chỉ phải mang theo quốc tế hai chữ, liền lộ ra cao đại thượng, mà lại nếu như cái khu vực này hoạch là thật, như vậy Nguy Sơn Hồ quốc tế hưu nhàn thương vụ khu rất có thể thuộc Đông Châu thị lệ thuộc trực tiếp. Tham chiếu khu công nghệ cao cùng quốc tế công việc ở cảng khu định vị. Chí ít cũng phải là cái phó sư cấp đơn vị, cái khu vực này người phụ trách cũng là chuyện đương nhiên sẽ được đề thăng làm phó sư cấp cán bộ. Khổng Tường Sinh vẫn còn có chút tự biết rõ, vị trí này khẳng định không phải chuẩn bị cho hắn, hắn không có lớn như vậy cái mông. Tổ chức bên trên cũng tìm hắn nói qua mấy câu, Khổng Tường Sinh ý thức được rất có thể muốn động mình, lấy hắn những năm này chiến tích, bình điều khả năng lớn nhất. Khổng Tường Sinh sớm liền từ bỏ cùng Mai Như Tuyết chính quyền dự định. Cho nên mới sẽ chủ động lắng lại lỗ khiến đào kia khởi phong ba, hắn thậm chí cũng không dám bàng quan, bởi vì lo lắng cái kia thanh lửa sẽ đem hắn hơn nửa đời người tích lũy đến thành tích chính trị đốt cái không còn một mảnh.
Chính trị là một môn coi trọng nhất gen truyền thừa học vấn. Hứa Thuần Lương lần này tới Nam Giang trường đảng nhất trực quan cảm thụ chính là cái này, bởi vì cùng thời kỳ tham gia huấn luyện 95 vị thanh niên cán bộ bên trong, chỉ có hắn chính trị diện mạo là quần chúng. Hứa Thuần Lương cũng là lúc này Phương mới ý thức tới mình liền cái đoàn viên đều không phải là, hắn so người khác thêm ra 3 năm học sinh kiếp sống, chính trị diện mạo đến thiếu tiên đội viên hết hạn. Tham gia huấn luyện thanh niên cán bộ bên trong, Hứa Thuần Lương niên kỷ cũng không phải nhỏ nhất, còn có không ít 21 tuổi phó khoa cấp. Hứa Thuần Lương báo danh thời điểm, phụ trách xử lý thủ tục lão sư thấm thía đối với hắn nói, để hắn muốn trân quý lần này học tập cơ hội. Hứa Thuần Lương từ ánh mắt của đối phương bên trong giải đọc ra đối phương nội tâm hoang mang, con hàng này chính là cái tốt nghiệp trung học, liền đoàn viên đều không phải là, cũng không phải cán bộ quốc gia, làm sao trà trộn vào thanh niên cán bộ học tập ban. Nam Giang trường đảng ở lại điều kiện không tệ, tất cả học viện đều ở riêng một phòng, Hứa Thuần Lương lấy thẻ ra vào, đem hành lý buông xuống. Mai Như Tuyết liền gọi điện thoại tới, hẹn hắn ban đêm cùng đi lão thành đông chơi. Tại Hứa Thuần Lương trong trí nhớ, Mai Như Tuyết còn là lần đầu tiên như thế chủ động, ngẫm lại cũng 10 phần bình thường, dù sao nơi này là Nam Giang, đã không còn giống Nguy Sơn đảo như thế thời khắc lo lắng bị người nhận ra. Mai Như Tuyết vốn định lái xe, Hứa Thuần Lương để nàng mở ra cái khác, thừa tàu điện ngầm thuận tiện, mà lại ban đêm còn có thể cùng hắn uống chút rượu. Mai Như Tuyết đáp ứng, cửa trường đảng không xa chính là trạm xe lửa. Hai người lần trước dạng này tự do tự tại cùng một chỗ vẫn là tại Nguy Sơn huyện thành, Hứa Thuần Lương đem buổi trưa hôm nay dùng trà yến kinh lịch nói cho Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết nghe được nhịn không được cười. Để Đông Nghiễm Sinh cùng Vương Kim Vũ đi dùng trà yến thật đúng là làm khó bọn hắn. Mai Như Tuyết dự định bớt thời gian đi bệnh viện nhân dân tỉnh thăm viếng một chút Đông Nghiễm Sinh. Hứa Thuần Lương nói cho nàng Đông Nghiễm Sinh còn không có làm nằm viện thủ tục, dù sao bọn hắn lần này huấn luyện thời gian có tầm một tháng, khẳng định có nhiều thời gian. Mai Như Tuyết khẳng định không thể giống Hứa Thuần Lương một dạng toàn bộ hành trình ở tại Nam Giang, nửa đường đoán chừng còn muốn trở về mấy chuyến xử lý một chút công vụ. Chính vào tan tầm giờ cao điểm, tàu điện ngầm thượng nhân sóng chiều động. Hứa Thuần Lương đem vị trí tặng cho một vị ôm tiểu hài phụ nữ, Mai Như Tuyết đi theo hắn cùng một chỗ đứng dậy, hai người tìm nơi hẻo lánh đứng đấy, Hứa Thuần Lương dùng thân thể ngăn trở người đứng phía sau bầy. Hai người cách rất gần, Mai Như Tuyết cảm thấy có chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống. Hứa Thuần Lương ghé vào nàng kính đen bên trên nhìn một chút, phát hiện lại là bình kính, Mai Như Tuyết này tấm kính mắt chỉ là đưa đến trang trí tác dụng. Tàu điện ngầm đến trạm, Mai Như Tuyết duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Hứa Thuần Lương tay rất tự nhiên rơi vào ngang hông của nàng, mặc dù rất lịch sự, nhưng là Mai Như Tuyết vẫn là đỏ mặt. Giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc, ám muội không khí đang trầm mặc bên trong lặng yên ấm lên. Mai Như Tuyết suy nghĩ hắn hôm nay là không phải cố ý không để cho mình lái xe chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Hứa Thuần Lương khoảng cách gần nhìn qua Mai Như Tuyết kiều diễm động lòng người dung nhan, trong lòng thầm than một tháng này, đạo tâm của mình chỉ sợ muốn mỗi ngày tiếp nhận nàng ma luyện. Đến trạm, Mai Như Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa Thuần Lương ở phía trước mở đường, Mai Như Tuyết đi theo hắn chen hướng tàu điện ngầm cổng, Hứa Thuần Lương ỉ vào thân cao lực lớn tách ra đám người mở ra một con đường, loại tình huống này chính là thích hợp nhất biểu hiện ra bạn trai lực thời điểm. Hai người thật vất vả xuống xe, lại cùng như nước chảy đám người rời đi trạm xe lửa. Mai Như Tuyết đã thật lâu chưa từng cảm thụ dạng này chen chúc biển người, một lần nữa trở về đô thị cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Bị bầy người đẩy đi nàng có chút bận tâm tẩu tán. Hứa Thuần Lương lúc này duỗi ra đại thủ, đưa nàng mềm mại tay cầm tại lòng bàn tay, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Mai Như Tuyết cắn cắn môi anh đào, tại Hồ Sơn trấn phong cách cường thế nàng, giờ khắc này ở Hứa Thuần Lương trước mặt thế mà dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ, không có kháng nghị, cứ như vậy tùy ý hắn cầm, cảm thụ được hắn lòng bàn tay ấm áp. Lão thành Đông văn hóa lịch sử quảng trường Bắc khởi vui vẻ lâu dài đường, Nam chống đỡ Minh tường thành. Đông khởi sông Đường Bằng, Tây đến Trung Hoa cửa tòa thành đoạn bên trong Thanh sông Hoài. Kỳ thật vùng này kiến trúc phần lớn là xây lại, căn cứ tu cựu như trước nguyên tắc, một đoạn này quảng trường cũng là khiến cho cổ kính. Phía trước chính là Lão Thành Đông Đền Thờ, cao 17 mét, lương trụ cùng phường trên trán lấy làm treo công nghệ đặt tinh mỹ thạch điêu bên trên khắc có cầm kỳ thư họa, mai lan trúc cúc, ngọc như ý các loại đồ án, đền thờ nền móng bên trên ôm chống thạch cũng đặt tinh mỹ khắc đá vân vân. Đền thờ hai bên có một bộ câu đối, vế trên là giữa phố phường nhuộm hết lục triều yên thủy khí. Vế dưới là áo vải tướng tướng hợp sách thiên cổ lớn văn chương.
Hứa Thuần Lương tán thưởng, này liên nội dung không tệ, ngắn ngủi 22 chữ, liền đem lịch đại Nam Giang người trung kiến cổ thành mà sáng tạo huy hoàng cùng thành thị thọc sâu cảm giác đều bày ra, có muôn hình vạn trạng, làm người say mê chi công. Theo đám người xuyên qua lão thành đông đền thờ, phảng phất đi vào một thời không khác, từng đầu phố cũ ngõ hẻm tướng để cho người ta một lần nữa cảm thụ lão thành phong mạo, có không ít thân xuyên Hán phục du khách xuyên thẳng qua trong đó, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại thời không rối loạn cảm giác. Mai Như Tuyết điện thoại di động vang lên, Hứa Thuần Lương buông ra tay của nàng, hướng về phía trước mấy bước đứng tại đầu đường pho tượng bên cạnh chờ lấy nàng. Dạng này cổ nhai Đông Châu cũng có, nhưng là phong cách khác biệt, Đông Châu cổ kiến trúc đều là tường xám ngói xám, không có nơi này đầu ngựa tường, cũng không có nhiều như vậy chất gỗ kiến trúc. Mặc dù cùng ở tại một cái bình hải tỉnh, nhưng là Giang Nam cùng Giang Bắc phong cách hoàn toàn khác biệt, một cái uyển ước tinh xảo, một cái cổ phác nặng nề. Tiến vào quà vặt đường phố phía trước người đi đường dần dần nhiều, Hứa Thuần Lương đi qua đối đầu đường quà vặt cũng không hứng thú, nhưng là bồi tiếp Mai Như Tuyết cùng một chỗ nhấm nháp cũng là có tư có vị. Mai Như Tuyết khó được như hôm nay dạng này buông lỏng, rốt cục có thể không cần cố kỵ người chung quanh ánh mắt, nàng đề nghị ăn chút quà vặt, lại đi Đức Mây xã nghe tướng thanh, Hứa Thuần Lương biểu thị hết thảy phục tùng lãnh đạo an bài. Mai Như Tuyết đẩy nửa ngày đội mới mua một hộp ti nhớ đậu hủ não. Vừa mới bưng ra liền bị người từ phía sau va vào một phát, trong tay đậu hủ não không có bưng ở, tất cả đều vẩy vào Hứa Thuần Lương trên thân. Lại là một cái hơn 20 tuổi nam tử đụng nàng một chút, người kia đụng xong hắn về sau, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bỏ chạy. Hứa Thuần Lương bản muốn đuổi theo đi, Mai Như Tuyết để hắn đừng đuổi theo, móc ra khăn tay giúp hắn xoa trên người đậu não. Lúc này hai tên nam tử từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Một người trong đó một bên đuổi theo một bên kêu to ngươi đứng lại đó cho ta. Một người khác gào thét bắt tiểu thâu, bắt tiểu thâu. Mai Như Tuyết nghe được bắt tiểu thâu, nàng cũng vô ý thức sờ soạng một chút trong túi điện thoại, phát hiện điện thoại của mình thế mà không cánh mà bay. Hứa Thuần Lương gặp nàng biến sắc, liền biết sự tình không ổn, trong lòng vô danh lửa phủi đất liền nhảy lên lên, tên trộm vặt này lá gan quá lớn, lại dám trộm được trên đầu của bọn hắn. Đi qua tại Đông Châu chưa hề chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nghĩ không ra vừa tới đến Nam Giang liền liên tiếp phát sinh vụ trộm, xem ra tỉnh thành trị an cũng liền chuyện như vậy. Mai Như Tuyết mới vừa rồi còn ngăn cản Hứa Thuần Lương đừng đuổi tới, hiện tại phát hiện điện thoại của mình bị trộm, phương mới ý thức tới, kia tiểu thâu chính là thừa dịp va chạm mình thời điểm tướng điện thoại di động của nàng trộm đi. Hứa Thuần Lương đã đuổi theo, hắn chạy tốc độ kinh người, rất nhanh liền vượt qua hai tên đuổi theo nam tử. Phía trước tiểu thâu trốn được rất nhanh, trong đám người đổi tới đổi lui, thân pháp phi thường linh hoạt. Hứa Thuần Lương há có thể bỏ mặc người này từ trước mắt đào tẩu, lấy linh xà bát bộ pháp đi xuyên qua đám người, tận dụng mọi thứ, bước nhanh tiến lên. Kia tiểu thâu một bên trốn một bên quay đầu quan sát, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đuổi tới, mà lại đang không ngừng tiếp cận mình, thân pháp của hắn mặc dù không bằng Hứa Thuần Lương, nhưng là thắng ở đối xung quanh địa hình hết sức quen thuộc. Xông ra đám người. Thẳng đến tường thành chạy tới. Ban đêm tường thành cũng không mở ra, kia tiểu thâu chạy trốn tới tường thành bên trong biên giới vậy mà dọc theo tường thành leo lên phía trên, người này người nhẹ như yến, hai tay chế trụ cổ thành gạch khe hở, tựa như bích hổ du tường, cấp tốc leo lên trên, thoáng qua ở giữa, đã leo đến nửa đường, một đoạn này minh tường thành độ cao tại 15 mét trở lên, cơ hồ tương đương 5 tầng lầu độ cao. Hứa Thuần Lương đuổi tới tường thành dễ, không chút do dự cũng bỏ lên. Ban sơ đuổi theo tiểu thâu hai tên nam tử thở hồng hộc đi vào dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu thâu đã cũng nhanh leo đến tường thành đỉnh chóp lỗ châu mai, ở hậu phương đuổi sát không buông Hứa Thuần Lương cũng bỏ tới nửa đường. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên không có leo đi lên đuổi theo lá gan, cao như vậy tường thành, người bình thường nhưng không bỏ lên nổi. Mai Như Tuyết giẫm lên giày cao gót đuổi đi theo, nhìn thấy Hứa Thuần Lương leo đến tường thành ở giữa, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Cao như vậy địa phương vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Thuần Lương, người phải cẩn thận, Mai Như Tuyết một trái tim treo đến cổ họng, lúc đầu nàng là muốn nói đừng đuổi theo, nhưng Hứa Thuần Lương đều đã leo đến 10 mét độ cao, hiện tại để hắn từ bỏ cũng không có khả năng. Chung quanh rất nhanh tụ tập một đám người xem náo nhiệt, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp, tại dạng này tia sáng dưới, tại khoảng cách như vậy dưới, trên cơ bản cũng đập không rõ ràng, nhưng là đối quay chụp người tới nói trọng yếu nhất là hình thức. Không nhất định là đập tới nội dung. Kia tiểu thâu đã thành công bò tới trên tường thành, ghé vào lỗ châu mai nhìn một chút, sau đó từ trong túi móc ra một vật chiếu vào Hứa Thuần Lương trán liền đập xuống.
Hứa Thuần Lương thân thể lệch ra, tránh khỏi, lại là một đài điện thoại, điện thoại dán Hứa Thuần Lương tay phải bên cạnh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Vì để tránh cho tiểu thâu lại ném đồ vật nện mình, Hứa Thuần Lương cải thành ngang leo lên, cũng cấp tốc hướng lỗ châu mai tới gần. Phía dưới đám người vây xem hét lên kinh ngạc âm thanh, tiểu tử này lợi hại a, thân pháp linh hoạt đến cùng nhện giống như. Tiểu thâu cũng không có nóng lòng thoát đi, nhìn qua không ngừng tới gần Hứa Thuần Lương, đột nhiên hắn lại móc ra một vật, đối Hứa Thuần Lương thẳng vào mặt đổ qua. Hứa Thuần Lương nhìn thấy tiểu thâu trong tay giơ lên đụng một cái bột phấn, lập tức ý thức được không đúng, trước tiên nhắm lại hai mắt, ngừng thở, mặc dù như thế vẫn nghe được một cỗ gai mũi cay độc chi khí, nhịn không được ho khan. Tên trộm vật này ném ra ngoài đến lại là làm bột tiêu cay có không ít rơi vào Hứa Thuần Lương trên thân, còn lại đến bị gió lạnh thổi, tung bay đến khắp nơi đều là, một chút rơi trong đám người, đã có người bị sặc đến đánh lên hắt xì. Trong đám người truyền đến chửi mắng thanh âm, tên trộm vật này thực sự thất đức, đều là chút hạ lưu thủ đoạn. Mai Như Tuyết từ đầu đến cuối chú ý Hứa Thuần Lương nhất cử nhất động, chỉ gặp Hứa Thuần Lương đã thành công bò lên trên tường thành, thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong. Kia tiểu thâu nhìn thấy vẫn chưa thể ngăn cản Hứa Thuần Lương, lúc này mới bước nhanh vượt qua tường thành, từ mặt khác một bên xoay người, tựa vào vách tường cấp tốc hạ xuống. Hứa Thuần Lương đã triệt để bị người này khơi dậy lửa giận, quyết không cho phép người này từ mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu. Kia tiểu thâu hạ xuống đến nửa đường, cách xa mặt đất còn có 7 mét độ cao, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thuần Lương đã đuổi tới, buông hai tay ra, trực tiếp nhảy xuống. Hứa Thuần Lương nhắm ngay người này điểm rơi cũng là phi thân nhảy lên, hắn hiện tại khinh công mặc dù không có khôi phục, nhưng là linh xà bách biến thân pháp còn tại, thân thể ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, một cước đá vào kia tiểu thâu trên lưng, hắn một cước này bản thân cũng không có lưu lực, lại mượn hạ xuống tình thế, lực lượng kinh người. Trực tiếp tướng kia tiểu thâu đạp đến nguyên địa bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 5 mét, mới rơi vào đê bên trên, tiểu thâu thân thể thế đi không ngừng. Dán khô cạn thảm cỏ oạch một tiếng trực tiếp hướng sông Hộ Thành đi vòng quanh. Hứa Thuần Lương sải bước đuổi kịp đi, thừa dịp người này chưa từ dưới đất bò dậy, đầu gối chống đỡ phía sau lưng của hắn, vận chuyển cánh tay của hắn, từ trên người hắn tìm ra Mai Như Tuyết điện thoại. Lúc này bên tai truyền đến dây cung thanh âm, Hứa Thuần Lương căn cứ vào đối nguy hiểm bản năng, thân thể nghiêng một cái, một chi vũ tiễn sát bờ vai của hắn bắn ra ngoài. Hiu, hiu, lại là hai tiếng. Hứa Thuần Lương nguyên địa lăn lộn tránh thoát bên kia bờ sông phóng tới tên bắn lén. Kia tiểu thâu thừa cơ bò lên, nhịn đau nhảy vào sông Hộ Thành bên trong. Hứa Thuần Lương không có tiếp tục đuổi đuổi, nhìn qua bên kia bờ sông, một thân mặc màu đen xe gắn máy phục kỵ sĩ cách sông nhìn qua hắn, xe gắn máy sáng như tuyết cột sáng bắn thẳng đến chỗ hắn ở. Đối phương cũng không dừng lại quá lâu, nhẹ gật đầu, đem trong tay phục hợp cung ghép treo tại sau lưng, quay ngược đầu xe hướng phương xa chạy tới. Hứa Thuần Lương đem trên mặt đất ba chi vũ tiễn từng nhánh rút lên, phát hiện đầu mũi tên đều là cứng rắn cao su chế tác, xem ra đối phương dụng ý chỉ là bức lui mình, mà không phải muốn thương tổn tính mạng của hắn. Chẳng qua nếu như mình không phải tránh né kịp thời, bị loại này vũ tiễn bắn chúng sợ rằng cũng phải thụ thương, vừa rồi tên kia người cưỡi chẳng lẽ vẻn vẹn vì tiếp ứng tiểu thâu. Hứa Thuần Lương cảm giác chuyện đêm nay không có đơn giản như vậy, tiểu thâu cùng tiếp ứng người tất cả đều thân thủ bất phàm. Bọn hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, đêm nay ăn cắp cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Lúc này vây xem đám người vòng qua cửa thành hướng bên này chạy đến, Hứa Thuần Lương nhìn thấy trong đó Mai Như Tuyết, hắn cũng không lộ ra, cấp tốc tướng ba chi vũ tiễn thốc nhọn dỡ xuống, dùng khăn giấy gói kỹ đơn độc thả trong túi, cán tên là nhôm chế, tiện tay lần cong nhét vào áo ngoài áo lót trong túi. Hứa Thuần Lương làm xong đây hết thảy, đám người đã đi tới phụ cận. Hứa Thuần Lương đi hướng gương mặt xinh đẹp tái nhợt Mai Như Tuyết đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Mai Như Tuyết nhìn thấy hắn bình an vô sự, một trái tim mới tính rơi xuống đất, kéo cánh tay của hắn, bước nhanh rời đi đám người vây xem, đi vào yên lặng chỗ không có người, phương mới dừng bước lại, ân cần nói, ngươi có bị thương hay không? Hứa Thuần Lương cười lắc đầu. Về sau ngươi đừng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, điện thoại ném đi liền ném đi nha, ngươi có biết hay không ta lo lắng nhiều ngươi. Mai Như Tuyết còn chưa có nói xong, liền bị Hứa Thuần Lương một thanh ôm vào lòng. Không phải không ôm thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, lập tức liền ôm, Hứa Thuần Lương hạ thủ nắm bắt thời cơ đến tương đương chuẩn xác. Hứa Thuần Lương ôm ấp lấy nàng bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, ta đáp ứng ngươi, về sau không tiếp tục để ngươi lo lắng.
Mai Như Tuyết sửng sốt một chút, tay của nàng chậm rãi giơ lên đi lên, đỡ lấy Hứa Thuần Lương eo, con hàng này làm sao đem lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nói đến như thế đường hoàng. Đèn pin cầm tay chùm sáng chiếu hướng bọn hắn, lại là San San tới chậm bảo an quấy rầy đến bọn hắn. Bảo an người phụ trách giữ dằn nói, uy, vừa rồi leo thành tường chính là ngươi sao? Mai Như Tuyết lông mày đứng đấy, nổi giận nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Con mắt nào nhìn thấy chúng ta leo thành tường rồi? Nàng lôi kéo Hứa Thuần Lương rời đi, đối những người an ninh này thật sự là im lặng, vừa rồi bắt tiểu thâu thời điểm làm sao không gặp bọn họ xuất hiện, hiện tại đồ vật đều tìm trở về, bọn hắn thế mà tới vấn trách bỏ cổ thành tường sự tình, hiện tại nhỏ lén trốn đi, điện thoại tìm trở về, Mai Như Tuyết cũng không muốn tại những người này trên thân lãng tốn thời gian. Hứa Thuần Lương cũng không tướng tao ngộ xá kích sự tình nói cho Mai Như Tuyết, không phải nàng khẳng định sẽ càng vì chính mình lo lắng, cân nhắc đến mang theo vũ tiễn khả năng không cách nào thuận lợi thông qua kiểm an, Hứa Thuần Lương đề nghị đón xe trở về. Trở lại trường đảng, hai người nói chuyện ngủ ngon về sau trở về ký túc xá, Hứa Thuần Lương đóng cửa phòng, đi đến trước bàn làm việc lấy ra vũ tiễn, cán tên thành phần là nhôm, chất lượng nhẹ, tính bền dẻo mạnh, lông đuôi là ưng vũ, chỉ từ vũ tiễn bản thân đến xem. Phí tổn không thấp, nếu như đổi thành lực sát thương lớn thốc nhọn, hoàn toàn có thể khiến người vong mạng. Hứa Thuần Lương trong lòng càng kỳ quái, đối phương đến tột cùng là ai? Lấy thân pháp của bọn hắn vì sao đi giấu nghề cơ, bọn hắn lựa chọn Mai Như Tuyết ra tay, đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là có chủ tâm. Lúc nửa đêm, rơi ra đông vũ, Hứa Thuần Lương một đêm này ngủ được cũng không tốt, điện thoại truyền đến một tiếng tin tức âm, mở ra điện thoại xem xét, lại là Mai Như Tuyết gửi tới tin tức. Ta có việc gấp rời đi, chớ niệm. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, hiện tại là 3 giờ sáng a, hắn đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại, nhìn thấy Mai Như Tuyết tại một nam tử cùng đi vội vàng đi hướng một cỗ may bách, tên nam tử kia che dù, là Mai Như Tuyết ngăn trở đông vũ, mình lớn nửa người đều rơi ở bên ngoài. Mai Như Tuyết lên xe trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương túc xá ánh đèn vừa vặn vào lúc này phát sáng lên, nàng nhìn thấy phía trước cửa sổ thân ảnh. Mai Như Tuyết biết Hứa Thuần Lương giờ phút này nhất định ở nơi đó vì nàng tiễn đưa, đứng ở trong mưa gió nội tâm của nàng dâng lên một trận ấm áp. Trong xe một nam tử cũng lưu ý đến kia sáng lên cửa sổ. Mai Như Tuyết sau khi lên xe, nói khẽ, ca, gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì? Trong xe thanh âm nam tử trầm thấp mà yêu thương cha xảy ra chuyện. Mai Như Tuyết xuất hiện cùng rời đi đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hứa Thuần Lương ngày thứ hai cho nàng gọi điện thoại. Mai Như Tuyết không có tiếp, cho hắn trở về cái tin tức, biểu thị trong nhà mình gặp một chút việc gấp, những ngày này không tiện cho hắn trả lời điện thoại, đoán chừng lần này cần rời đi một đến hai xung quanh thời gian. Hứa Thuần Lương ý thức được Mai Như Tuyết khả năng gặp phải phiền toái, nàng đã không chịu nói, mình cũng không tiện hỏi. Hắn phát hiện tình cảm của hai người con đường cũng không thuận lợi, vừa mới có chỗ tiến triển cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà đột nhiên bỏ dở. Khi hắn một lòng lúc tu luyện, hết lần này tới lần khác để hắn gặp được Mai Như Tuyết khảo nghiệm đạo tâm của hắn, khi hắn ôm định ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục ý nghĩ, chuẩn bị xâm nhập phần này tình cảm thời điểm, Mai Như Tuyết lại đột nhiên rời đi, thượng thiên thật đúng là sẽ nói đùa hắn. Bất quá một đến hai tuần cũng không tính quá lâu. Mai Như Tuyết rời đi về sau huấn luyện lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị, Hứa Thuần Lương lại bắt đầu sáng sớm điểm danh, buổi chiều cúp học tập kiếp sống. Đông Nghiễm Sinh nằm viện về sau. Hắn chuyên đi bệnh viện nhân dân tỉnh thăm viếng. Vương Kim Vũ đã trở về, lưu lại lái xe Tiểu Lưu chiếu cố Đông Nghiễm Sinh. Bởi vì thư viễn hàng trước đó tất cả an bài xong, cho nên Đông Nghiễm Sinh ở chỗ này đạt được huyết dịch khoa chủ nhiệm Quách Minh Xuyên đặc biệt chiếu cố. Đông Nghiễm Sinh vốn cho rằng đi vào Nam Giang có thể gặp đến nhi tử, nhưng là nằm viện đã 3 ngày, cũng không nhìn thấy nhi tử hiện thân, hắn bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, la hét muốn xuất viện. Hắn thấy tại bệnh viện nhân dân tỉnh vẫn là tại Trường Hưng bệnh viện nằm viện đều là giống nhau, đơn giản là chích uống thuốc. Hứa Thuần Lương mang theo hoa quả đi vào phòng bệnh thời điểm, Đông Nghiễm Sinh đang theo lái xe Tiểu Lưu phát cáu. Tiểu Lưu nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, như là thấy được cứu tinh, thừa cơ chạy ra ngoài. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy Hứa Thuần Lương vật trong tay, tức giận nói, ngươi cầm những vật này làm gì? Ta lại không ăn. Hứa Thuần Lương cười nói Đông Thúc, ai chọc ngươi tức giận? Ngươi, ta nhưng không có đắc tội ngươi. Đông Nghiễm Sinh nói, không phải ngươi khuyên ta tới đây nằm viện, ta sẽ hấp tấp chạy đến Nam Giang đến. Ta đi vào về sau,
mỗi ngày không phải làm kiểm tra chính là uống thuốc chích, rõ ràng tại bệnh viện các ngươi đều làm qua một lần, ta cùng Quách chủ nhiệm nói, nhưng hắn chính là không nghe, ta không ở, ta muốn xuất viện. Hứa Thuần Lương một đoán cũng là bởi vì Thư Viễn Hàng, hắn tại Đông Nghiễm Sinh ngồi xuống bên người Thư Viễn Hàng không có cùng ngươi liên hệ. Đừng đề cập hắn, Đông Nghiễm Sinh nói xong, nhịn không được hỏi hắn có hay không cùng ngươi liên hệ. Hứa Thuần Lương lắc đầu, thử thăm dò hỏi, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. Đông Nghiễm Sinh nói, được rồi, nhi tử nếu là trong lòng có hắn, sớm nên tới. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, từ ngoài cửa đi tới một vị 5-6 tuổi tiểu nam hài, đứa nhỏ này dung mạo xinh đẹp đáng yêu, tròn vo khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, một đôi mắt đen lúng liếng phi thường thần khí. Đông Nghiễm Sinh tưởng rằng cái khác phòng bệnh tiểu hài tử, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Kia tiểu nam hài nãi thanh nãi khí nói, ta tìm ra ra. Ra ra ngươi là ai? Tiểu nam hài lắc đầu, hắc bạch phân minh mắt to nhìn qua Đông Nghiễm Sinh, ngài là ra ra của ta sao? Đông Nghiễm Sinh trong cảm giác trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị hắn tinh khiết ánh mắt bắt được, hắn rất muốn có một cái dạng này cháu trai, nhi tử sớm đã kết hôn sinh con, nghe nói cũng là giả nam hài, có thể nghĩ đến phụ tử quan hệ của hai người, trong ngắn hạn để hắn mang cháu trai sang đây xem mình là không thể nào. Đông Nghiễm Sinh nói, ta không phải. Ngài là được. Đông Nghiễm Sinh ngây ngẩn cả người, Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cười nói tiểu gia hỏa, với ai cùng đi đến. Mụ mụ, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu nam hài quay người hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Hứa Thuần Lương quyết định đi ra xem một chút, nếu như tiểu nam hài người nhà phát hiện hắn lạc đường, nhất định sẽ rất gấp. Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi tên gì? Đông Nghiễm Tổ. Đông Nghiễm Sinh nội tâm kịch chấn, đứa nhỏ này họ Đông, hắn vậy mà họ Đông, trong thiên hạ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Đông họ vốn là không thấy nhiều, hắn hết lần này tới lần khác lại đi vào phòng bệnh của mình, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này liền sinh ra cảm giác thân thiết, hiện tại phát hiện đứa nhỏ này mặt mày rất giống nhi tử khi còn bé. Hứa Thuần Lương có thêm một cái tâm nhãn ra ra ngươi kêu cái gì? Đông Nghiễm Sinh. Đông Nghiễm Sinh lúc này lập tức minh bạch, đứa nhỏ này căn bản chính là cháu của mình, hắn từ lúc chào đời tới nay còn chưa kích động như thế qua. Vành mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy nức nở nói bảo bối. Ta chính là Đông Nghiễm Sinh, ta chính là, ra ra ngươi, nói đều chưa nói xong, hai hàng nhiệt lệ liền ào ào chảy xuống. Đông Nghiễm Tổ đi vào bên giường, đừng khóc, mụ mụ nói khóc nhè không phải hảo hài tử. Lúc này một vị thân xuyên màu xám sáo trang thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng đi đến, nhìn lấy một màn trước mắt, nàng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đông Nghiễm Tổ quay người hướng nàng chạy tới. Ôm nàng chân nói, mama, ta tìm tới ra ra. Đông Nghiễm Sinh trên mặt còn chảy xuống nhiệt lệ, hắn cường ngạnh cả một đời, cuột cường cả một đời, có thể thấy tiểu nam hài sát na, nước mắt như là hồng thủy tràn lan, tranh thủ thời gian nắm lên một bên khăn mặt lau đi nước mắt trên mặt. Hứa Thuần Lương hướng vị thiếu phụ kia nhẹ gật đầu, hô, người tốt, xin hỏi ngài là Thư Viễn Hàng người nhà sao? Thiếu phụ mỉm cười nói, ta gọi Nguyễn Tinh Mai, là Viễn Hàng phu nhân. Đây là con của chúng ta. Hứa Thuần Lương hiện tại đã triệt để hiểu rõ, Nguyễn Tinh Mai là Đông Nghiễm Sinh con dâu, người ta mang hài tử đến xem ra ra. Đông Nghiễm Sinh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, thật không nghĩ tới hạnh phúc lai đến đột nhiên như thế, sinh thời còn có thể nhìn thấy cháu trai ruột, coi như để hắn chết ngay bây giờ cũng không tiếc nuối. Hứa Thuần Lương mời Nguyễn Tinh Mai tiến đến ngồi, Đông Nghiễm Sinh một trái tim tất cả đều tại cháu trai trên thân, cười đến mặt mũi tràn đầy hoa cúc mở. Bảo bối cháu trai, tới, để ra ra ôm một cái. Nguyễn Tinh Mai ra hiệu nhi tử đi qua ra ra bên người, Đông Nghiễm Sinh để cháu trai ngồi ở trên giường, giang tay đem hắn ôm vào trong ngực, trong lòng cảm khái vô hạn, cục cưng quý giá của ta, thật sự là ta nhớ đến chết rồi, đau chết mất. Hứa Thuần Lương cố ý nói Đông Thúc, ngài còn xử lý xuất viện sao? Đông Nghiễm Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, ta lúc nào nói muốn xuất viện. Nguyễn Tinh Mai không khỏi mỉm cười. Hứa Thuần Lương ý thức được mình bây giờ có chút dư thừa, cùng Đông Nghiễm Sinh nói một tiếng, cáo từ rời đi, Đông Nghiễm Sinh hiện tại tâm tư căn bản không ở trên người hắn. Hứa Thuần Lương đi vào ngoài cửa, Nguyễn Tinh Mai đi theo hắn ra, Hứa tiên sinh, xin dừng bước. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, hướng Nguyễn Tinh Mai nói. Thư quá quá có gì phân phó? Nguyễn Tinh Mai nói, Viễn Hàng có thể muốn cuối tuần mới có thể tới, cho nên ta mang nhi tử tới trước. Trong khoảng thời gian này đa tạ Hứa tiên sinh hỗ trợ cùng chiếu cố. Hứa Thuần Lương cười nói,
Đông thúc đối với ta rất tốt, không có trận này bệnh trước đó, vẫn luôn là hắn đang chiếu cố ta. Nguyễn Tinh Mai là bên trong càng hỗn huyết, quốc tịch Mỹ, lần này là đáp ứng lời mời đến Nam Giang y khoa lớn dạy học, nàng bản thân nghiên cứu phương hướng chính là huyết dịch bệnh học, vừa vặn có cơ hội lần này, nàng chủ động xin đến đây. Hứa Thuần Lương mặc dù cùng Thư Viễn Hàng tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn nhưng thật ra là cái tính tình trong nóng ngoài lạnh, từ lần kia hai đạo sườn núi nghĩ cách cứu viện bắt đầu, liền nhìn ra hắn đối Đông Nghiễm Sinh cũng không phải là không có tình cảm, mà là tướng tình phụ tử giấu ở đáy lòng. Nguyễn Tinh Mai hy vọng Hứa Thuần Lương có thể hỗ trợ tướng Trường Hưng bệnh lịch toàn bộ cung cấp cho nàng, nàng muốn tự mình là công công định ra phương án trị liệu. Hứa Thuần Lương biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ liên hệ Trường Hưng bệnh án thất, mau chóng tướng Đông Nghiễm Sinh nguyên bộ bệnh lịch sao chép cũng nhanh đưa qua. Hứa Thuần Lương rời đi bệnh viện thời điểm, một cỗ màu đen Bentley tại bên cạnh hắn dừng lại, cửa sổ xe rơi xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, Hứa tiên sinh sao? Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, chào hỏi hắn người là Xích Đạo vốn liếng tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên. Loan Ngọc Xuyên hôm nay là đến bệnh viện tái khám, vừa vặn thấy được Hứa Thuần Lương, đối Loan Ngọc Xuyên tới nói, Hứa Thuần Lương thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, lần trước tại đường sắt cao tốc bên trên phát bệnh, nếu như không phải Hứa Thuần Lương xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ đã chết. Hứa Thuần Lương cười nói Loan Tổng. Loan Ngọc Xuyên để lái xe sang bên dừng lại, mời Hứa Thuần Lương lên xe, Hứa Thuần Lương thịnh tình không thể chối từ, đành phải lên xe của hắn. Hứa Thuần Lương gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, khí sắc so với lần trước nhìn thấy hắn thời điểm tốt lên rất nhiều lần, hỏi Loan Ngọc Xuyên tái khám kết quả, Loan Ngọc Xuyên nói cho hắn biết mình đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng hắn làm giá đỡ, hỏi qua về sau mới biết được, Loan Ngọc Xuyên cũng không có làm trái tim tham gia giải phẫu, là phục dụng thuốc đông y chữa khỏi hắn quan mạch chật hẹp. Hứa Thuần Lương âm thầm lấy làm kỳ, coi như mình xuất thủ, nếu như không cần huyết đấu chi thuật, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khơi thông hắn ngăn chặn động mạch vành. Trung y thuốc mặc dù có thông mạch lưu thông máu chi pháp, nhưng là đơn thuần uống thuốc ứng đối loại này bệnh ở động mạch vành cũng cần một đoạn thời gian rất dài, cái này Loan Ngọc Xuyên không phải bị người lừa à. Loan Ngọc Xuyên nhìn ra hắn không tin mình. Đem kiểm tra kết quả đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhìn một chút hắn mới nhất kiểm tra báo cáo, Loan Ngọc Xuyên thân thể quả nhiên khôi phục bình thường. Hứa Thuần Lương không khỏi đối xem bệnh cho hắn bác sĩ sinh ra hứng thú, Loan Tổng, đến tột cùng là vị nào thần y giúp ngươi chữa khỏi bệnh ở động mạch vành. Loan Ngọc Xuyên nói, cái này a, ta đáp ứng người ta muốn vì hắn bảo thủ bí mật. Hứa Thuần Lương cũng không có miễn cưỡng, lại đưa ra là Loan Ngọc Xuyên bắt mạch, Loan Ngọc Xuyên lần này không có cự tuyệt, đưa tay cổ tay đưa cho Hứa Thuần Lương. Thốn khẩu mạch cũng chính là động mạch cổ tay sau cạn biểu bộ phận, trung y bên trên chia làm tấc, quan, thước ba bộ, hai tay tấc thước chuẩn mạch tượng phân biệt đối ứng khác biệt ngũ tạng lục phủ. Vì trở thành người bắt mạch, lấy ba ngón định vị, trước dùng ngón giữa nén cao xương bộ vị động mạch cổ tay định quan, lấy ăn chỉ tại quan tiền định tấc, ngón áp út tại quan sau định thước, ba ngón tay hiện lên cong nghiêng đặt tại cùng một trình độ, lấy lòng bàn tay đến cảm giác nhịp đập, bắt mạch thời điểm, lại dùng nâng, ấn, tìm tam trung phương pháp khác nhau kết hợp sử dụng. Từ Loan Ngọc Xuyên mạch tượng đến xem, có chút đặc biệt, hắn một hơi sáu đến, so sánh người bình thường mau một chút, nhưng là mạch tượng thong dong, lưu loát, có thể đánh giá ra hắn khí huyết tràn đầy, tạng phủ công năng tràn đầy, thước mạch hữu lực, chìm lấy không dứt. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu ba ngón lấy mạch, một lát sau chỉ dùng ngón trỏ tay phải lòng bàn tay đến đè lại Loan Ngọc Xuyên thốn khẩu bộ bắt mạch. Loại này bắt mạch thủ pháp gọi một chỉ định ba cửa ải, bình thường dạng này bắt mạch phương pháp chỉ dùng tại tiểu nhi. Loan Ngọc Xuyên mạch tượng càng giống là trẻ nhỏ, mạch đập của hắn có tứ đại đặc điểm. Nhanh, bình thường bởi vì sinh cơ mạnh mẽ, thay thế tràn đầy, một hơi sáu to lớn khái tương đương với mạch đập mỗi phút đồng hồ 110 lần, đối nhi đồng tới nói dạng này nhịp tim bình thường, nhưng là đối thành người mà nói đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Trưởng thành bình thường nhịp tim phạm vi là 60 đến 100 lần mỗi phút đồng hồ. Thanh, người tại khi còn nhỏ bởi vì ẩm thực đơn thuần, tính khí vận hóa nhập máu, máu chất thanh nhẹ, tạp chất ít, cho nên mạch tượng thanh tịnh, đương nhiên người ăn chay mạch tượng muốn càng xu hướng tại hài đồng. Hứa Thuần Lương biết Loan Ngọc Xuyên chính là cái nghiêm cẩn người ăn chay, nhưng là Loan Ngọc Xuyên trước đây mạch tượng hắn cũng có chút hiểu biết, mạch tượng nặng nề, máu chất đục ngầu, cho nên mới dẫn đến bệnh ở động mạch vành phát sinh. Lúc này mới không đến thời gian nửa năm vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhu, tiểu nhi trẻ con âm trẻ con dương,
âm dương sơ manh, cho nên mạch tượng tự nhiên yếu đuối. Linh, tiểu nhi mạch tượng linh khí 10 phần, lưu loát có thần, bẩn thanh khí thanh, mạch cũng linh động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hứa Thuần Lương thậm chí sẽ cho rằng mạch tượng này chủ nhân là một vị 7-8 tuổi hài đồng. Dùng thuốc có thể chữa trị tật bệnh, nhưng là không cách nào từ trên căn bản cải biến một người mạch tượng. Hứa Thuần Lương gần như trong nháy mắt liền đánh giá ra Loan Ngọc Xuyên kinh mạch phát sinh dịch kinh tẩy tủy biến hóa, bình thường chỉ có tu luyện mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Chỉ là quá khứ là Loan Ngọc Xuyên bắt mạch thời điểm cũng chưa phát hiện hắn luyện võ qua công, nhưng là Loan Ngọc Xuyên hiện tại mạch tượng rõ ràng chính là một người tu luyện. Hứa Thuần Lương rời ngón tay, nhưng trong lòng trở nên càng phát ra mê hoặc. Loan Ngọc Xuyên nói, như thế nào? Hứa Thuần Lương mỉm cười nói chúc mừng Loan Tổng, thân thể của ngài xem ra đã bình phục. Loan Ngọc Xuyên cười nói, cũng coi là vận mệnh của ta hiện tại tính là chân chính tin tưởng, Trung Y Chi Bác Đại Tinh Thâm xa không phải phương Tây Y học có thể đánh đồng. Hứa Thuần Lương nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, Đông Tây Y học ai cũng có sở trường riêng. Loan Ngọc Xuyên nói, Tô chủ nhiệm cũng không tin, nhưng nhìn đến kiểm soát của ta kết quả về sau, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Trong miệng hắn Tô chủ nhiệm là Bệnh viện Nhân dân tỉnh trong lòng khoa chủ nhiệm Tô Vân Toàn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đừng nói Tô Vân Toàn không tin, nếu như mình không vì hắn bắt mạch cũng sẽ không tin tưởng. Loan Ngọc Xuyên chuyển biến thật là kinh người, liền xem như tu luyện, cái này không đến trong vòng nửa năm cũng không có khả năng thực hiện dạng này chuyển biến. Trừ phi hắn có kỳ ngộ, Hứa Thuần Lương có thể kết luận nhất định là có người trợ giúp hắn đả thông kinh mạch. Căn cứ Hứa Thuần Lương biết, Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh có thể đạt tới hiệu quả như vậy, Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên hẳn là cũng được, liên tưởng tới Loan Ngọc Xuyên thân phận cùng tài phú, hắn giải quyết vấn đề phương pháp nguyên liền so người khác càng nhiều hơn một chút. Loan Ngọc Xuyên hỏi Hứa Thuần Lương đến bệnh viện nguyên nhân, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết thăm viếng bằng hữu sự tình. Loan Ngọc Xuyên lập tức nhiệt tâm biểu thị có thể giúp một tay lên tiếng kêu gọi. Đối hảo ý của hắn Hứa Thuần Lương biểu thị tâm lĩnh, lần này Đông Nghiễm Sinh nằm viện nguồn gốc từ tại Thư Viễn Hàng an bài, Thư Viễn Hàng mặc dù người không ở trong nước, nhưng là hắn tại y học giới nhất là khoa tim mạch giới phi thường nổi danh, thê tử của hắn Nguyễn Tinh Mai lại là huyết dịch bệnh học chuyên gia, người ta cặp vợ chồng đều là người trong nghề, an bài chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là Đông Nghiễm Sinh cũng là giao du rộng khắp. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là chiến hữu của hắn là có thể đem chuyện bên này an bài thỏa đáng, từ Đông Nghiễm Sinh chỗ ở phòng bệnh liền có thể nhìn ra, tỉnh người y bên này đối với hắn phi thường chiếu cố. Loan Ngọc Xuyên để lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa đến Nam Giang Trường Đảng, Hứa Thuần Lương sau khi xuống xe, hắn cùng đi theo đi xuống xe, nhìn qua Nam Giang Trường Đảng đại môn nói. Nơi này là Bình Hải cán bộ căn cứ huấn luyện, tiểu hứa, tương lai đều có thể a. Hứa Thuần Lương khiêm tốn nói. Ta trình độ không được, không có gì tương lai. Loan Ngọc Xuyên nói, ngươi là cái nào trường đại học tốt nghiệp? Hứa Thuần Lương hiện tại đã khắc sâu nhận thức được trình độ tầm quan trọng, coi như bên người trợ lực lại nhiều, hắn chỉ có tốt nghiệp trung học văn bằng chú định cũng vô pháp đi được lâu dài, ở phương diện này cũng không có dấu giếm tất yếu, hướng Loan Ngọc Xuyên ăn ngay nói thật. Loan Ngọc Xuyên nghe nói hắn chỉ là một cái vòng tròn tốt nghiệp trung học cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao tại văn bằng làm chủ lập tức. Một cái học sinh tốt nghiệp trung học muốn vào cấp 3 giáp đảng bệnh viện quá khó khăn, mà lại tiểu tử này còn khi làm việc không lâu liền lăn lộn đến cán bộ, hỗn đến Nam Giang Trường Đảng. Loan Ngọc Xuyên hơi chút suy nghĩ liền biết Hứa Thuần Lương hiện tại nhược điểm là cái gì, mỉm cười nói ngươi trình độ đích thật là không được, bất quá chuyện này dễ làm, chỉ phải tìm đúng người rất dễ dàng giải quyết. Hứa Thuần Lương cười nói ngài nên không phải đề nghị ta đi tìm làm chứng giả làm một cái bằng tốt nghiệp đại học A. Loan Ngọc Xuyên cười ha ha ngươi làm học tin lưới là bài trí. Chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là không làm phiền ngài, lại nói ta cũng không muốn vì cái chứng nhận tốt nghiệp đi hàm thụ học tập. Loan Ngọc Xuyên nói, phiền phức cái gì? Muốn chứng nhận tốt nghiệp không nhất định đi học tập. Hắn vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, lên xe rời đi. Hứa Thuần Lương nguyên bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là ngày thứ hai Mặc Hàm liền liên hệ hắn. Nói là muốn nói với hắn đàm, để hắn đem thẻ căn cước chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thuần Lương buổi sáng muốn lên khóa, cùng Mặc Hàm đã hẹn buổi chiều gặp mặt. Mặc Hàm buổi chiều đi thẳng tới Nam Giang Trường Đảng, Hứa Thuần Lương hẹn nàng tại Trường Đảng Thư Viện gặp mặt. Trong tiệm sách có miễn phí hồng trà cùng cà phê cung cấp, toàn thân áo đen Mặc Hàm đeo kính đen, khốc kình 10 phần, lại đẹp lại táp. Hứa Thuần Lương mời nàng tại cửa sổ sát đất trước ngồi xuống,
bưng tới hai chén miễn phí cà phê. Mặc Hàm trêu chọc nói, ngươi về sau nhất định có thể phát đại tài, chiếu ngươi làm như vậy, ngày gì qua không giàu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta một cái dẫy chết tiền lương giai tầng cùng như ngươi loại này siêu cấp bạch lĩnh không thể so sánh, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, cà phê cũng không tệ, còn có miễn phí bánh kẹo điểm tâm, không thể so với Starbucks chênh lệch. Mặc Hàm nhấp một hớp cà phê, thật đúng là, cái này cà phê đậu chính là Starbucks. Ta đã nói rồi, ta đã gặp nam nhân keo kiệt đến ngươi loại trình độ này còn lý trực khí tráng cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ta nghèo rất mồng tơi a, ta nếu là có thu nhập của ngươi, ta khẳng định mời ngươi ăn pháp bữa ăn uống Lafite. Mặc Hàm nở nụ cười, trắng nõn trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, phi thường đáng yêu. Hứa Thuần Lương nói, kính dâm không tệ, xem xét liền rất quý giá, đều không nỡ hái xuống. Mặc Hàm cách kính dâm chừng mắt liếc hắn một cái, sau giờ ngọ ánh nắng có chút chướng mắt, không có hái xuống lý do thẻ căn cước đâu. Hứa Thuần Lương móc ra đặt lên bàn, Mặc Hàm muốn đi cầm, Hứa Thuần Lương đem thẻ căn cước một góc cho ấn xuống, ngươi sẽ không cầm đi làm chuyện xấu à. Mặc Hàm nói, không tin được ta coi như xong, nếu như không phải Loan Tổng để cho ta tới, ta mới lười nhắc tới chuyến này. Hắn để ngươi tìm đến cái gì? Kỳ thật Hứa Thuần Lương đoán được 89 phần 10 là vì trình độ sự tình. Mặc Hàm nói, ta còn là giới thiệu cho ngươi một chút đi, Loan Tổng nói ngươi hướng hắn tố khổ nói không có trình độ, cho nên Loan Tổng dự định giúp ngươi một chút. Giúp thế nào ta, chúng ta đã nói trước, chứng giả ta cũng không nên a. Đẹp cho ngươi, lòng nghi ngờ quá nặng không là chuyện gì tốt. Mặc Hàm cho hắn phổ cập khoa học một chút, hôm qua Loan Ngọc Xuyên nghe nói hắn chỉ là cái tốt nghiệp trung học. Lại không muốn lãng tốn thời gian đi hàm thụ, vừa vặn Loan Ngọc Xuyên trong tay có tài nguyên. Loan Ngọc Xuyên sớm tại 5 năm trước ngay tại Bắc Ireland đầu tư khởi công xây dựng một tòa tư nhân đại học, là duy nhất thụ ICEA ủy thác bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài cao đẳng học phủ, Bắc Yêu hệ Âu Trung thể thành viên nước, tòa này Europa Thương học viện biện pháp học vị giấy chứng nhận tại trên quốc tế đạt được phổ biến tán thành. Bản khoa chế độ giáo dục có thể áp xúc đến 2 năm, thạc sĩ 1 năm, tiến sĩ 2 năm. Nếu như Hứa Thuần Lương nguyện ý, hắn 5 năm là có thể đem bác sĩ học vị công tiếp tục đọc, Mặc Hàm có thể toàn bộ hành trình vì hắn an bài, mà lại không dùng ra nước, toàn bộ hành trình áp dụng tập trung dạy học, phân tán tự học phương pháp. Mỗi tháng cần rút ra thời gian một tuần tiến về kinh thành tập trung lên lớp, căn cứ sở học chuyên nghiệp khác biệt có chừng 9 đến 10 cửa khác nhau chương trình học, học tập kỳ đầy khảo thí hợp cách về sau, có thể thu hoạch được quốc tế thừa nhận học sĩ, thạc sĩ thậm chí tiến sĩ giấy chứng nhận. Hứa Thuần Lương nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho rằng tiến sĩ trình độ cao không thể chạm, nhưng trải qua Mặc Hàm kiểu nói này, mới phát hiện thông qua bọn hắn đường tắt làm Trương Văn Bằng cùng đùa giỡn giống như. Hứa Thuần Lương nhìn không được hỏi, các ngươi cái này trình độ bảo đảm thật sao? Mặc Hàm nói, ngươi nếu là không tin có thể không tham gia a, dù sao là Loan Tổng một lòng muốn giúp ngươi, còn để cho ta thuận tiện đem học bổng cấp cho ngươi, không tốn tiền liền tìm chút thời giờ làm mấy Trương Văn Bằng. Chuyện tốt như vậy cũng không nhiều a. Nhìn thấy người này nghi thần nghi quỷ, Mặc Hàm nhịn không được nhắc nhở hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái gì trình độ a? Mặc Hàm nói, ta Yến Kinh Đại học tốt nghiệp. Đã Europa Thương học viện dễ dàng như vậy, ngươi thế nào không làm cái văn bằng bác sĩ? Mặc Hàm nói, ta không cần a, ta nói thật với ngươi đi, Europa Thương học viện chính là vì loại người như ngươi chuẩn bị, không có trình độ thi đậu đại học tốt. Còn một lòng nghĩ hỗn cái hiếu học lịch. Minh bạch, đây chính là gà rừng đại học. Mặc Hàm không nhịn được cười liền, ngươi điều kiện này còn thiêu tam giản tứ, cho thống khoái lời nói, ngươi lên hay là không lên? Lên, nhất định phải lên a, ngươi người đều tới, như thế lớn thành ý, ta không lên há không là có lỗi với ngươi. Mặc Hàm luôn cảm thấy câu nói này quái chỗ nào quái, hy vọng không phải mình suy nghĩ nhiều, lần nữa đưa tay đi lấy Hứa Thuần Lương thẻ căn cước. Hứa Thuần Lương nói, làm cho ta cái bản to lớn bác liền đọc. Mặc Hàm tháo kính dâm xuống, nhìn qua thân phận của hắn chứng bên trên ảnh chụp. Nhìn không được bật cười, thật là ngu a ngươi. Hứa Thuần Lương tấm hình kia là vừa vặn đi vào thời đại này thời điểm quay chụp, lúc kia đối thế giới còn thiếu nhận biết, đang đứng ở tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, ngốc điểm cũng bình thường. Ta đây không phải ngốc, ta là thuần phát thiện lương. Mặc Hàm nói, biết tên ngươi, đúng, ngươi đi sao chép đi. Ta giúp ngươi hiện tại làm thủ tục nhập học. Hứa Thuần Lương cầm thẻ căn cước đi thư viện sao chép thời điểm, một vị bạn học cùng lớp đi tới, hắn gọi Nghiêm Kính Tùng,
đến từ Đông Châu gác chuông khu, trước mắt là khu trưởng thư ký. Hứa Thuần Lương không quá sẽ sử dụng máy copy, sẽ không đem thẻ căn cước hai mặt sao chép đến một trang giấy bên trên, Nghiêm Kính Tùng cho hắn hỗ trợ sao chép mấy chương, hướng phía trước cửa sổ Mặc Hàm nhìn thoáng qua, thấp giọng nói tiểu Hứa, nữ nhân ngươi duyên không tệ a, nhận biết nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Hứa Thuần Lương thở dài nói, đều có các phiền não, ngươi không biết bị người truy thống khổ. Nghiêm Kính Tùng trong lòng tự nhủ ngươi nha xác định không phải tại khoe khoang. Bị mỹ nữ như vậy tìm lại được thống khổ, hắn thấp giọng nói loại thống khổ này ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, Nghiêm Kính Tùng cũng đi theo cười, Hứa Thuần Lương đáy lòng mắng một câu không biết xấu hổ, không qua người ta hâm mộ mình cũng bình thường, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không cần thiết ác ngữ đả thương người, dù sao bọn hắn về sau còn phải cùng một chỗ huấn luyện. Hứa Thuần Lương cầm sao chép tốt thẻ căn cước trở lại Mặc Hàm bên người, Mặc Hàm đem lắp xong văn kiện cho hắn nhìn, Hứa Thuần Lương cầm lên làm bộ nhìn qua, tất cả đều là tiếng Anh, hắn cũng không biết. Mặc Hàm nói, nhìn cho kỹ a, chỉ cần ở phía trên ký tên, hối hận liền không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương nói, nếu không, ta lấy về nghiên cứu một chút, ngươi ngày mai lại đến cầm. Mặc Hàm nói, sợ ta lừa ngươi, liền biết ngươi đa nghi. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên thân thể ngươi, ngươi hôm nay nếu là không ký, ta coi như mặc kệ chuyện của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ sợ ngươi. Mặc Hàm nói, đúng đấy, chính ngươi bao nhiêu cân lượng không rõ ràng a. Ngươi cũng bán không lên giá a. Hứa Thuần Lương nói, khi dễ ta không hiểu tiếng Anh. Mặc Hàm nói đúng rồi, còn phải cùng ngươi sự tình nói trước một tiếng, trường học này lão sư đều là từ các lớn trường trung học bên trong thuê. Toàn tiếng Anh dạy học. Hứa Thuần Lương vẻ mặt đau khổ nói ta nghe không hiểu làm sao xử lý. Mặc Hàm nở nụ cười nghe không hiểu theo ngươi lăn lộn văn bằng có quan hệ sao. Lại nói, ngươi cũng nghe hiểu còn dùng tới học sao. Hứa Thuần Lương cảm giác nàng nói đến phi thường có đạo lý, vẫn là chụp mấy bức ảnh chụp cho biểu muội chân thuần phát tới. Hắn mặc dù không hiểu tiếng Anh, nhưng là trong nhà thân thích hiểu, hắn chỉ là nghĩ chứng thực một chút. Hợp đồng này bên trong đến cùng có hay không hố, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Mặc Hàm đối hành vi của hắn tỏ ra là đã hiểu, đổi thành mình cũng không có khả năng mơ mơ hồ hồ đem hợp đồng ký. Hứa Thuần Lương các loại biểu muội hồi phục công phu lại đi giúp Mặc Hàm tục ly cà phê, Mặc Hàm vẫn là đơn giản tướng văn kiện nội dung giải thích cho hắn một chút, Hứa Thuần Lương nghe được cái hiểu cái không, bất quá chân thuần rất nhanh cho hắn hồi phục tin tức, nói cho hắn biết phía trên này không có hố. Học bổng còn không thấp, bất quá loại này đều không phải là cái gì chính quy đại học, người trong nước thường nói gà rừng trường học, chính là biến tướng bán văn bằng, chỗ tốt duy nhất chính là trên quốc tế thừa nhận. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nghe biểu muội nói như vậy, Hứa Thuần Lương liền yên lòng, ở phía trên ký tên nhấn thủ ấn, Mặc Hàm đưa cho hắn một tờ giấy, Hứa Thuần Lương một bên xoa tay vừa nói, ta nhưng làm mình bán cho ngươi, chính là cái này học tập thời gian có chút dài, có hay không tốc thành. Tỷ như nói ta không lên bản khoa trực tiếp đọc thạc sĩ được không? Mặc Hàm nói, ta đây phải trở về hỏi một chút Loan Tổng, nhìn hắn có phải hay không nguyện ý cho một mình ngươi đơn độc mở giả chuyên nghiệp. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng đang giễu cợt mình, thở dài nói ngươi dạng này rất dễ dàng đem trời cho trò chuyện chết. Mặc Hàm kiểm tra một chút nhập học văn kiện, biểu thị không thành vấn đề, chờ hết thảy làm xong thủ tục, sẽ cho hắn một phần kỹ càng thời khóa biểu. Hứa Thuần Lương gặp nàng chuyện này đều làm được dễ dàng như vậy, nhịn không được hỏi công ty của các ngươi còn mở giá trường học sao? Mặc Hàm kinh ngạc nhìn qua hắn có ý tứ gì? Đừng nói cho ta ngươi liền bằng lái đều không có. Có, bất quá, ta đây là đê chiếu, chỉ có thể mở 3 lượt. Mặc Hàm nói, kia cùng không có có một dạng, bất quá, chuyện này dễ làm, bao tải trên người của ta, xê chiếu được không? Quá được rồi. Ngươi đi chiếu mấy trường giấy chứng nhận chiếu. Dù sao quay đầu xử lý thẻ học sinh cũng phải dùng. Trường đảng liền có chiếu giấy chứng nhận chiếu địa phương, Hứa Thuần Lương dựa theo yêu cầu chiếu tốt ảnh chụp giao cho Mặc Hàm. Mặc Hàm một lần nữa kiểm lại một chút vật liệu, nhìn đồng hồ, biểu thị mình còn có sự tình, muốn đi trước, có cơ hội lại mời Hứa Thuần Lương ăn cơm, dù sao hắn tại Nam Giang huấn luyện một tháng, trong ngắn hạn cũng không sẽ rời đi. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi thăm Loan Ngọc Xuyên sự tình. Trở về sau có cơ hội lại nói. Mặc Hàm rời đi về sau, Nghiêm Kính Tùng cầm một tờ báo bu lại, cười nói tiểu Hứa, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Hứa Thuần Lương nói, có việc nói sự tình, ta
ta ban đêm còn có hẹn hò. Nghiêm Kính Tùng nói, cũng không có gì khác sự tình, tiểu Hứa a, hai ngày này làm sao không gặp Mai Như Tuyết đồng học. Hứa Thuần Lương nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, Mai Như Tuyết làm sao đột nhiên không lên lớp rồi. Mai Như Tuyết dung mạo xinh đẹp, cho nên đến đâu mà đều không thiếu người ngưỡng mộ, cái này Nghiêm Kính Tùng cũng đối với nàng động tâm tư. Nghiêm Kính Tùng lắc đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi rất quen đâu, các ngươi đều là từ Hồ Sơn trấn tới. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết con hàng này trộm tra xét tư liệu của bọn hắn, lần này huấn luyện chia hai cái ban, Nghiêm Kính Tùng vừa lúc là bọn hắn ban trưởng, muốn nói quan tâm một chút trong lớp đồng học cũng là nên. Hứa Thuần Lương nói, nàng là trưởng trấn, công làm so sánh bận rộn, đoán chừng nhưng có thể trở về làm việc công đi. Nghiêm Kính Tùng nói, ta hướng bọn hắn trên trấn gọi qua điện thoại, nàng không có về đi làm. Hứa Thuần Lương nghe đến đó có chút ghét bỏ người này nhiều chuyện, người nhà cảm thấy mình là ai? Bằng cái gì gọi điện thoại đến người ta đơn vị? Hứa Thuần Lương tức giận nói, người hẳn là trực tiếp cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại a. Đánh, nàng không tiếp. Nghiêm Kính Tùng nói xong, hạ giọng nói, tiểu Hứa, ngươi còn có những phương thức khác có thể liên hệ nàng sao? Hứa Thuần Lương nhìn qua hắn ta nói, ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Ngươi tìm bạn gái của ta làm gì? Nghiêm Kính Tùng sửng sốt một chút, vừa còn nói hai người bọn hắn không quan hệ đâu, cái này thừa nhận là hắn bạn gái. Nghiêm Kính Tùng cười nói, đừng nóng giận a, ta không phải ban trưởng nha, ta phải quan tâm lớp chúng ta mỗi vị đồng học hướng đi, lão sư yêu cầu. Hứa Thuần Lương làm sao có thể nhìn không ra con hàng này là tại lấy việc công làm việc tư, xem ra Nghiêm Kính Tùng là không biết mình lợi hại, đánh bạn gái của ta chủ ý, có phải hay không nghĩ đi bệnh viện tiếp lấy huấn luyện mấy tháng. Nghiêm Kính Tùng đụng phải một cái mũi xám, cũng không tiện lại hỏi tiếp, cười nói, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a, ta không có ý tứ gì khác. Hứa Thuần Lương cũng không nuông chiều hắn vậy liền không có ý nghĩa. Nghiêm Kính Tùng đứng dậy ngượng ngùng rời đi, Hứa Thuần Lương lắc đầu, con hàng này làm sao cũng không đem báo chí mang đi. Ánh mắt rơi vào trên báo chí, phía trên tiêu đề đưa tới chú ý của hắn, Long Cổ Văn Hóa thành lập trong nước thủ gia sản người giáp cốt văn nhà bảo tàng. Long Cổ Văn Hóa không phải liền là Bạch Mộ Sơn khiến cho giáp cốt văn trung tâm nghiên cứu. Hứa Thuần Lương cầm lấy kia tờ báo, nhìn một chút tin tức. Kỳ thật không cần nhìn xong tin tức liền hiểu, phía trên có Dương gia quán hiện trường ảnh chụp, thân xuyên đường trang ních Bạch Mộ Sơn cùng mấy vị khách quý tại quán triển lãm cổng cắt băng, trong đó một tên khách quý đưa tới Hứa Thuần Lương coi trọng, người này chính là Xích Đạo vốn liếng tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên, hắn cùng Bạch Mộ Sơn đều đứng tại C vị. Hứa Thuần Lương nguyên bản liền hiếu kỳ Loan Ngọc Xuyên bệnh ở động mạch vành thần kỳ khang phục sự tình, nhìn thấy hắn cùng Bạch Mộ Sơn đứng chung một chỗ, không khỏi tướng hai người liên hệ ở cùng nhau. Bạch Mộ Sơn mặc dù có chút tiền, nhưng dù sao không phải cái gì siêu cấp phú hào, trước mắt còn tại Bình Hải Đại học sư phạm hệ lịch sử dạy học, chỉ dựa vào hắn tiền lương là không thể nào đem bảo tàng tư nhân mở. Liền xem như hắn Long Cổ Văn Hóa cũng là dựa vào người tài trợ, chẳng lẽ Loan Ngọc Xuyên chính là sau lưng của hắn tài trợ người? Từ tấm hình này đến xem rất có thể. Hứa Thuần Lương nhớ kỹ lần trước đi Long Cổ Văn Hóa thời điểm, nhìn ra Bạch Mộ Sơn khí sắc không tốt, Bạch Mộ Sơn được hắn nhắc nhở về sau, chuyên đi kiểm tra sức khỏe, tra ra mắc bệnh ung thư gan. Về sau Bạch Mộ Sơn lựa chọn ra ngoại quốc trị liệu. Hứa Thuần Lương nhìn một chút báo cáo tin tức thời gian, giáp cốt văn nhà bảo tàng là hôm qua khai trương, nói cách khác Bạch Mộ Sơn đã trở về nước, đoán chừng Bạch Mộ Sơn bệnh tình hẳn là có chuyển biến tốt, không phải hắn cũng sẽ không có tâm tình làm cái gì giáp cốt văn nhà bảo tàng. Hứa Thuần Lương đối nhà này bảo tàng tư nhân sinh ra một chút hứng thú, hắn quyết định đi xem một chút. Bạch Mộ Sơn xây dựng nhà này bảo tàng tư nhân ở vào Nam Giang Đại học Sư phạm bên cạnh, tập học thuật nghiên cứu cùng tham quan triển lãm làm một thể. Loại này chuyên môn siêu tập giáp cốt văn nhà bảo tàng tương đối nhỏ chúng, cho nên điểm xuất phát mặc dù rất tốt, nhưng là chú định thụ chúng quần thể rất nhỏ, bình thường tới nói đều không lấy lợi nhuận làm mục đích, công lập chiếm đa số, loại này tính chất tư nhân nhà bảo tàng phía sau khẳng định có tập đoàn ủng hộ. Hứa Thuần Lương đi vào nhà bảo tàng cổng thời điểm phát hiện căn bản không có người, nhà bảo tàng miễn phí mở ra, cùng Đông Châu bên kia không sai biệt lắm, cũng là dùng WeChat đăng ký lĩnh phiếu. Hứa Thuần Lương dựa theo phía trên đăng ký chương trình nhận một chương phiếu, tiến vào nhà bảo tàng, đầu tiên nhìn thấy đến chính là một gốc có giá trị không nhỏ hắc hổ tùng, xem ra Bạch Mộ Sơn đối Nhật Thức Đình Viện tình hữu độc chung. Lần trước đi Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên Long Cổ Văn Hóa bái phỏng, nơi đó liền có một tòa Nhật hệ Khô Sơn Thủy Đình Viện. Dựa theo tham quan lộ tuyến đi vào sảnh triển lãm,
Hứa Thuần Lương liền không nhìn thấy cái khác du khách, bình thường tới nói ngoại trừ chuyên môn nghiên cứu giáp cốt văn, người bình thường ai cũng sẽ không đối loại này nhà bảo tàng cảm thấy hứng thú. Căn cứ quán triển lãm giới thiệu, Bạch Mộ Sơn thành lập nhà này giáp cốt văn nhà bảo tàng mục đích là để dân chúng bình thường hiểu rõ Trung Hoa văn tự cổ đại văn hóa, thông qua loại phương thức này hướng dân chúng phổ cập khoa học giáp cốt văn tri thức, cũng hy vọng thông qua cái này cái bình đài có thể tiếp xúc đến càng nhiều tản mát tại dân gian văn vật. Trước mắt siêu tập giáp cốt văn cùng với tương quan bản dập gần 2.000 kiện, bộ, chỉ từ hàng triển lãm số lượng tới nói đã khá kinh người. Hứa Thuần Lương ở trong đó thấy được mấy tấm quen thuộc bản dập, kia mấy tấm bản dập là tới từ Gia Gia quyên tặng, nguyên kiện đã bị hủy, còn lại đến chỉ là cái này mấy tấm bản dập, bên cạnh liền bản dập lai lịch cùng quyên tặng người tư liệu đều không có. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút khó chịu, uống nước không quên người đào giếng, Bạch Mộ Sơn làm như vậy chẳng phải là tướng căn bản quên cái không còn một mảnh. Từ một phương diện khác đến xem, cũng chứng minh Gia Gia năm đó nhờ và không phải người. Hứa Thuần Lương đi vào tây sảnh thời điểm, nhìn thấy một vị trung niên chính cầm kính lúc thưởng thức, thấy phi thường chuyên chú, Hứa Thuần Lương một chút nhận ra người này lại là Đông Châu Viện Bảo tàng. Tư liệu quán người phụ trách Lương Bách Hiền. Hứa Thuần Lương không có quấy rầy hắn, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lương Bách Hiền năm đó chính là tiếp nhận Gia Gia quyên tặng đám kia xương rồng người phụ trách, lần trước đi Đông Châu Viện Bảo tàng còn chuyên bái phỏng người này. Dựa theo người này ngay lúc đó thuyết pháp hắn cùng Bạch Mộ Sơn cũng không phải rất quen, những năm này cũng cơ bản đoạn mất liên lạc. Nhưng nếu như đúng như hắn nói, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hứa Thuần Lương nhìn một chút hắn chỗ chú ý bản dập, cũng là năm đó Gia Gia quyên tặng giáp cốt văn bên trong một bộ phận. Lương Bách Hiền nhìn nhập thần, lắc đầu chuẩn bị đi xem bước tiếp theo hàng triển lãm thời điểm, mới phát giác đứng bên người một người, đem hắn giật nảy mình, Lương Bách Hiền có chút mê võng nói. Ngươi là... Hứa Thuần Lương cười nói, Lương chủ nhiệm, ngài không nhớ rõ ta rồi. Chúng ta gặp mặt qua. Lương Bách Hiền dùng tay nâng đỡ kính mắt bên ngoài khung trách không được có chút quen mắt đâu. Hắn vẫn không thể nhớ tới Hứa Thuần Lương là ai. Hứa Thuần Lương cũng không vội mà giới thiệu mình Lương chủ nhiệm đi công tác sao. Lương Bách Hiền nói, bằng hữu mời ta đến tham quan. Lúc này hắn cuối cùng nghĩ tới, ngươi thật giống như là hồi xuân đường cái kia tiểu Hứa. Hứa lão tiên sinh cháu trai. Hứa Thuần Lương cười nói Lương chủ nhiệm quý nhân hay quên sự tình a. Lương Bách Hiền hướng hắn vươn tay ra, nhiệt tình cùng hắn nắm tay ta tính là gì quý nhân, lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém, hổ thẹn a. Hứa Thuần Lương một bên cùng hắn nắm tay vừa nói, ngài còn nhớ rõ này tấm bản dập sao? Lương Bách Hiền nói, nhớ kỹ, đây là gia gia ngươi Hứa lão tiên sinh quyên tặng a. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười. Lúc trước hắn nói quyên tặng không lâu về sau, bởi vì cung cấp điện tuyến đường biến chất cháy, tất cả xương rồng bị hủy bởi trận kia đại hỏa, liền liền bản dập cũng không có lưu lại bao nhiêu. Hiện tại hắn thế mà một ngụm liền nói ra này tấm bản dập liền là tới từ Gia Gia quyên tặng xương rồng. Cái này Lương Bách Hiền trí nhớ không có chút nào chênh lệch, cảm giác có chút vấn đề đâu. Hứa Thuần Lương nói, thật sao, phía trên không có ghi chú rõ xuất xứ a. Lương Bách Hiền nói. Không ghi chú rõ ta cũng biết, này tấm bản dập là số ít bảo đảm lưu lại mấy chương, ta một chút liền nhận ra. Câu nói này ngược lại thật là tốt giải thích Hứa Thuần Lương nghi hoặc. Lương chủ nhiệm, ngài ở chỗ này à, ta tìm khắp nơi ngài. Bạch Mộ Sơn học sinh Tiết An Lương tìm tới. Lương Bách Hiền có chút ngượng ngùng nói ta liền tùy tiện nhìn xem. Tiết An Lương nhìn thấy Hứa Thuần Lương có chút kinh hỉ nói, Hứa tiên sinh, ngài cũng tới. Bạch giáo sư mời mời ngài tới. Hắn không biết Hứa Thuần Lương muốn đi qua, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Hứa Thuần Lương nói, trên báo chí nhìn thấy, Bạch giáo sư chỉ sợ sớm đã đem ta đem quên đi đi. Làm sao lại như vậy? Tiết An Lương nghe ra Hứa Thuần Lương lời nói bên trong bất mãn, mời nói. Hai vị mời theo cùng ta đi uống trà, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lương Bách Hiền nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi theo hắn cùng một chỗ rời đi, Hứa Thuần Lương lại nói ta có chuyện không biết rõ. Vì cái gì phía trên này liền quyên tặng người đều không có. Tiết An Lương tiến tới nhìn thoáng qua hàng triển lãm, Lương Bách Hiền giúp đỡ giải thích, này tấm bản dập đến từ Hứa lão tiên sinh quyên tặng đám kia xương rồng, tiểu Hứa cho rằng tài liệu tương quan có chút sơ sẩy. Tiết An Lương cười nói không có ý tứ a, căn này nhà bảo tàng vừa mới khai triển, cũng không phải là mỗi kiện hàng triển lãm đều có kỹ càng tư liệu, chúng ta đang không ngừng hoàn thiện bên trong, sơ hở chỗ mong rằng Hứa tiên sinh bỏ qua cho. Hứa Thuần Lương nói, có thể nào không ngại a,
lúc trước gia gia của ta tướng hơn 1000 kiện văn vật quyên tặng cho các ngươi, kết quả bị hỏa thiêu sạch sẽ, bản dập cũng không có còn lại mấy chương, hiện tại liền danh tự đều chẳng muốn tiêu chú. Lương Bách Hiền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đối với chuyện này hắn là muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tiết An Lương nói, chuyện đã qua ta không rõ lắm, bất quá còn lại bản dập, Bạch giáo sư đã ủy thác ta cho ngươi đưa qua, Hứa tiên sinh không nhớ rõ. Hứa Thuần Lương châm chọc nói, người đưa tới nguyên lai là phục chế phẩm phục chế phẩm. Từ Tiết An Lương trên mặt cũng không nhìn thấy bất kỳ áy náy, đương nhiên chuyện này cùng hắn không có quan hệ, nhưng Hứa Thuần Lương vô cùng khó chịu. Tiết An Lương nói, không có ý tứ, chuyện năm đó ta cũng không hiểu rõ, hai vị, mời về phía sau uống trà. Hứa Thuần Lương nói, Bạch giáo sư ở đây sao? Tiết An Lương lắc đầu, Bạch Mộ Sơn xế chiều hôm nay có việc, trước mắt không tại nhà bảo tàng. Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn cùng đi đến hậu viện quán trà, Tiết An Lương mời hai người tại trà biển xa sút tòa, ngâm một bình nhục quế. Nhìn thấy Tiết An Lương thành thạo pha trà thủ pháp, Hứa Thuần Lương ý thức được cái này tiến sĩ sinh thế mà còn là cái trà đạo cao thủ, đi qua cảm thấy đương kim thời đại tiến sĩ phi thường cao đại thượng. Nhưng từ khi Mặc Hàm đáp ứng giúp hắn làm bản to lớn bác văn bằng, Hứa Thuần Lương bắt đầu cho rằng tiến sĩ cũng liền có chuyện như vậy, đầu năm nay chỉ cần có tiền, cái gì văn bằng đều có thể làm đến. Lương Bách Hiền phẩm miệng nhục quế, khen trà ngon. Hứa Thuần Lương nói, ta không hiểu trà, bất quá trà này ngược lại là rất thơm. Tại trước mặt hai người không cần thiết kiến tạo một cái văn nhân nhã sĩ hình tượng, người ta đều là hàng thật giá thật người làm công tác văn hóa. Lương Bách Hiền gặp được loại trường hợp này, nhịn không được khoe khoang, ba phần trà, bảy phần ngâm, chân chính lợi hại chính là Tiết tiến sĩ trà đạo công phu. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiến sĩ đơn giản chính là người hầu trà. Lương Bách Hiền sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này người hầu trà cũng không phải cái gì ca ngợi, người ta Tiết An Lương thế nhưng là có thực học tiến sĩ sinh. Tiết An Lương cũng không ngại, nâng chén trà lên phẩm một ngụm nói. Lần này lão sư bản muốn tự mình tiếp đãi Lương chủ nhiệm, thế nhưng là trường học đột nhiên có nhiệm vụ tiếp đãi, chối từ không xong, mong rằng Lương chủ nhiệm bỏ qua cho. Lương Bách Hiền cười nói làm sao lại, ta cùng Bạch giáo sư là bạn cũ. Hứa Thuần Lương nói, Bạch giáo sư thân thể như thế nào? Tiết An Lương nói, đã bình phục, bác sĩ nói chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, định kỳ tái khám liền sẽ không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương nói, ung thư gan đều có thể nhanh như vậy khôi phục. Tiết An Lương nói, Bắc Mỹ bên kia y thuật vốn là so trong nước tiên tiến, đây cũng là Bạch giáo sư lựa chọn xuất ngoại trị nguyên nhân của bệnh. Lương Bách Hiền đi theo phụ họa nói, tại phương diện y học không phục không được. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này các ngươi đều là ngoài nghề. Hai người bị Hứa Thuần Lương nói đến sững sờ. Hứa Thuần Lương đặt chén trà xuống nói, chân chính lợi hại y thuật đều tại Trung Hoa, làm gì tự coi nhẹ mình, ta phải đi. Tiết An Lương nói, gấp cái gì a, ban đêm cùng nhau ăn cơm đi. Ta đoán trưởng giáo sư cũng sắp trở về rồi, nhìn thấy Hứa tiên sinh nhất định sẽ thật cao hứng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chỉ sợ chưa hẳn, hắn cùng đám người này nói chuyện có loại không hợp nhau cảm giác, đối Bạch Mộ Sơn một thân cũng không thích, mà lại hắn càng ngày càng hoài nghi năm đó xương rồng bị hủy bởi hỏa hoạn sự tình có kỳ quặc, thậm chí bao gồm Bạch Mộ Sơn trận này bệnh, tới đột nhiên, khỏi hẳn đến cũng đột nhiên. Hứa Thuần Lương rời đi nhà bảo tàng về sau cho Lục Kỳ gọi điện thoại. Để hắn hỗ trợ điều tra thêm năm đó nhà bảo tàng cháy bản án. Lục Kỳ nghe xong không ngừng kêu khổ, kia vụ án đi qua nhiều năm như vậy, tuyệt đối là năm xưa bản án cũ, không nói đến trận kia dẫn đến văn vật tổn hại hỏa hoạn, coi như về sau trộm cướp văn vật mấy cái kẻ trộm bây giờ cũng đã bị tù hoàn tất, hắn chỉ có thể tận lực điều tra thêm nhìn. Hứa Thuần Lương cũng không gạt hắn, nói cho Lục Kỳ lúc trước mất đi cái đám kia xương rồng giá trị liên thành. Hắn hoài nghi trong chuyện này rất có thể có chuyện ẩn ở bên trong, làm không tốt có người biển thủ. Lục Kỳ nghe nói đám kia xương rồng giá trị về sau cũng vì Hứa Thuần Lương cảm thấy tiếc nuối, nếu như lúc trước Hứa lão gia tử không có quyên, một mực giữ lại đến bây giờ, chỉ sợ Hứa Thuần Lương cũng là vị hàng thật giá thật phú nhị đại, nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, không có chứng cứ sự tình không thể nói lung tung. Hứa Thuần Lương hoài nghi đến mấy người tất cả đều là xã hội danh lưu, nhất là Bạch Mộ Sơn. Người ta là giáo sư đại học, quốc học đại sư, giáp cốt văn quyền uy chuyên gia, là có tương đương xã hội ảnh hưởng lực mọi người. Lục Kỳ nhắc nhở Hứa Thuần Lương, liên quan tới chuyện này điều tra không thể lộ ra, chỉ có thể bí mật tiến hành, hắn cuối tuần vừa vặn đi Nam Giang họp, đến lúc đó tìm cơ hội cùng Hứa Thuần Lương cùng đi chiếu cố Bạch Mộ Sơn. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên,
gió rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, Nam Giang gió mang theo Trường Giang đặc hữu ẩm ướt khí, Hứa Thuần Lương cũng không thích nơi này ướt lạnh thời tiết, có lẽ là cùng Mai Như Tuyết nửa đường rời đi có quan hệ. Đón gió cất bước hướng về phía trước trạm xe lửa đi đến, từ nhà bảo tàng đến tàu điện ngầm đứng còn cách một đoạn. Trên đường nhận được Hoa Gian Nhật Lưu lão bản nương Từ Dĩnh điện thoại, Từ Dĩnh còn tại Nam Giang, hỏi hắn ngày mốt có thời gian hay không, nghĩ hẹn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện giúp hắn giới thiệu một vị thư họa giới bằng hữu Phan Thừa Phong. Hứa Thuần Lương nhớ tới lần trước đi Hoa Gian Nhật Lưu ăn cơm, nhìn thấy Sơn Hồ Phế Nhân Hà Thủ Nhân một bức chữ, Từ Dĩnh nói cho hắn biết là Phan Thừa Phong tặng cho, lúc ấy liền biểu thị có cơ hội giới thiệu bọn hắn nhận biết, cái này Từ Dĩnh trí nhớ thật đúng là siêu cường. Bởi vì ngày mốt là thứ bảy, Hứa Thuần Lương cũng không có gì an bài, thế là đáp ứng, Từ Dĩnh rất mau đưa địa chỉ phát đi qua, vị trí là Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên, Hứa Thuần Lương đi qua nơi này, khoảng cách Nam Giang Trường Đảng không xa, lần trước đi vẫn là bái phỏng Bạch Mộ Sơn Long Cổ Văn Hóa. Nơi đó là Đại học Thành Văn Sang Viên, đoán chừng 89 phần 10 là vị này Phan Thừa Phong giáo sư phòng làm việc. Hứa Thuần Lương vừa mới kết thúc trò chuyện. Một vị dung nhan mỹ lệ tuổi trẻ nữ lang từ phía sau đi tới, bộ dáng có chút quen mặt, cực kỳ giống một vị nào đó nữ minh tinh, trải qua Hứa Thuần Lương bên người thời điểm, kêu một tiếng, Lưu tiên sinh. Hứa Thuần Lương cho là nàng nhận lầm người, nghĩ không ra kia nữ lang chậm xuống bước chân, có chút sợ hãi hạ giọng nói, tiên sinh, người giúp ta một chút, đằng sau có người theo dõi ta. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, quả nhiên thấy sau lưng hơn 20 mét địa phương. Có vị khôi ngô nam tử đầu chọc cắm túi đi trong đám người, ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Hứa Thuần Lương nói, ta giúp ngươi báo cảnh. Nữ lang lắc đầu nói, không cần, ngài có thể theo giúp ta đi đến tàu điện ngầm đứng sao. Hứa Thuần Lương vừa vặn cũng là đi trạm xe lửa, nhẹ gật đầu, liền xem như điểm việc thiện, hắn đến Nam Giang về sau phát hiện nơi này chỉ an còn so ra kém Đông Châu, đầu tiên là tại Lão Thành Đông tao ngộ trộm cắp, cái này lại gặp được bên đường bám đuôi. Nhắc tới nữ lang dáng dấp còn có thể, gương mặt này đoán chừng phải hoa hơn mấy chục vạn, làm được phi thường tinh xảo, nhưng là thiếu khuyết nhận ra độ, khó trách sẽ cảm thấy giống một vị nào đó nữ minh tinh, nói xác thực là nào đó mấy vị, trên mặt dung hợp mấy người đặc điểm. Kỳ thật hiện tại nữ minh tinh cũng không ít là thông qua thủ công chế tác, không thể không thừa nhận, đương kim y đẹp kỹ thuật so đi lên có tiến bộ không nhỏ. Nàng ăn mặc có chút quá chiêu diêu, trời rất lạnh, mặc váy ngắn lộ ra hai đầu chân dài. Bịt kín tính không tốt, mùi thơm cơ thể tràn ra ngoài, dễ dàng gây nên giống được chú ý. Nữ lang có chút khẩn trương, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, bởi vì hôm nay hạ nhiệt độ, trên đường cái người đi đường không nhiều. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút địa đồ, không bao xa. Có thể là vì làm dịu tâm tình khẩn trương, nữ lang móc ra một hộp thuốc lá tiên sinh, ngài hút thuốc sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Phát hiện tên nam tử kia còn ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, một chốc lát này bên cạnh hắn lại thêm một cái người. Kia nữ lang thuần thục rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, hít một hơi thuốc lá nói, ta gọi Tương Lâm, tiên sinh họ gì? Hứa Thuần Lương nói, không dám họ Hứa. Tương Lâm nói, Hứa tiên sinh tạ ơn ngài, chờ đến trạm xe lửa ta liền đi, gần nhất Nam Giang Trị An không tốt lắm, loại này biến thái đặc biệt nhiều. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lúc này từ đối diện đi tới ba người, ánh mắt đồng loạt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tương Lâm có chút sợ hãi, chủ động nắm lấy Hứa Thuần Lương cánh tay một vòng, tựa như dây thường xuân tướng Hứa Thuần Lương cánh tay cuốn lấy, nghiệp vụ phi thường thuần thục. Hứa Thuần Lương nhíu mày, từ Tương Lâm đốt thuốc sát na, hắn đã ý thức được chuyện này có lẽ cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, chẳng lẽ là nàng trêu chọc Cửu Gia vẫn là đám người này là hướng về phía mình tới. Trên thế giới này chuyện anh hùng cứu mỹ không nhiều. Mỹ nữ xáo lộ anh hùng sự tình không ít. Hứa Thuần Lương nói, không cần sợ, có thể báo cảnh. Chung quanh đã không nhìn thấy người đi đường, nội tâm của hắn cảnh giác lên. Tương Lâm bỗng nhiên âm thanh kêu lên, ngươi làm gì? Lưu manh, nàng một tay lấy Hứa Thuần Lương đẩy ra. Lúc này đối diện ba người tách ra một chút khoảng cách, ngăn cản Hứa Thuần Lương đường đi. Phía sau hai người cũng cấp tốc hướng bên này tới gần. Hứa Thuần Lương tràn ngập trào phúng nhìn qua Tương Lâm, quả nhiên là cái bẫy, chỉ là như vậy cái bẫy không khỏi vụng về một chút, Tương Lâm tiếp tục nàng biểu diễn, chỉ vào Hứa Thuần Lương thét to ngươi sợ cái gì. Ta sợ ngươi. Tương Lâm một mặt xấu hổ giận dữ đan sen chỉ mình cũng không thế nào lớn bộ ngực. Hứa Thuần Lương thở dài nói các ngươi liền không thể đến điểm tươi mới xáo lộ. Muốn chơi tiên nhân khiêu,
chí ít cũng hẳn là tìm phát dục bình thường cô nương. Năm tên nam tử đã tạo thành vòng vây. Tương Lâm đã có lực lượng, mắng âm thanh lưu manh, giơ tay muốn đánh Hứa Thuần Lương một cái bạt tai. Lại bị Hứa Thuần Lương nhẹ nhõm tránh thoát, một thanh hao trùm đầu phát, trở tay một giả tát tai rút tới. Ba, một tiếng vang giòn, như là trong đêm tối quăng một cái vang roi. Kịch lẽ ra không nên là cái dạng này, vốn phải là Tương Lâm kêu cứu, đi lang thang manh một cái bạt tai, bọn hắn anh hùng cứu mỹ nhân, vây đánh Hứa Thuần Lương dừng lại, sau đó báo cảnh. Tương Lâm thét lên vang vọng bầu trời đêm, đối diện thiết kế hãm hại mình nữ nhân, Hứa Thuần Lương không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, một bàn tay đánh cho nàng như là như con thoi trong gió xoay tròn. Hứa Thuần Lương tùy tiện không đánh nữ nhân, có thể dùng loại này vụng về thủ đoạn hãm hại mình căn bản không thể xưng là người. Nam tử đầu chọc nháy mắt, bốn tên đại hán phân biệt từ khác nhau góc độ hướng Hứa Thuần Lương tới gần. Hứa Thuần Lương từ đối phương trầm ổn bộ pháp liền nhìn ra bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tay chân, không cần hỏi, đám người này chính là nhắm vào mình mà đến, cũng không phải phổ thông tiên nhân khiêu lừa gạt tiền, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phân công minh xác, phía sau khẳng định có người sai sử. Một người huy quyền công hướng Hứa Thuần Lương mặt, Hứa Thuần Lương cánh tay trái tướng hữu quyền của hắn ngăn cách, giơ lên hữu quyền, một quyền đánh trúng hắn má trái, không có chút nào lưu lực, một quyền liền đem người này thả ngã trên mặt đất. Thuận thế từ trong vòng vây thoát thân, Hứa Thuần Lương nhanh chân hướng về phía trước chạy tới. Truy, nam tử đầu chọc hô lớn. Bốn người ở hậu phương chân phát mau chóng đuổi, thình lình Hứa Thuần Lương chạy bên trong xoay người lại một cái đá xoáy. Tướng truy tại phía trước nhất nam tử một cước đạp té xuống đất, tại Nguy Sơn đảo công việc trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất chính là nắm giữ du kích chiến tinh túy. Năm tên nam tử đã bị hắn đánh bại hai cái, nam tử đầu chọc lớn tiếng nói để cho ta tới. Hứa Thuần Lương cười lạnh nhìn qua đầu chọc, không cần hỏi, hắn chính là hôm nay dẫn đầu. Đầu chọc còn hiểu chút giang hồ quy củ, hướng Hứa Thuần Lương ôm quyền, đột nhiên phát lực, quyền như tiếng sấm, có như núi lở chi thế, phát lực trong nháy mắt. Muốn kình như là băng cung, thế động thần theo, tật như thiểm điện. Hắn lại là một vị bát cực quyền hảo thủ. Bát cực quyền thuộc về đoàn đả quyền pháp, động tác truy cầu cương mãnh giản dị, phát lực cấp tốc. Phát lực tại gót chân, đi tại thắt lưng, giả tại đầu ngón tay, lực bộc phát cực mạnh. Trung Hoa truyền thống giới võ thuật riêng có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn mà nói. Đầu chọc rậm chân, song quyền thay nhau tiến công, tới cái mãnh hổ cứng rắn leo núi. Hổ hổ sinh uy, thanh thế dọa người. Hứa Thuần Lương liền lùi lại ba bước, cũng không vội tại phản kích, hắn muốn trước tan mất đầu chọc hung mãnh khí thế, đối phương mỗi ra một chiêu, khí thế liền yếu một phần. Nam tử đầu chọc tu luyện bát cực quyền nhiều năm, tại Nam Giang có phần có danh tiếng, bát đại chiêu thay nhau sử xuất, Diêm Vương ba điểm tay, mãnh hổ cứng rắn leo núi, nghênh môn ba không để ý, bá vương cứng rắn lần cương, đón gió hướng dương trường, tả hữu cứng rắn mở cửa. Hoàng oanh song ôm chảo, đạp đất thông thiên pháo. Đáng tiếc bát đại chiêu dùng hết, hắn liền Hứa Thuần Lương góc áo cũng chưa đụng được, Hứa Thuần Lương linh xà bát bộ biến hóa đa đoan, hắn hiện tại võ công mặc dù giảm bớt đi nhiều, nhưng là tại võ học tầm mắt phương diện ít có người có thể với tới hắn bóng lưng, đối quang đầu ra chiêu lộ tuyến đoán trước đến rõ ràng. Hứa Thuần Lương xem hết bát đại chiêu, cũng là một quyền đánh ra, nam tử đầu chọc nhìn thấy hắn ra chiêu sững sờ. Bởi vì đối phương sử xuất đến cũng là bát cực quyền bên trong đón gió hướng dương trưởng. Đến Hứa Thuần Lương cảnh giới, trên cơ bản nhìn qua đối phương chiêu thức liền có thể đã gặp qua là không quên được, một chiêu này là muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Đầu chọc đối bát đại chiêu hết sức quen thuộc, dựa vào kinh nghiệm đi phong Hứa Thuần Lương công kích lộ tuyến, lại nghĩ không ra Hứa Thuần Lương đột nhiên biến chiêu, hai cánh tay của hắn từ bất khả tư nghị góc độ uốn lượn trở về, như là trong nháy mắt đã mất đi xương cốt. Nhu nhược vô cốt, cứng rắn như kim cương. Hứa Thuần Lương hậu chiêu là mãng quyền từ mãng xà đi săn bên trong thu hoạch được linh cảm, quyết khiếu ở chỗ vừa đấm vừa xoa, chiêu số quái dị, như là cuồng mãng xuất động. Đầu chọc đều không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, Hứa Thuần Lương hữu quyền đã đánh chúng vào hắn cằm, đánh chúng cằm về sau vậy mà có thể hai lần phát lực, uyển giống như thủy triều tiến dần lên lực lượng tướng nam tử đầu chọc đánh cho đằng không bay lên. Còn lại hai tên tham dự vây đánh nam tử, mắt thấy bọn hắn chủ tâm cốt trên không trung bay lên, trên mặt toát ra sợ hãi biểu lộ, cảnh tượng như thế này giống như chỉ có thể ở phim hoạt hình trông được đến, con hàng này là một quyền siêu nhân sao. Nhưng bị đánh đến mới là đầu chọc a. Năm đánh một vậy mà rơi xuống kết cục này, không thể bảo là không khốc liệt,
hai người bọn họ không dám tiếp tục tiến lên, đi lên cũng là bạch bạch bị đánh. Lúc này Tuần Cảnh nghe hỏi chạy đến, Nam Giang cảnh sát xuất cảnh hiệu suất vẫn còn rất cao. Cái này người chứng minh nhà Nam Giang thị trị an không kém, chỉ là quay chung quanh Hứa Thuần Lương phát sinh trị an sự kiện nhiều lắm. Tên kia gọi Tương Lâm nữ tử che lấy bị đánh sưng nửa bên gương mặt, liền cái mũi đều bị Hứa Thuần Lương một bàn tay cho phiến sai lệch, nhưng là cái này cũng trách không được Hứa Thuần Lương, cải tạo sau mũi quá yếu đuối, nàng khóc đến thê thê thảm thảm, chỉ vào Hứa Thuần Lương hướng cảnh sát khiếu nại người này vô sỉ hung ác. Tiếp cảnh nhân viên cảnh sát nghe nói nàng tao ngộ cũng là lòng đầy căm phẫn, người này quá phách lối, bên đường bắt chuyện, đùa giỡn phụ nữ, còn đem thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm quần chúng cho đánh đổ ba cái. Nhất làm cho người phỉ nhổ chính là, hắn thế mà liền nữ nhân đều đánh, còn có nhân tính sao? Còn có pháp luật kỷ cương sao? Hứa Thuần Lương đi theo đám bọn hắn đi phụ cận đồn công an xử lý, hắn cũng nghĩ làm rõ ràng chuyện này, đám người này sẽ không vô duyên vô cớ đất sụt hại mình, phía sau khẳng định có người sai xử. Đến đồn công an về sau, Tương Lâm khóc đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh, khấp huyết lên án Hứa Thuần Lương hung ác. Hứa Thuần Lương không có chút nào sốt ruột. Nhẫn nại tính tình nghe bọn hắn từng cái biểu diễn, lấy đầu chọc cầm đầu 5 người tuyên bố bọn hắn cùng Tương Lâm tác không quen biết, nghe được tiếng kêu cứu tiến đến thấy việc nghĩa hăng hái làm, kết quả cũng bị Hứa Thuần Lương đánh, bọn hắn yêu cầu nghiệm thương, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Hứa Thuần Lương nghe đến đó nhịn không được bật cười, phụ trách bản án nhân viên cảnh sát phát hỏa chút nghiêm túc, nơi này là đồn công an, người không muốn phách lối như vậy, người sở tác sở vi đã xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta xúc phạm cái gì pháp luật, nàng nói ta quấy rối các ngươi liền tin tưởng a? Ta liền hỏi một câu, dung mạo của nàng bộ dáng này, đổi thành ngươi ngươi sẽ làm đường phố quấy rối nàng sao? Nhân viên cảnh sát bị đang hỏi, Tương Lâm dáng rất không tệ, nhưng cũng không thể bởi vì người ta xinh đẹp liền quấy rối người ta, hắn vỗ vỗ cái bàn, ta cảnh cáo ngươi, lại xem thường pháp luật ta sẽ không khách khí với ngươi. Hứa Thuần Lương nói, phạm pháp loạn kỷ cương mới xem thường pháp luật, ta luôn luôn tôn trọng pháp luật, nữ nhân này vu hãm ta, kia 5 người cùng với nàng đều là cùng một bọn. Tương Lâm giống như bị kích thích, đứng dậy hướng Hứa Thuần Lương đánh tới, ta căn bản cũng không nhận biết người ta, cái này các vị đại ca là hảo tâm giúp ta liều mạng với ngươi, ngươi cái này lưu. Lưu, qua, ta bị hắn hủy khuôn mặt, ta không sống được, ta không mặt mũi thấy người. Nửa đường bị một nữ cảnh sát cản lại. Mặc kệ trách nhiệm tại ai, trong sở công an không cho phép đánh nhau. Hứa Thuần Lương yêu cầu cùng cảnh sát đơn độc nói chuyện, đồn công an an bài một chút, mấy tên thụ thương trước đưa đi bệnh viện nghiệm thương, những người khác lưu lại tiếp tục tra hỏi. Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn đều đi, đưa di động móc ra, hắn có ghi âm, hắn sớm liền bắt đầu hoài nghi Tương Lâm, lấy cớ nhìn địa đồ, kỳ thật khi đó liền mở ra điện thoại di động ghi âm phần mềm, trên cơ bản là toàn bộ hành trình ghi âm. Luận đến giở trò mưu, đám này mặt hàng cho hắn sách giày đều không đủ. Mấy tên nhân viên cảnh sát vây tới nghe xong, lập tức liền minh bạch đây là cùng một chỗ cái bẫy. Phụ trách bản án cảnh sát nói, ngươi vừa rồi làm sao không đem ghi âm lấy ra? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là trước kia liền lấy ra đến, bọn hắn liền có phòng bị, khẳng định lại biên cái khác nói dối, ta liền xem bọn hắn làm sao biểu diễn, láo lời nói được càng nhiều lỗ thủng thì càng nhiều, hiện tại các ngươi rõ ràng tình huống. Mấy tên cảnh sát nhẹ gật đầu, giúp Hứa Thuần Lương tiến hành đăng ký, lúc này Tương Lâm cũng nghiệm thương trở về, cảnh sát đem nàng lấy tới mặt khác một gian trong phòng đi thẩm vấn, không bao lâu liền đem tình huống hỏi ra, ghi âm trước mặt không phải do nàng chống chế. Tương Lâm nói Hứa Thuần Lương đùa bỡn nàng một cái khuê mật, cho nên nàng mới tức không nhịn nổi, nghĩ giáo huấn một chút hắn. Hứa Thuần Lương nói cho cảnh sát nữ nhân này căn bản không có lời nói thật, mình chưa hề liền không biết nàng, mà lại cũng không đối tượng. Mình là cán bộ quốc gia, trước mắt ngay tại Nam Giang trường đảng học tập. Hắn kiểu nói này, mấy vị nhân viên cảnh sát lập tức nổi lòng tôn kính, có thể đến đó học tập đồng dạng đều là vừa đỏ lại chuyên cán bộ trẻ tuổi, mà lại ghi âm đã chứng minh Hứa Thuần Lương vô tội. Cả kiện sự tình chính là cái bẫy, nữ nhân này phía sau khẳng định có người sai xử. Mấy tên cảnh sát quyết định trước tiên đem Tương Lâm mấy người lưu tại đồn công an hảo hảo thẩm nhất thẩm, Hứa Thuần Lương có thể rời đi. Hứa Thuần Lương trước khi đi hỏi Tương Lâm đơn vị làm việc, nữ nhân này tại Lam Tinh Hộp Đêm công việc. Hứa Thuần Lương nghe được Lam Tinh Hộp Đêm danh tự, lập tức nghĩ đến Hoa Trục Nguyệt, cái này Lam Tinh Hộp Đêm nên không phải cùng Lam Tinh tập đoàn có quan hệ a. Lên mạng tìm tòi một chút tư liệu, phát hiện Lam Tinh Hộp Đêm quả lại chính là Lam Tinh tập đoàn sản nghiệp,
Hứa Thuần Lương cùng Tương Lâm ngày xưa không oán ngày nay không thù, dựa theo lẽ thường đến suy luận chuyện này Hoa Trục Nguyệt tại phía sau màn chỉ điểm khả năng rất lớn, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Hoa Trục Nguyệt sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Hắn cùng Hoa Trục Nguyệt tiếp xúc thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là cảm giác Hoa Trục Nguyệt cách cục không có thấp như vậy, đi qua tại SEVENSTAA phát sinh tranh chấp thời điểm, vẫn là Hoa Trục Nguyệt yêu cầu quán ba lão bản Tạ Xuân Lôi hướng cảnh sát cung cấp màn hình giám sát, chứng thực Đường Thiên Nhất trêu chọc chân thuần trước đây. Về sau SEVENSTAA quán ba bị người đe dọa, là mình hỗ trợ cứu được quầy rượu DJ, có thể nói mình đối bọn hắn là có ân, phàm là có chút lương chi, không nên lấy oán trả ơn đi. Hứa Thuần Lương quyết định tiên lễ hậu binh, hắn đem kia đoạn ghi âm truyền cho Hoa Trục Nguyệt, muốn nhìn một chút nàng sẽ giải thích thế nào. Đại khái qua 15 phút, Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại cho hắn. Hứa Thuần Lương các loại điện thoại vang lên vài tiếng mới tiếp lên. Hoa Trục Nguyệt nói chuyện cũng phi thường dứt khoát, Hứa tiên sinh, chuyện này cùng Lam Tinh không quan hệ, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái công đạo. Hứa Thuần Lương nói, vậy bọn ta, Hoa Trục Nguyệt quả nhiên không có nuốt lời. Sáng ngày thứ hai liền hẹn Hứa Thuần Lương gặp mặt, để tỏ lòng thành ý, nàng tự mình lái xe tới Nam Giang Trường Đảng gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vừa tham gia tiểu học toàn cấp tổ thảo luận, nghe nói Hoa Trục Nguyệt đến, đi ra ngoài đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt đứng tại một cỗ màu xám Porsche 911 phía trước chính hút thuốc. Hứa Thuần Lương hướng nàng vẫy vẫy tay, Hoa Trục Nguyệt dập tắt thuốc lá về sau hướng hắn đi tới, cười nói, đến Nam Giang đều không cho ta biết một tiếng. Để cho ta vị lão bằng hữu này một tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, ta tới không có mấy ngày, đã sâu sắc cảm nhận được Nam Giang nhân dân nhiệt tình. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi có phải hay không đối Nam Giang có cái gì thành kiến? Đi, tìm một chỗ uống cà phê đi. Hứa Thuần Lương chỉ thư viện nếm thử chúng ta trường đảng cà phê. Hắn phát hiện trường đảng thư viện thật hay giả tiếp đãi khách nhân nơi tốt, thanh tĩnh là một mặt. Chủ yếu là cung cấp miễn phí trà uống còn có bánh kẹo đồ ăn vặt. Hoa Trục Nguyệt tháo kính râm xuống, màu lam xám đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua thư viện trường đảng, tại trong lòng ta vẫn luôn là cái cao không thể chạm địa phương. Mượn cơ hội này, hảo hảo thể nghiệm một chút hồng sắc văn hóa. Hoa Trục Nguyệt đi theo hắn đi tới thư viện, Hứa Thuần Lương lấy hai chén miễn phí cà phê, lại cầm một chút bánh kẹo điểm tâm. Trùng hợp chính là, lại gặp ban trưởng Nghiêm Kính Tùng. Nghiêm Kính Tùng hướng Hứa Thuần Lương lộ ra một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thiếu dung, trong lòng thầm than, con hàng này thật đúng là đi số đào hoa, nhận biết đến tất cả đều là cực phẩm mỹ nữ, từng cái lại có khí chất lại có hương vị, loại này khắp nơi lưu tình người là thế nào trà trộn vào trường đảng như thế rêu rao, không sợ tác phong xảy ra vấn đề. Hứa Thuần Lương không thèm để ý hắn, thể chế bên trong loại này muộn tao mặt hàng quá nhiều, liền để ngươi nha đẹp mộ chết. Hứa Thuần Lương bưng khay trở lại Hoa Trục Nguyệt bên người. Hoa Trục Nguyệt bưng lên một ly cà phê, nếm thử một miếng Starbucks cà phê đậu. Hứa Thuần Lương phát hiện Starbucks cà phê đậu nhận ra độ vẫn là rất mạnh, trước có Mặc Hàm, sau có Hoa Trục Nguyệt, các nàng đều ngay đầu tiên phân biệt ra được. Hứa Thuần Lương nói, có phẩm vị, thế mà uống ra tới. Hoa Trục Nguyệt nhìn không được bật cười, loại này nát đường cái đồ vật cũng có thể cùng phẩm vị móc nối, người xác định không phải tại rèm pha ta. Hứa Thuần Lương nói, ta đối với phương diện này không có nghiên cứu, ta cũng không thích uống, bất quá nghe hương vị rất thơm. Hoa Trục Nguyệt nói, Tương Lâm đi qua đích thật là tại Lam Tinh hộp đêm đi làm, nhưng là nàng năm ngoái liền từ chức, cho nên chuyện tối ngày hôm qua cùng chúng ta Lam Tinh không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nói, ta căn bản cũng không nhận biết nàng, nàng tại sao muốn tìm ta phiền phức. Hoa Trục Nguyệt thở dài, vì tiền chứ sao. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt cùng hắn nhìn nhau. Mặc dù Hứa Thuần Lương mới 22 tuổi, nhưng là Hoa Trục Nguyệt mỗi lần nhìn thấy hắn kiểu gì cũng sẽ sinh ra sâu xa khó hiểu cảm giác, Hứa Thuần Lương người này thật không đơn giản. Hoa Trục Nguyệt cùng hắn cũng coi như từng có hai lần giao thủ, mỗi lần đều rơi vào hạ phong, đến bây giờ nhớ tới lúc trước hắn giúp mình thôi cung quá huyết tình cảnh, vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, tim đập rộn lên, loại cảm giác này khó mà hình dung lại chung thân khó quên. Hoa Trục Nguyệt đã điều tra rõ ràng tình trạng, sở dĩ tự mình tới cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, chính là muốn giải thích rõ ràng chuyện này, mặc dù nàng không sợ phiền phức, nhưng là nàng cũng không muốn thay người khác cõng nồi, càng không muốn cùng Hứa Thuần Lương là địch. Hoa Trục Nguyệt ánh mắt nhộn nhạo, khóe môi nổi lên một tia mị hoặc chúng sinh mỉm cười, Tương Lâm cũng là chọn sai đối tượng, nàng cũng đã nhận được giáo huấn, người một cái tát kia đã đem mũi của nàng cho đánh sai lệch,
muốn thu phục đến tốn không ít tiền, người người này thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hứa Thuần Lương bưng lên cà phê uống một ngụm, ngươi hôm nay tới là nghĩ làm người hòa giải. Xiết người bất quá đầu chạm đất, Tương Lâm nhà đầu kia cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này không bằng. Hứa Thuần Lương đánh gãy nàng nói, nếu như không phải ta có thêm một cái tâm nhãn, hiện tại xui xẻo người kia là ta, ta hiện tại chỉ muốn biết phía sau người chủ sự là ai. Có một số việc không cần thiết khiến cho quá rõ ràng, đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Đó chính là các ngươi làm tình nguyện ý lưng cái này nồi. Hoa Trục Nguyệt mân mê môi anh đào, gắt giọng ngươi lại uy hiếp ta. Hứa Thuần Lương thầm than nữ nhân này tuyệt đối là nhất đại vưu vật, tần cười ở giữa phong tình vạn trùng, nhìn nàng làm việc diễn xuất, hoàn toàn chính xác có lan hoa môn phong phạm. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị nàng mê hoặc. Hứa Thuần Lương đối Hoa Trục Nguyệt làm như không thấy, chấn định tự nhiên nói, ngươi nếu là không chịu nói, ta liền đi tìm cái kia Tương Lâm. Vạn nhất ảnh hưởng tới các ngươi Lam Tinh sinh ý, lại tránh không khỏi muốn đả thương hòa khí. Hoa Trục Nguyệt nhíu mày, vẫn là uy hiếp, đổi thành người khác nàng mới không ăn bộ này, nhưng đối diện Hứa Thuần Lương, nàng thế mà không có tính tình, liền chính nàng đều không làm rõ ràng được vì cái gì, chẳng lẽ lần kia Hứa Thuần Lương mượn thôi cung quá huyết trên người mình động tay chân. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi a, đừng luôn luôn dẫn lây sang chúng ta Lam Tinh có được hay không, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mình đi qua đều đắc tội qua người nào. Hứa Thuần Lương nói, Đường Thiên Nhất, Hoa Trục Nguyệt ngầm thầm bội phục trí tuệ của hắn, thế mà một chút liền bị hắn đoán trúng, nàng không có nói phải cũng không nói không phải, nhấp một hớp cà phê nói, thân phận của ngươi bây giờ xử lý chuyện này phi thường khó giải quyết a. Con người của ta cách đối nhân xử thế nguyên tắc từ trước đến nay đều là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Hoa Trục Nguyệt nói, khoái ý ân cứu cố nhiên là tốt, nhưng hiện tại trên thế giới quá nhiều chuyện không thể dùng giang hồ quy tắc giải quyết, làm việc trước đó đến trước suy nghĩ kỹ càng lợi hại quan hệ, có một số việc ngươi biết rất rõ ràng ai mới là kẻ cầm đầu, nhưng là ngươi không có chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, cái kia Tương Lâm nguyện ý giúp ta làm chứng sao? Hoa Trục Nguyệt nói, Đường Thiên Nhất mặc dù không thông minh, thế nhưng không tới bị người nắm cán tình trạng, ta hôm nay tới, một là muốn cho Tương Lâm nói tình, cô nàng này cũng là nhất thời hồ đồ. Ngươi có thể hay không nể tình ta tha cho nàng một lần, sau khi nói xong, nàng lại nói không biết ta có hay không mặt mũi này coi như cho một món nợ ân tình của ta, về sau cần ta hỗ trợ địa phương, ta tất toàn lực ứng phó. Hứa Thuần Lương nói, kia năm cái đồng lõa đâu? Hoa Trục Nguyệt nói, bọn hắn năm người cũng đều là lấy tiền làm việc tay chân, Đường Thiên Nhất có người trung gian, người bắt không được sơ hở của hắn. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là, chuyện này ta cứ tính như vậy. Hoa Trục Nguyệt nói, Hoa Niên tập đoàn tại Nam Giang rất có sức ảnh hưởng, nhất là Đường Kinh Vĩ, người này tại Nam Giang có thể nói là mánh khóe thông thiên, theo ta được biết, hắn cũng là người đại lão bản, người cùng con của hắn đối nghịch, chỉ sợ hắn sẽ không ngồi yên không lý đến a. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, ta có chính thức biên chế, hắn tính là cái gì chứ a? Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, tiếng cười của nàng hấp dẫn chú ý của những người khác. Hoa Trục Nguyệt ý thức được sự thất thố của mình, có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Hứa Thuần Lương nổi lên bệnh nghề nghiệp quan sát một chút đầu lưỡi của nàng, Hoa Trục Nguyệt đầu lưỡi phấn nộn mềm mại, thần thái cực kỳ đáng yêu, nghĩ không ra người trước cường ngạnh nàng thế mà còn có tiểu nữ xinh xinh xắn một mặt, nàng này mỹ cốt thiên thành, nhưng mặn nhưng ngọt, mình cần nhiều một phần cảnh giác. Hoa Trục Nguyệt tức giận nói ngươi nhìn cái gì vậy? Hứa Thuần Lương cười nói gần đây thân thể điều trị đến không tệ. Hoa Trục Nguyệt liên tưởng tới hắn đi qua đùa giỡn chính mình sự tình thân thể ta vẫn luôn không có tâm bệnh. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ý là ngươi nói không tính. Hoa Trục Nguyệt nói, ta nói đến thế thôi, nên làm như thế nào chính ngươi ước lượng, Tương Lâm đắc tội ngươi, ta bên này cũng cho ngươi một cái công đạo, ta sẽ đem nàng đuổi ra Nam Giang, về sau Lam Tinh cùng với nàng lại không một chút liên quan. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, không thể không thừa nhận Hoa Trục Nguyệt vẫn là biểu hiện ra nhất định thành ý. Chuyện này đã không có quan hệ gì với nàng, nàng hoàn toàn có thể không làm một chuyện gì, Tương Lâm hành vi cá nhân tự nhiên muốn từ nàng cá nhân gánh chịu, Hoa Trục Nguyệt đưa nàng đuổi ra Nam Giang, liền mang ý nghĩa nàng thu nhập lại nhận ảnh hưởng rất lớn, cũng coi là cho mình một cái công đạo. Lúc này Hoa Trục Nguyệt điện thoại di động vang lên, nàng nhìn lướt qua, số điện thoại, nhìn thấy lại là Tương Lâm điện thoại, cầm điện thoại lên, đi tới trước cửa sổ. Đầu bên kia điện thoại Tương Lâm khóc không thành tiếng, Hoa tỷ. Ta bị người đánh, Hoa Trục Nguyệt tức giận nói, đáng đời ngươi.
Nàng còn tưởng rằng là Hứa Thuần Lương sự tình. Tương Lâm nói, hắn là cầm thú. Hắn, đánh ta. Hoa Trục Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ngươi ở nơi nào? Hoa Trục Nguyệt cúp điện thoại, Hứa Thuần Lương một bên nhiều ít nghe được một chút mánh khóe, có việc. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, Tương Lâm bị người đánh, ta đi qua nhìn một chút. Ta đi chung với ngươi. Hoa Trục Nguyệt lái xe tới đến Thanh Hoài khu bệnh viện, Tương Lâm ngay tại bằng hữu cùng đi tại làm kiểm tra. Hứa Thuần Lương kém chút không nhận ra được đây là Tương Lâm, bị đánh mặt mũi bầm dập, nguyên bản bị hắn một bàn tay đánh lệch ra cái mũi càng sai lệch. Nhìn thấy Tương Lâm bộ này tôn dung, Hứa Thuần Lương mặc dù cảm thấy nàng trừng phạt đúng tội, nhưng là cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Tương Lâm là bị người lợi dụng, giấu ở sau lưng người chủ sự Đường Thiên Nhất mới là kẻ cầm đầu. Tương Lâm nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi theo cùng nhau tới, dọa đến đem cúi đầu đi, sợ bị hắn nhận ra. Hứa Thuần Lương một cái tát kia đánh cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Trên đời này có loại nam nhân tuyệt đối bỏ được là thủ tồi hoa, không khéo phải là, hai ngày này để nàng liên tiếp gặp được hai cái, một cái so một cái tâm ngoan, Tương Lâm có chút bận tâm người này xông lên lại đánh mình một trận. Hoa Trục Nguyệt nói, chuyện gì xảy ra, báo cảnh hay chưa, Tương Lâm lắc đầu, mẹ nó. Hoa Trục Nguyệt tức giận đến mặt mũi trắng bệch, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Tương Lâm ngăn cản nói, Hoa tỷ, không muốn. Hoa Trục Nguyệt nhìn ra nàng có ẩn tình khác, hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương minh bạch nàng ý tứ, đây là để cho mình né tránh, xoay người đi bên ngoài. Đợi hơn 10 phút, Hoa Trục Nguyệt mới từ bên trong ra. Hứa Thuần Lương nói, hỏi rõ ràng rồi, Hoa Trục Nguyệt thở dài nói hồi trên xe nói,